Lý Vân Tiêu lau đi máu mũi, nói. Ta thật sự chỉ là muốn quan sát tình huống thân thể ngươi thôi, đừng hiểu lầm. Phi Nghê giảo hoạt cười cười, nói. Vậy quan sát thế nào, xem có được không? Lý Vân Tiêu quay đầu đi, không chịu nổi nàng cứ lấn tới như vậy, nói. Ân, ngươi dường như đã tấn chức cửu tinh rồi sao? Ân, Phi Nghê sững sờ, lập tức bắt đầu kinh hãi, nguyên lực trong cơ thể xoay chuyển, một cổ lực lượng mênh mông lập tức bừng lên. Toàn bộ bốn phía lập tức hóa thành màu đỏ, một mảnh đỏ rực. Cổ lực lượng này, đúng là lực lượng võ đế cửu tinh. Thật sự, tấn cấp rồi. Phi Nghê cũng ngơ ngác ngây ngẩn cả người, sau đó bắt đầu đại hỉ, trong hai tròng mắt chớp động quang mang, cười hì hì nói. Không hổ là nam nhân của ta, không chỉ chữa tốt thương thế cho ta, còn trực tiếp khiến ta tăng lên một tình, chậc chậc, đời này ta định cùng ngươi rồi. Lý Vân Tiêu trên mặt tối sầm, ngượng ngùng nói. Đây hoàn toàn là do thể chất đặc thù của ngươi, không có quan hệ đến ta. Hì hì, ta rất thích nam nhân khiêm tốt ít xuất hiện, làm chuyện tốt không lưu danh, không kể công như ngươi. Phi Nghê cười nói, vẻ mặt đầy vui thích. Lý Vân Tiêu, đừng nhích tới bên cạnh ta nữa, ta đang muốn hỏi ngươi, thiên phượng nhiết thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Phi Nghê khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nói. Đây vốn là một đại bí mật trên người ta, nhưng nếu ngươi hỏi thì ta tự nhiên phải nói. Nàng giải thích nói. Phượng Hoàng nhất tộc cũng giống như Long tộc vậy, thật ra tồn tại rất nhiều chi nhánh. Giống như Tổ Long, Thủy Long, Kỳ Long, trong Long tộc, đều là tồn tại cấp bậc chân linh, nhưng bọn họ đều là hậu duệ do thượng cổ chân Long diễn hóa ra. Phượng Hoàng nhất tộc cũng giống như thế, Hỏa Phượng, Xích Phượng, Hắc Phượng, Băng Phượng, Vũ Phượng, đều là tồn tại cấp chân linh, tất cả đều là thủy tổ vạn Phượng, do thượng cổ thiên Phượng diễn hóa, mà ra. Mà cái gọi là thiên phượng nhiết thể, chính là khí thức kỳ dị ẩn chứa một tia thiên phượng nhiết bách chi lực. Lý Vân Tiêu nói, đại khái đã hiểu rõ rồi, vậy cái gọi là nhiết bách chi lực là thứ gì? Phi Nghê khẽ nhíu mày nói, cái này ta cũng không quá rõ ràng, thiết phương nhiết thể xuất hiện qua trong dòng sông lịch sử thật sự quá ít, nhưng ưu thế rõ rệt trên người ta chính là khôi phục cực nhanh. Mặc cho thương thế nghiêm trọng thế nào, chỉ cần không chết. Trong vòng vài ngày tất nhiên có thể khôi phục. Hơn nữa tốc độ khôi phục theo thời gian của ta chuyển rời, cũng đang không ngừng rút ngắn. Đại đương gia đã từng suy tính qua, nói chỉ cần thiên phượng niết thể của ta đại thành, tương lai cơ hồ là bất tử chi thân, bất luận thương thế gì cũng có thể lập tức phục hồi như cũ. Bất tử chi thân lập tức phục hồi như cũ. Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, không tin nói. Lời ấy quá mức khoa trương. Mặc dù là bản thân thượng cổ thiên phượng cũng không làm được như thế a, thời gian phục hồi như cũ tất nhiên sẽ có một cái cực trị, chỉ là còn chưa có người đạt tới thôi. Phi Nghê nháy mắt, cười nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại thiên phượng chi thân của người ta rất lợi hại không sai, sẽ không bôi nhọ thân phận của ngươi đâu. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, nói. Lại bắt đầu nói chuyện phiếm rồi, vậy thiên phượng nhiết thể nếu có được thiên phượng chi lực. Ngày đó Tuyền tiên sinh làm sao cướp lấy chứ? Định rút ra huyết mạch, hay là trực tiếp luyện hóa ngươi thành đan? Phi Nghê toàn thân chấn động, lộ ra một tia hoảng sợ và tuyệt vọng. Ngươi cũng muốn đoạt thiên phượng nhiết thể của ta sao? Trong mắt nàng toát ra thê lương và bi thương vô tận, khiến người thấy mà yêu tiếc. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi nói. Ngươi lại suy nghĩ nhiều, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, ngươi không cần trả lời. Phi Nghê rồi mới đi ra từ trong cảm xúc sợ hãi tuyệt vọng, buồn bã nói. Chỉ nguyện quân tâm giống như ta tâm, định không phụ tương tư ý. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ta đối với thiên phượng nhiết thể của ngươi không có hứng thú, đối với bản thân ngươi cũng không có hứng thú, không cần tự thương tự cảm. Chỉ cần ngươi phát ra tâm thệ, không tiết lộ chuyện huyền khí siêu phẩm của ta ra ngoài, liền có thể tùy thời rời đi. Phi Nghê nín khóc mỉm cười, hì hì nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần đi ra nữa. Ở đây rất tốt, ta cứ đợi ở đây tu luyện đi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nơi này linh khí kém hơn xa thiên lĩnh, hơn nữa Phi Nghê thiếu chủ mất tích, sớm muộn cũng sẽ tra đến đầu ta, ta cũng không muốn bị người Long gia đuổi giết đâu. Phi Nghê cười nói. Nếu bọn họ thật sự đuổi giết người, ta trực tiếp hiện thân đi ra, chẳng phải không có việc gì rồi sao? Lý Vân Tiêu lập tức một hồi im lặng. Tức giận nói. Tùy ngươi thôi, muốn thế nào tùy ngươi định. Chớ đi,
Phi Nghê thấy hắn quay người muốn rời đi, vội vàng hóa thành một đạo hồng mang đuổi theo, như một đóa mây tía bay qua. Lý Vân Tiêu lười quản đến nàng, đang định rời đi, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, có chút ngưng trọng. Hắn vung tay lên, một khối phù đảo cực lớn trống rỗng xuất hiện, đúng là tòa linh mạch địa quáng kia. Sau đó lắc mình một cái, liền bay thấp ở giữa, bắt đầu tĩnh tọa. Chạy trốn chết 3 ngày 3 đêm, trong cơ thể tiêu hao cực lớn, giờ phút này phải mau chóng khôi phục lại. Bởi vì hắn đã cảm nhận được một tia dấu vết đột phá, hơn nữa loại dự cảm này càng ngày càng mạnh, tùy thời đều có khả năng tấn cấp. Nếu nguyên lực không thể khôi phục lại, không đủ để ủng hộ đột phá thì rất có khả năng sẽ trùng kích thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ầm ầm, trong cơ thể không ngừng truyền đến tiếng phá hủy nặng nề, tất cả đại khiếu huyệt như giang đậu đùng đùng, mở ra từng cái, rất nhanh đã rót đầy nguyên lực, kinh mạch thoáng một cái trướng lớn lên mấy lần. Cả người không chỉ thoáng cái phình lên thật lớn, mà càng hóa thành kim quang sáng lạn, chiếu rọi ngàn trượng. Chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, lực lượng bành trướng mà đến kia hoàn toàn không thể áp chế nổi, cứ không ngừng cọ rửa lấy tứ chi bách hài. Phi Nghê cũng chấn động, nói. Ngươi làm sao vậy? Lý Vân Tiêu trầm giọng quát. Mau tránh ra, ta không khống chế nổi nguyên lực trong cơ thể, sắp phải đột phá rồi. Phi Nghê vội vàng lóe lên, liền xuất hiện ở ngoài mạch khoáng trăm trượng, khẩn trương nhìn qua. Nàng tự nhiên biết rõ tình huống đột phá, đặc biệt là sau khi tiến vào võ đế cao giai, mỗi một lần đột phá cửa khẩu đều giống như gặp phải đại chiến sinh tử vậy. Lúc trước khi nàng tấn chức võ đế bát tinh, toàn bộ thiên lĩnh Long Gia đều ở vào trạng thái khẩn trương, càng có Long Gia chi chủ tự mình hộ pháp cho nàng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, khẽ quát một tiếng, nói. Tạo hóa nhất mạch, một cổ lực lượng dị thường hiển hiện quanh thân hắn, sau đó trên cả tòa mạch khoáng tuôn ra vô số phù văn màu xanh ra trời, không ngừng chớp động ngoài thân hắn, cuối cùng đều bị hút vào trong da thịt. Phi Nghê bỗng nhiên mở lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn qua tất cả trước mắt. Bên ngoài thân hình Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn không thấy rõ nữa rồi, đã bị đại lượng linh khí che lấp mất. Trong mơ hồ, chỉ thấy vô số cổ nguyên lực biến hóa, như một mảnh dài hẹp tiểu long dài hẹp. Điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Những linh khí biến hóa kia ngưng mắt nhìn lại, cơ hồ đã ngưng tụ thành trạng thái cố định, dốc sức liều mạng rót vào trong thân thể Lý Vân Tiêu. Phi Nghê sợ tới mức không nhẹ, ở nơi này là thu nạp linh khí, hoàn toàn chính là từng khối cực phẩm linh thạch trồng chất vào trong cơ thể A. Nhưng nàng cũng là thế hệ thiên tài, sau kinh hãi ngắn ngủi liền tĩnh tâm lại, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, hưng phấn không thôi. Ầm ầm. Tiếng oanh minh phát ra trong cơ thể Lý Vân Tiêu càng ngày càng tiếng vang, rốt cục hội tụ thành một đạo phá âm, nổ vang trên đan điền. Một cái tinh vân to lớn lưu chuyển trong người, như là điểm cuối của tất cả kinh mạch, không ngừng cắn nuốt lấy nguyên lực trong cơ thể. Lực lượng vốn bành trướng mãnh liệt trong kinh mạch thoáng cái đã tháo nước sạch, thân hình bị trướng lớn lập tức khôi phục nguyên trạng, còn đang quát đi nữa. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, trùng kích võ đế bát tinh hắn cũng không xa lạ gì. Vốn đâu cần nhiều nguyên lực như vậy chứ. Tiêu hao kia giống như không đáy vậy, phảng phất vĩnh viễn không có điểm cuối, vô luận bao nhiêu linh khí đi rót vào cũng vĩnh viễn không đầy được. Tuy rằng tốc độ hấp thu của hắn cực kỳ khủng bố, nhưng có loại cảm giác nhập không đủ suất. Giờ phút này lực lượng thân thể đã thúc dục đến cực hạn, một mảnh kim quang sáng lạn như hà, trên da thì tản mát ra quang mang như kim loại, hơn nữa không ngừng có tiếng minh vang lên trầm thấp. Còn chưa đủ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lăng không một chảo, các loại thiên tài địa bảo, quỳnh tương ngọc quả nhao nhao lộ ra, hắn há to mồm nuốt lấy tất cả. Phi Nghê mặt đầy nghi hoặc, không nói đến lượng linh khí hút vào, chỉ riêng tốc độ kia thôi cũng đủ để chống chết một gã võ đế bát tinh rồi, nhưng nhìn màu da Lý Vân Tiêu đang dần dần quắt lại, tựa hồ còn xa xa không đủ. Giờ phút này trên bầu trời, ở phía chính diện Lý Vân Tiêu hiện ra một vòng tinh vân, không ngừng xoay tròn. Tại sao có thể như vậy? Phi Nghê thì thào tự nói, nàng thoáng cái liền nhìn ra loại dị tượng này đúng là nguyên lực trong cơ thể cung ứng chưa đủ. Nếu nguyên lực tích lũy không đủ thì sao lại có tấn cấp xuất hiện chứ? Vấn đề này cũng là vấn đề mà Lý Vân Tiêu nghĩ không ra được. Lẽ ra cách đột phá võ đế bát tinh còn một quá trình tích lũy nguyên lực dài dòng buồn chán nữa, tuyệt đối không thể có đột phá vào lúc này, hiện giờ đại lượng nguyên lực thiếu thốn cần thiết khi tấn cấp đã nói rõ điểm ấy. Lòng hắn run lên,
nghĩ tới nguyên do trong đó, tất nhiên là do Phượng Hoàng thần hỏa xảy ra biến hóa, lúc này mới khiến cho tu vị của mình có đột biến. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, trong mi tâm mây lửa chớp động, một cổ hỏa diễm chi lực bành trướng tuôn ra, hừng hực thiêu đốt trên người hắn. Lửa này, Phi Nghê kinh hãi, khí tức hỏa diễm đập vào mặt mãnh liệt dị thường, lại cho nàng một loại cảm giác hết sức thoải mái và thân thiết, không nhịn được muốn lao vào đó ôm ấp lấy. Phi Nghê thoáng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí bước ra một bước, trực tiếp đi tới biên giới ngọn lửa. Một chân vừa đặt chân trong đó, huyết mạch trong cơ thể liền thoáng cái bị kích phát, tản mát ra lực lượng bành trướng mênh mông. Đùng đùng, trong cơ thể nàng phát sinh một loạt tiếng nổ như hạt châu, xương cốt vào thời khắc này tựa hồ bắt đầu vỡ vụn ra, đau nhức đến nhe răng trợn mắt, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Trong thống khổ cực lớn kia, trong mắt Phi Nghê hiện lên vẻ kiên nghị, không lùi mà tiến tới, lại bước ra trước một bước. Bỗng nhiên đau nhức kịch liệt từ sau lưng truyền đến, khiến toàn thân nàng rung động, phảng phất bị một cổ lực lượng khiến cả người no bể bụng vậy. Oanh! Một tiếng chấn vang, tất cả lực lượng hỗn loạn đều từ phía sau chút ra ngoài. Cả người thoáng cái trở nên dễ dàng hơn. Phi Nghê đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nàng đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn qua bóng dáng của mình trên hỏa hải. Phượng Vũ thật dài bày ra sau lưng, rực rỡ tươi đẹp như lửa. Đây là... Phi Nghê kinh hãi quay đầu, nhìn qua màu cánh phía sau mình, có chút cảm giác hoảng hốt. Phản tổ yêu hóa sao? Không chỉ có thân hình đại biến, hai tay của mình và một ít chỗ hiểm trên thân thể đều hiện ra phượng lân. Bất luận hào quang gì chiếu rọi tới, đều bị chiết xạ thành ngũ thải tân phân, tản ra mọi nơi. Cả người hoàn toàn bao phủ trong một loại huyễn quang, cao quý rực rỡ tươi đẹp nói không nên lời. Dưới loại trạng thái này, Phi Nghê mừng rỡ phát hiện, lực lượng của mình nhảy lên tới một độ cao trước nay chưa từng có, một loại tin tưởng bành trướng cực độ tự nhiên sinh ra. Phảng phất đã đứng ở đỉnh phong võ đạo, đủ để ngạo thị thiên hạ. A Lý Vân Tiêu. Nàng tự đắc một hồi, mới đột nhiên phát hiện, trạng thái Lý Vân Tiêu hiện giờ đã cực kỳ không xong. Sự xuất hiện của thần hỏa mang đến lực lượng mênh mông đền bù nguyên lực hắn chưa đủ, hắc động sâu không thấy đáy kia tựa hồ cũng đang chậm rãi lấp đầy. Nhưng hỏa diễm chi lực lại bắt đầu đốt nhục thể của hắn, thân hình kim quang sáng lạn đã bị đốt thành màu vàng lợt. Nội tâm Lý Vân Tiêu cũng một hồi lo lắng, thần hỏa này rõ ràng bị mình khống chế, nhưng vì sao còn có thể làm bị thương mình chứ? Chỉ có một giải thích, đó chính là lực khống chế của mình đối với thần hỏa này đã càng ngày càng yếu đi. Hắn cưỡng ép nhịn đau khổ, tùy ý để liệt hỏa kia cháy, nếu không một khi tấn cấp thất bại, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng tiến thêm một bước nữa. Tình nguyện chết, cũng không muốn trầm luân. Sau khi suy nghĩ, hắn liền làm ra quyết tâm, im im lặng lặng để liệt hỏa kia đốt thân thể, cũng may bất diệt kim thân cũng đủ cường, trong thời gian ngắn còn không đến mức chế cháy. Đột nhiên một cảm giác trong trẻo rơi vào trên môi. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, chỉ thấy Phi Nghê cắt vỡ cổ tay, giọt giọt huyết dịch óng ánh thấu triệt rơi xuống, đều nhỏ lên bờ môi hắn. Phượng Hoàng chi huyết của ta là có nồng độ cao nhất trong vô số cường giả có huyết mạch Phượng Hoàng mấy ngàn năm qua, ngươi nhanh ăn đi, làm vậy có thể chống cự thần hỏa kia đốt thể đấy. Phi Nghê vẻ mặt ân cần, cười cười cắt vỡ cổ tay đưa tới bên môi Lý Vân Tiêu. Bởi vì thế chất đặc thù của nàng nên vết thương trên cổ tay rất nhanh đã kết vảy khép lại. Phi Nghê chau mày, trên móng tay trái lóe lên ánh sáng màu đỏ, xùy một tiếng phun ra máu, trực tiếp đặt ở bên môi Lý Vân Tiêu. Toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, muốn cự tuyệt, huyết dịch đỏ thấm kia đã trực tiếp chảy đến trong miệng hắn, lại có một cổ ngọt ngọt. Trong lòng của hắn thoáng cái không đành lòng, lại không mở miệng được, tùy ý để huyết dịch kia chảy vào yết hầu. Nương theo cảm giác mát lạnh vào trong bụng, còn có một cổ lực lượng hung mãnh mà cao quý. Hỏa diễm trên thân thể ầm ầm run lên, tựa hồ không còn mãnh liệt như trước nữa, thống khổ lập tức đại giảm. Cảm ơn. Không cần. Sau đối thoại đơn giản là một hồi nhìn nhau không nói gì. Lý Vân Tiêu đột nhiên chấn động toàn thân, sắc mặt đột biến, trong hai tròng mắt thoáng cái hóa ra nguyệt đồng, tuôn ra ánh mắt hung tàn dị thường. Phi Nghê cả kinh, dưới đôi mắt kia nhìn lấy cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thối lui mấy trượng, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị độc xà nhìn chằm chằm vào vậy, khủng hoảng nói không nên lời. Ngươi không sao chứ? Gương mặt Lý Vân Tiêu lập tức bắt đầu vặn vẹo. Một đám gân xanh lộ ra,
toàn bộ gương mặt đều bị Nguyệt Đồng chiếm lấy, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. A lực lượng này, cổ lực lượng này. Hắn nuốt lấy máu phi nghê, giờ phút này chúng lại bốc cháy lên trong người, trực tiếp thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn. Lý Vân Tiêu, ngươi làm sao vậy? Phi nghê khẩn trương, thoáng cái luống cuống tay chân. Trên trán Lý Vân Tiêu phủ kín mồ hôi lạnh, rung giọng nói. Ta không sao, ngươi nhanh rời khỏi ta sợ sẽ có dị trạng xảy ra đấy. Loại thống khổ nóng cháy kia cơ hồ rót vào linh hồn, toàn thân đều lạnh run lên. Hơn nữa không chỉ có thân thể, mà ngay cả ý thức cũng bắt đầu bị ăn mòn, trong mơ hồ, ở sâu trong phảng phất có một đầu phượng hoàng ngủ đông đang chậm rãi tỉnh lại. Hắn cưỡng ép chịu đựng đau nhức kịch liệt, loại tấn cấp này chỉ cần dừng lại, hắn liền có thể vận chuyển đại diễn thần quyết khu trục phượng hoàng chi hỏa ra khỏi linh đài thức hải. Nhưng nếu vậy thì thế tất sẽ khiến trùng kích võ đế bát tinh thất bại, mà hậu quả thất bại rất có khả năng sẽ phải vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới trước mắt này. Không cam lòng, ý chí quật cường vĩnh viễn không chịu thua lan tràn trên người hắn, thà rằng bị đốt thành cho bụi trong ngọn lửa này, cũng không muốn dừng lại. 3. Phía trên đan điền đột nhiên bắn ra một đạo hồ quang điện, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Lại dẫn tới toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, thần thức quét tới hạt giống tử lôi kia. Chỉ thấy hạt giống một mực tĩnh không một tiếng động đột nhiên nứt ra một khe hở, bên trong mơ hồ có tử khí tràn ra. Tựa hồ cảm nhận được hoàn cảnh bên ngoài, bắt đầu sinh ra biến hóa rất nhỏ, bên trên không hiểu nhiều ra một tầng hồ dính màu tím mông mông. Đột nhiên một đạo ánh lửa màu đỏ hiện lên, đánh tới trên chủng tử kia. 3. Ánh lửa vừa mới chạm vào hồ dính, lập tức liền chôn vùi mất, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy vùng đan điền thoáng một cái đau nhức kịch liệt, cổ họng nhịn không được thoáng cái run lên. Sau đó trong thân thể dâng lên một cổ hung ý cuồng bạo. Ở phía sau thân thể hắn trực tiếp biến hóa ra một đầu phượng hoàng hỏa ảnh, chậm rãi mở mắt ra. Đây là... Phi nghê hoảng hốt, khiếp sợ khó có thể nên lời, còn phượng hoàng kia lăng không ngưng mắt nhìn xuống, trong hai tròng mắt một mảnh mơ hồ, tựa hồ cũng không có linh trí gì, thật giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong ngủ say vậy. Nhưng dù vậy, phượng hoàng tụ trong ngọn lửa vẫn khiến tâm thần nàng rung mạnh, ngốc trệ tại chỗ, giống như gỗ vậy. Phượng Hoàng nhìn Lý Vân Tiêu bên dưới một cái, chợt bốc lên, tóe lên hỏa diễm đầy trời, xíu. Thoáng một phát trực tiếp bay vào trong bụng dưới Lý Vân Tiêu. À! Toàn thân phi nghê run lên, lúc này mới giật mình tỉnh lại, hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu. À! Lý Vân Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, bất diệt kim thân trực tiếp bạo liệt từng khúc, vô số máu tươi bắn ra. Càng có một cổ khí lãng kinh khủng tuôn ra nơi vùng đan điền hắn. Lập tức hóa thành vòng xoáy, thoáng một cái đều chấn khai hỏa diễm và không khí bốn phía. Ầm ầm, phi nghê dưới cổ lực lượng trùng kích này, cũng bị đẩy ra mấy trăm trượng, nàng kinh hãi nhìn qua Lý Vân Tiêu xa xa, chỉ thấy hắn toàn thân là máu, trong hai tròng mắt một mảnh trống rỗng. Giờ phút này dị tượng tấn cấp trên không cũng thoáng cái tiêu tán, trên người Lý Vân Tiêu còn không ngừng toát ra máu, tựa hồ sinh cơ cực yếu, nhưng đã có một cổ lực lượng vô hình kinh khủng kích động quanh thân hắn. Khiến cho người phát lạnh. Thất bại sao? Phi nghê thoáng cái triệt để ngốc trệ, kinh ngạc nhìn qua bầu trời trong xanh kia, không có bất kỳ dấu hiệu tấn cấp, mà cảnh giới Lý Vân Tiêu giờ phút này vẫn là võ đế thất tinh. Không có khả năng, dùng thiên tư của ngươi không có khả năng thất bại. Phi nghê cảm thấy trong nội tâm đau xót không hiểu, nhịn không được chảy xuống hai hàng nước mắt, phượng thể yêu hóa run rẩy trên trời cao, tựa hồ khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Nam nhân phi nghê ta chọn chúng, tương lai tất nhiên là thiên hạ bá thiên, tuyệt đại võ đế, ngươi không thể như vậy, không thể dừng lại dưới võ đế bát tinh. Phi nghê lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên kiên quyết, từng bước một đi tới Lý Vân Tiêu. Trước kia ngươi hỏi ta thiên phượng niết thể làm sao cướp lấy, kỳ thật còn có một loại biện pháp, chính là lúc ta và ngươi giao hợp, ta hoàn toàn truyền thiên phượng chi lực cho ngươi. Trong mắt nàng trào nước mắt, cười khổ nói. Chỉ là nếu vậy ta sẽ triệt để mất đi huyết mạch chi lực. Bất quá không sao, bởi vì ta ưa thích cường giả, mà ngươi sẽ trở thành người mạnh nhất trong thời đại này. Lý Vân Tiêu giờ phút này cả người triệt để không rồi, không chỉ có lực lượng trong thân thể mà còn cả ý thức trong đầu nữa. Tuy rằng sinh cơ vẫn còn, nhưng phảng phất tất cả đều không còn là bản thân hắn, chỉ yên lặng mà tồn tại, cũng không nhúc nhích, không suy nghĩ. Thẳng đến khi trong đan điền dần dần khôi phục chi giác,
một cổ tình cảm ấm áp trải khắp toàn thân, lúc này mới dần tỉnh táo lại. Ta còn chưa chết sao? Lý Vân Tiêu yên lặng trong xem lấy thân thể mình, lộ ra vẻ kinh ngạc và suy ngẫm. Trước kia Phượng Hoàng vọt vào trong đan điền, trực tiếp há miệng ra nuốt lấy hạt giống tử lôi kia, kết quả sinh ra nổ tung cực lớn, thoáng cái tạc Phượng Hoàng chân thân trở về trạng thái hỏa diễm. Hắn cũng trong sát na kia triệt để mất đi cảm giác, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ đến vẫn còn sống. Càng khiến cho hắn khó hiểu chính là, giờ phút này trên đan điền lơ lửng ba cổ lực lượng, theo thứ tự là thần hỏa, tử lôi, còn có một đạo bạch sắc quang mang rất mạnh, đúng là thần dịch lực. Cường độ thần dịch lực tựa hồ lớn hơn trước nhiều, hơn nữa trong lôi đình, một mảnh màu tử điện quang chớp động, khủng bố dị thường. Mặc dù là thần hỏa hắn quen thuộc nhất hiện giờ cũng lộ ra cực kỳ lạ lẫm, chỉ có thể cảm nhận được trận trận bành trướng chi ý tuôn ra. Lý Vân Tiêu nếm thử một chút, phát hiện mình chỉ có thể điều khiển tự nhiên với thần dịch lực, mà hao tốn cố gắng thật lớn, cũng chỉ có thể rút ra bộ phận thần hỏa thôi. Nhưng khiến hắn mừng rỡ chính là, chỉ một bộ phận hỏa diễm, cũng đã cường đại hơn trước không ít. Từ sau khi chữa trị thần hỏa ở Hải Chi Xâm Lâm nó vẫn đang phát sinh biến hóa, thẳng đến khi thiên phượng niết thể của Phi Nghê xuất hiện, cùng thần hỏa kia phản ứng lẫn nhau, tựa hồ thoáng cái đã xuất hiện linh tính, giống như đã thức tỉnh vậy. Giờ phút này thần thức Lý Vân Tiêu xem qua, tựa hồ lại lâm vào ngủ say vô cùng vô tận, chút linh trí kia giống như đã bị tử lôi kích diệt đi vậy. Lý Vân Tiêu lại dò xét đoàn lôi ảnh màu tím kia một chút, vô luận bản thân cố gắng như thế nào, đều không thể khu động chút nào cả. Hắn thử các loại biện pháp, đều là không công mà lui, chỉ có thể thở dài buông tha cho. Bất quá tử lôi có thần hiệu thủ hộ đan điền rất mạnh, lần trước trên đấu giá hội của Vạn Bảo Lâu nó trực tiếp phá vỡ phong ấn, lần này còn phá hủy một tia linh tính của Phượng Hoàng, cứu hắn trở về từ cái chết. Cẩn thận kiểm tra thân thể của mình một chút, phát hiện ngoại trừ tổn hại không chịu nổi ra, cơ bản cũng không có gì trở ngại cả. Hiện giờ khiến hắn cực độ phiền muộn và khó hiểu chính là, cảnh giới hiện giờ dừng lại ở võ đế thất tinh, xem như đã triệt để tấn cấp thất bại, nhưng lực lượng trong cơ thể lại cảm giác tăng lên thật lớn. Nhưng cổ trai cảnh giới bát tinh cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn không cảm giác thấy nữa rồi. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng không tấn cấp, nhưng vì sao cổ trai cửa khẩu không thấy đâu nữa? Lý Vân Tiêu nhướng mày, tự nghĩ nói. Đã không có cổ trai cảnh giới bát tinh, vậy chẳng lẽ không phải vĩnh viễn không cách nào trùng kích võ đế bát tinh được sao? Nhưng mà, cổ lực lượng trên người của ta. Hắn thoáng vận chuyển nguyên lực, lập tức một loại mênh mông cảm giác tại trong kinh mạch trào lên, quả thật tăng lên thật lớn. Dùng lý giải kiếp trước của hắn đối với cảnh giới võ đế, tu vị giờ phút này ít nhất đạt đến cấp độ bát tinh đỉnh phong rồi. Quả thật rất cổ quái. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, trăm mối vẫn không có cách giải, mặc dù trong lòng hơi có lo lắng, nhưng dù sao thực lực thật sự tăng lên, cũng liền an tâm không ít. Đột nhiên một đạo thân mình hương diễm hiện ra trước mắt hắn. Phi Nghê đã cởi hết quần áo, da thịt như tuyết lộ ra thể, một cổ mùi thơm ngát xử nữ đập vào mặt. Nàng hai mắt mê ly, trên lông mi thật dài còn treo nước mắt, trên mặt một mảnh sương mù. Thân thể lửa nóng kia cơ hồ muốn dán lên trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong lỗ mũi nóng lên, hai đạo máu tươi phun ra, đầy mặt đỏ bừng. Hắn bịt lấy mũi, kinh quát. Ngươi làm gì đấy? Phi Nghê thiếu chủ, thỉnh ngươi tự trọng. Phi Nghê toàn thân run lên, phục hồi tinh thần lại từ trong thần thái mê mang, trong mắt thoáng cái trở nên thanh minh, kinh ngạc nói. Ngươi không có việc gì. Lỗ mũi ta cũng nổ tung rồi, sao lại không có việc gì? Lý Vân Tiêu trừng mắt, ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng. Vung tay lên, trên thân thể mỹ diệu của Phi Nghê liền nhiều hơn một kiện thải phượng hà y lũ hoa. Trên mặt Phi Nghê cũng nóng rát, nhưng lại càng nhiều một vòng vũ mị và nhõng nhẽo, nhìn xem thần sắc né tránh kia của Lý Vân Tiêu khiến cho nàng ngược lại có chút đắc ý. Ngươi ưa thích y phục như thế sao? Vậy ta về sau sẽ mặc thành như vậy. Phi Nghê giơ lên tay, dùng tư thái vũ bộ dạo qua một vòng trên không trung, trên mặt bộ dạng vui thích. Lý Vân Tiêu một hồi im lặng, nhìn nàng một cái, nói. Trạng thái ngươi hiện giờ thế nào? Ta lúc trước thấy bộ dáng yêu hóa của ngươi, tựa hồ cực kỳ lợi hại a. Phi Nghê lúc này mới thu hồi bộ dạng nghịch ngợm, ngâm giọng nói. Đó là một loại biến hóa của thiên phượng niết thể,
chính là tầng thứ nhất của thiên phượng cửu biến. Ta trước kia cũng không rõ ràng lắm, sau khi biến hóa tựa hồ có chút truyền thừa được mở ra, trong đầu liền tự nhiên biết được. Thiên phượng cửu biến. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cả kinh, nói. Nhất trọng biến hóa cũng đã mang lại áp bách như thế, nếu biến hóa 9 lần, sẽ đạt tới loại trình độ nào đây? Phi Nghê khẽ cười nói. Dưới cửu biến, đủ để chống lại chân linh chính thức. Chỉ có điều muốn đạt tới cửu biến chi thân, sao mà khó ở trong lịch sử từng có ghi lại trong mấy vị cường giả thiên phượng huyết mạch, ngay cả biến đổi cũng chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Nàng nháy mắt, sâu kín nói ra. Nếu không gặp ngươi, chỉ sợ cuối đời ta cũng không cách nào xuất hiện biến hóa được. Lý Vân Tiêu nói. Đây là cơ duyên cá nhân, quan hệ gì đến ta, ta cũng phải nhờ sự giúp đỡ ngươi, Phượng Hoàng thần hỏa kia dường như đã tiến hóa rồi. Phi Nghê đột nhiên cả kinh, có chút kinh hãi nói. Vừa rồi ta tựa hồ nhìn thấy hỏa phượng chân thân tựa hồ tiến vào trong cơ thể ngươi. Lý Vân Tiêu cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Quả thật ở trong cơ thể ta, lại bị một cổ lực lượng kích diệt đi linh thức, hiện giờ lần nữa trở về trạng thái hỏa chi nguyên tố rồi. Bị một cổ lực lượng khác kích diệt đi linh thức. Phi Nghê thoáng cái ngốc trệ, căn bản không tưởng tượng nổi, nàng kinh ngạc nói. Thân thể của ngươi, hiện giờ tốt chứ? Lý Vân Tiêu nhíu mày, giận dữ nói. Ngươi cũng nhìn thấy, tấn cấp thất bại, cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Phi Nghê an ủi hắn nói. Tấn cấp thất bại, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không có hy vọng nữa, chỉ là càng thêm gian khổ thôi. Lý Vân Tiêu giữ im lặng, bởi vì hắn cũng không phải chỉ đơn giản là tấn cấp thất bại, mà là trạng thái hết sức kỳ lạ, trong lúc nhất thời không cách nào giải thích. Bởi vì chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Phi Nghê cho rằng cảm xúc hắn rơi xuống thấp cực điểm, nhẹ nhàng vén mái tóc, mỉm cười ngọt ngào nói. Cho dù không thể lại tấn cấp cũng không sao, ta có thể cho ngươi thiên phượng nhất thể. Phối hợp với thần hỏa, tu luyện tới cảnh giới cửu biến cũng không phải là mộng, đến lúc đó cũng có thể quát tháo thiên hạ. Trong mắt Lý Vân Tiêu một hồi rung động, cảm xúc mềm mại nhẹ lan trong lòng. Hắn xem như đã hiểu rõ một màn kinh diễm kia của Phi Nghê vừa rồi là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể nóng lên, cảm động vạn phần. Phi Nghê thiếu chủ xuất hiện trạng thái thiên phượng biến đổi, tiền đồ võ đạo bất khả hạn lược, tương lai càng có khả năng trở thành Long Gia chi chủ, chưa hẳn. Không cần phải nói nữa, ta biết rõ ý của ngươi. Phi Nghê hai tay đặt sau lưng, dịu dàng cười nói. Vị trí gia chủ Long gia ta sẽ cực lực đi tranh giành, nhưng ngươi, ta cũng sẽ không buông tha. Ta nói rồi, ta thích cường giả, mà ta nguyện ý đánh bạc. Đánh bạc ngươi sẽ trở thành thiên tài chói mắt nhất thời đại này, thậm chí là đệ nhất thiên hạ tương lai. Trong mắt nàng chớp động lên hào quang hưng phấn, giống như đã nhìn thấy Lý Vân Tiêu quân lâm thiên hạ. Phi Nghê ta mặc dù không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng tự cho mình cực cao. Dưới phiến thiên không này trừ Lý Vân Tiêu ngươi ra, không còn người đáng để ta thích, cũng không còn ai xứng đôi với ta nữa. Nàng thâm tình dừng ở Lý Vân Tiêu, đôi môi thở khẽ nói. Trên đời này có người xuất hiện qua, những người khác đành chấp nhận, mà ta không muốn chấp nhận. Lý Vân Tiêu nghe nàng giải bày tâm sự và bày tỏ tình cảm, triệt để sợ ngây người. Sao hả, chẳng lẽ ta không đáng để ngươi thích sao? Phi Nghê nhíu mày lại. Có chút giận dữ nói. Ta biết rõ ngươi còn có mấy hồng nhan chi kỷ, Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường, hai người các nàng ai có thể vượt qua ta chứ? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, nói. Quá đột nhiên, ta có chút không kịp phản ứng, việc này tương lai rồi nói sau. Phi Nghê trên mặt vẻ giận dữ thoáng cái giãn ra, cười dịu dàng nói. Tốt, ta cái gì cũng nghe theo ngươi nhưng ngươi không thể đuổi ta đi, ta cứ ở lại chỗ này. Hơn nữa ngươi phải đưa thần hỏa cho ta mượn tu luyện đấy. Nàng vẻ mặt mong chờ, như tiểu cô nương đang cầu khẩn vậy. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi, nói. Tốt, thần hỏa kia với ngươi liên quan thật lớn, đồng thời khi giúp ngươi nó cũng nhận được tầm bổ. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm lóe lên, một mảnh hỏa vân bay ra, trực tiếp bao trùm Phi Nghê, thoáng cái liền truyền qua hết. Lý Vân Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến vừa rồi Phi Nghê thổ lộ, thần sắc trên mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng cười khổ lắc đầu liên tục. Hắn duỗi hai tay ra, phân biệt chụp một cái lên không trung, hai cái hộp lập tức xuất hiện trên hai lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn hai cái hộp này một hồi,
thở dài, tiện tay một phen thu vào. Trong hai cái hộp kia chính là đựng cửu ngũ chí tôn đan và thập giai khinh tinh lan, vốn hắn định phục dụng cửu ngũ chí tôn đan, hơn nữa nghiên cứu khinh tinh lan, nhưng trạng thái thân thể này khiến hắn triệt để không có tâm tư dùng đan nữa. Dù sao cửu ngũ chí tôn đan đã thành tuyệt phẩm, trong thiên hạ dùng một viên thiếu một viên, không thể dễ dàng lãng phí. Thập giai linh thảo càng không có nắm chắc vạn toàn, không thể dễ dàng vận dụng. Sau khi thu hồi hộp ngọc, hắn liền nuốt chừng một ít đan dược và thiên tài địa bảo, bắt đầu lâm không ngồi xuống, điều tức nguyên lực. Dù sao thân thể giờ phút này đã thiên sang bách khổng, rách nát không chịu nổi rồi. Mấy ngày sau, một mảnh kim quang thu liễm vào. Thương thế trên người Lý Vân Tiêu đều khôi phục, toàn thân phảng phất đặt mình trong một cổ nguyên lực chấn động, sáng bóng trên làn da cũng càng thêm nhẵn mịn, càng hơn lúc trước. Hắn đi ra ngoài, sau khi kiểm tra thân thể một chút, hơi trầm ngâm. Sau đó, tay phải vung lên không, mấy đạo quang mang bắn ra, phù hiện trước người, hóa thành nguyên một đám con rối, tổng cộng 12 cái. Hình thái tuy rằng đơn giản thô ráp, nhưng mỗi cỗ khôi lỗi đều giống như đúc, dưới tạo hình đơn giản, buộc vòng quanh thần thái động lòng người, lăng không cho người một loại áp lực. Đúng là lục đinh lục giáp của người mục gia nọ. Lý Vân Tiêu nhìn 12 cỗ khôi lỗi kia, trên người lóe lên hào quang, một cái đỉnh lớn lập tức bay ra. Hắn vỗ một trường lên thân đỉnh, vô số bạch sắc quang mang bay vụt, thoáng cái đã cuốn lấy 12 cỗ khôi lỗi vào đó. Lý Vân Tiêu hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, các loại đồ án trên thân đỉnh trở nên linh khí 10 phần, phảng phất như sống lại, hơn nữa không ngừng có ma ha cổ tự thoáng hiện mà ra. Sau đó các loại tài liệu trải rộng ra trên trời cao, có hơn mấy trăm ngàn, dưới sự khống chế của thần trí hắn, từng cái bay vào trong đỉnh, bắt đầu luyện chế lấy. Mấy ngày sau, Lý Vân Tiêu thu đỉnh, 10 cỗ khôi lỗi đều luyện chế xong, liếc nhìn lại, hoàn toàn giống như mới vậy. Lớp ngăm đen bên ngoài dưới hào quang chiếu rọi xuống, chiết xạ ra ngũ sắc chi quang. Hơn nữa trên người mỗi cỗ khôi lỗi đều không cảm thụ được nửa điểm nguyên lực chấn động, đều nội liễm vào trong. Lý Vân Tiêu lúc này mới thỏa mãn thu hồi 12 cỗ khôi lỗi thu hồi. Sau đó một đạo chói mắt cường quang đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó chuyển đến rung động lắc lư không thôi khí minh thanh, một chùm như nguyệt hoa quang tách ra lên. Lý Vân Tiêu trong tay thoáng một phát nhiều hơn một vòng ánh trăng chi quang, trong hào quang là một thanh trường kiếm gần như trong suốt, phát ra tiếng minh thanh vui sướng. Thần trí của hắn cảm giác lên thân kiếm một chút, lập tức biến sắc, trong hai tròng mắt hiện lên một tia giận dữ. Năm đó trên thân kiếm này hắn đã từng lưu lại một đạo tinh diệt kiếm ý rất mạnh, cơ hồ có thể ngưng khí thành hình. Phi kiếm sát nhân. Mà giờ khắc này, đạo kiếm ý kia dĩ nhiên đã không còn nữa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên âm trầm, đạo kiếm ý này tất nhiên đã bị người lấy đi, nếu kiếm này chỉ lưu chuyển qua trong tay Vạn Bảo Lâu, vậy thì người lấy đi kiếm ý, nhất định không thoát khỏi quan hệ với Vạn Bảo Lâu. Nếu đạo kiếm ý kia vẫn còn, cơ hồ là nhiều hơn một tấm bùa bảo mệnh, mặc dù là cường giả cửu tinh đỉnh phong cũng có thể xuất kỳ bất ý đánh chết. Kiếm ta bị hỏng. Hẳn là do bị người cưỡng ép phá vỡ, lấy đi kiếm ý bố trí trong đó rồi. Lý Vân Tiêu khẽ vuốt thân kiếm, trong mắt chớp động lên ý yêu thương. Một lát sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở khu vực truyền tống của tiểu thành, sau khi giao đầy đủ nguyên thạch liền ly khai trong truyền tống chi quang. Sau một khắc, trên không tiểu thành đột nhiên có không gian chấn động ra. Thoáng cái hiện ra hai tên nam tử, niên kỷ đều cực kỳ trẻ tuổi, nhưng trên mặt lại hiện ra ngạo sắc. Hiển nhiên là đệ tử đại phái. Một người trong đó trong tay cầm một cái trận bàn hình tròn, hoảng sợ nói. Mau nhìn quả nhiên có nguyên lực biến hóa. Người khác nhìn chằm chằm vào trận bàn kia nói. Từ năng lượng chấn động nơi này xem ra, quả thật có một gã võ đế cao giai vừa rời đi, có lẽ chính là Lý Vân Tiêu chúng ta một mực đang tìm kiếm không thể nghi ngờ. Người trước cả kinh nói. Xem ra tin tức của tinh nguyệt trai quả thật không sai. Nhanh đưa tin trở về, hướng truyền tống vừa rồi chính là. Người kia tiện tay bóp nát một khối ngọc bài, một đạo tin tức truyền đến. Lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói. Thành Kim Trương. Cái gì, Thành Kim Trương của Bắc Minh thế gia chúng ta? Hắn vì sao lại đi chỗ đó? À chẳng lẽ là vì. Người lúc trước liền lộ ra vẻ cổ quái, gật đầu nói. Cực kỳ có khả năng, nhưng những chuyện này không cần chúng ta quan tâm. Vội vàng truyền tin tức về, đây chính là một công lớn đấy.
hai người vội vàng hóa thành một đạo quang mang, bay thấp vào trong tiểu trấn. Mấy canh giờ sau, một tòa đại thành khác tại Bắc Vực, thành Kim Trương, bên ngoài có một đạo điện mang cấp tốc độn phi trên không trung. Lôi độn chi thuật ngay lập tức vạn giảm, nhanh đến cơ hồ mắt thường khó có thể phát giác. Nửa ngày sau, đạo lôi quang kia mới ngừng lại ở phụ cận một chỗ sơn mạch. Lôi quang lóe lên, hóa ra chân thân Lý Vân Tiêu, dòng mắt lộ ra kinh hãi. Trước mắt một mảnh núi cao chót vót, cao ngất hiểm trở, không trung mơ hồ có dạng mây đỏ quanh quẩn, thải vân phi hồng, đúng là một chỗ linh sơn bảo địa. Hắn lấy ra một khối tinh bàn, đánh một đạo quyết ấn vào trong đó, các loại phù văn màu vàng bay lên, một vòng quang ảnh hiện lên hình tròn nhộn nhạo ra. Lý Vân Tiêu cẩn thận xác minh một chút, lúc này mới thu hồi tinh bàn lại, thì thào lẩm bẩm. Đúng vậy, từ phương vị trấn hải mộc suy tính tới. Chỗ Nhuận Tông nói có lẽ chính là chỗ này. Lúc trước Nhuận Tông vãi ra hồng nhạt tinh trần, trực tiếp truyền tống hồ lô tiểu kim cương đi, phương vị không gian theo hắn nói, có lẽ ở trong phiến sơn mạch này. Lý Vân Tiêu lại lấy ra một cái hộp nhỏ màu vàng, đột nhiên mở ra. Bên trong một đạo kim quang lập lòe, mơ hồ có kim sắc chi khí quanh quẩn, trong đó một lăng hình kim đồng hồ lượn vòng. Hắn đưa mắt nhìn một hồi, hai hàng lông mày trực tiếp nhướng lên, lộ ra dị sắc. Lăng hình kim đồng hồ kia lắc lư bất định, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thủy chung không cách nào dừng lại, thật giống như đã bị hư mất vậy. Bên trong kim sắc chi khí không ngừng tràn ra, càng có thanh âm vụt 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 rung động kéo dài không dứt. Có ý tứ. Lý Vân Tiêu đóng hộp lại, hai con ngươi dừng ở sơn mạch phía dưới, lộ ra thần sắc suy tư. Linh mẫn bản cửu giai có thể dò xét được thiên tài địa bảo cửu giai trong ngàn dặm. Hơn nữa sẽ trước tiên chỉ hướng vật có cấp bậc và phẩm tính cao nhất. Hôm nay xuất hiện tình huống không cách nào chỉ hướng, nói rõ trong phiến sơn mạch này tồn tại không ít bảo bối đẳng cấp ngang với hồ lô tiểu kim cương rồi. Phải biết rằng thân thể hồ lô tiểu kim cương chính là Bắc Thiên Hàn tinh thiết tăng thêm thiên chiếu khuyết kim, còn vô số tài liệu chân quý khác luyện chế thành, chân quý dị thường, vốn hẳn nên bị linh mẫn bản trước tiên tập trung mới đúng. Thế nhưng phiến sơn mạch này to lớn như thế, nên tìm thế nào đây? Lý Vân Tiêu chợt có chút phát sầu, thần thức lan tràn xuống dưới. Đột nhiên mi tâm hắn nhíu một cái, lộ ra dị sắc, trên núi kia ngoại trừ đại lượng khí tức yêu thú ra, vậy mà còn có không ít bóng dáng nhân loại. Lý Vân Tiêu lấy ra một quả ngọc giản màu trắng, đặt ở mi tâm đảo qua. Trong ngọc giản ghi lại là đại địa đồ cả Bắc Vực, tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, nhưng đã là địa đồ đầy đủ nhất trong số mà nhân loại thăm dò được trong thiên võ giới rồi. Vô số địa danh và lãnh thổ quốc gia nhanh chóng lướt qua trong đầu, thần thức rốt cục đã định vị đến thành Kim Trương. Ở chỗ dựa vào thành Kim Trương về phía nam 10 năm, dùng khói trắng ký hiệu một chỗ sơn mạch, viết, lưỡng giới sơn, một trong 26 linh mạch thượng phẩm mà Bắc Minh Thế Gia quản lý. Lại là linh mạch thượng phẩm của Bắc Minh Thế Gia, khó trách. Lý Vân Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng lập tức lại nhíu mày, khó hiểu nói. Nếu chỉ là linh mạch thượng phẩm thì sẽ không nên quấy nhiễu linh mẫn bản cửu giai a, mặc dù là linh mạch cực phẩm, trên cấp bậc cũng không sánh bằng Bắc Thiên Hàn tinh thiết, trong linh mạch nơi này tất nhiên có trọng bảo. Trong hai tròng mắt hắn chớp động tinh mang, nhìn qua sơn mạch phía dưới, lộ ra vẻ tham lam. Không đúng nha, nơi này là linh mạch thượng phẩm của Bắc Minh Thế Gia, xem ra đã khai thác không ít thời đại rồi. Theo lý quặng mỏ linh mạch lớn như vậy, đều có tầm linh sư chuyên môn tiến hành thăm dò và đánh giá. Phương pháp của bọn họ so với linh mẫn bản phải phức tạp và chính xác hơn nhiều, nếu có trọng bảo, không có khả năng bị bỏ qua được. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi, trăm mối vẫn không có cách giải, xoay chuyển liền hóa thành một đạo lôi quang, vọt vào trong sơn mạch kia, trực tiếp rơi xuống bên cạnh một gã võ giả dáng vẻ vội vàng. Ai? Người nọ thoáng cái đã nhận ra có người. Kinh quát một tiếng. Cả người thoáng cái độn ra 10 trượng, lúc này mới toàn thân đề phòng xoay người lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, quát hỏi. Ngươi là ai? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Các hạ là người Bắc Minh Thế Gia sao? Người nọ một bộ áo dài màu tím, trong mắt chớp động tàn khốc, nói. Phải thì sao, không phải thì như thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Nơi đây chính là thượng phẩm linh mạch quặng mỏ của Bắc Minh Thế Gia, đúng thì tự nhiên rất bình thường, nếu không phải thì. Người nọ hơi co đồng tử, lạnh lùng nói. Các hạ là người Bắc Minh Thế Gia sao? Hắn vừa hỏi thế liền bại lộ thân phận của mình rồi.
Lý Vân Tiêu cười ha ha nói. Không phải. Người nọ trầm xuống, lạnh lùng nói. Vậy ngươi quản cái giám à? Lý Vân Tiêu nháy mắt nói. Ta chỉ là đi ngang qua, có chút tò mò thôi. Phát hiện trong lưỡng giới sơn có thân ảnh không ít võ giả, tựa hồ cũng không phải là người Bắc Minh thế gia à. Hừ, lòng hiếu kỳ luôn luôn là nguyên nhân chủ yếu hại chết người đấy. Người nọ cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói. Rằng núi này cách thành Kim Trương cũng có hơn 10 vạn dặm, phải đi mấy ngày mới có thể đến. Các hạ vậy mà có thể trùng hợp đi ngang qua, hơn nữa biết rõ nơi này là lưỡng giới sơn, còn biết trong núi có không ít võ giả không phải Bắc Minh thế gia, chậc chậc, cái trùng hợp này cũng thật là lợi hại, ta tại sao lại không trùng hợp như vậy chứ? Lý Vân Tiêu nhìn không được cười lên, biết rõ đối phương tâm tư cẩn thận, thoáng cái đã bị nhìn ra nhiều sơ hở như vậy, có chút lúng túng nói. Khục, ta đích thật là có việc đi vào lưỡng giới sơn, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến nhiều cường giả như thế. Nơi này không phải thượng phẩm linh quáng mạch của Bắc Minh thế gia sao? Ai dám ở đây làm càn sằng bậy? Người nọ hiển nhiên không tin, xì mũi coi thường, khẽ nói. Các hạ suy đoán thông minh giả bộ hồ đồ, ở trong mắt ta thật sự là quá ngu xuẩn, kính xin các hạ tự động rời đi đi, mỗ không muốn cùng ngươi một đường. Tử Sam vung vẩy, người nọ liền muốn rời đi. Thân ảnh Lý Vân Tiêu nhẹ nhoáng một cái, liền thuấn di đến trước mặt người nọ, vươn tay cản đường lại. Người nọ cả kinh, trong mắt tuôn ra tàn khốc, quát. Làm gì đó? Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiêng kỵ, giật mình vì thân pháp cực nhanh của đối phương, mình lại không thể bắt được. Lý Vân Tiêu cười vươn ra, năm ngón tay mở ra, một khối lục ngọc màu sắc cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay, đưa tới. Các hạ không cần trách móc, ta đích thật có việc đi vào lưỡng giới sơn, cũng không rõ ràng lắm vì sao đột nhiên nhiều ra nhiều võ giả như vậy, mong rằng nói rõ. Khối lam lâm ngọc cửu giai này, coi như là thù lao mua tin tức. Người nọ nhìn chằm chằm vào lam lâm ngọc trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu âm trầm bất định, sau khi xác định khối ngọc kia quả thật là vật cửu giai liền chợt lộ ra vẻ mặt, nói. Ngươi thật đúng không phải giả ngu. Lý Vân Tiêu cười ném ngọc thạch tới, nói. Ngươi có thể giả ngu, nhưng vật cửu giai này lại không giả được. Người nọ tiếp nhận ngọc thạch, lúc này mới hoàn toàn tin, không ai hào phóng đến mức vì giả ngu lại tặng người tài liệu cửu giai được. Khẽ đảo tay liền thu ngọc thạch vào, sắc mặt lập tức ôn hòa hơn rất nhiều, hỏi. Vậy ngươi đến lưỡng giới sơn là vì chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói. Tìm kiếm một thứ vốn thuộc về ta. Gần đây nhận được tin tức, vật kia có lẽ ở trong lưỡng giới sơn này. Người nọ nhướng mày, tựa hồ không thể rõ ràng, nhưng sau khi thấy Lý Vân Tiêu không chịu nói cũng không tiện hỏi nhiều, nói. Kỳ thật cũng không phải bí mật gì, trong thành kim trước đã truyền ra. Quáng sư trong lưỡng giới sơn không lâu trước phát hiện dị thường, toàn bộ sơn mạch trời vừa tối, sẽ có hoa quang phóng ra ngoài. Lý Vân Tiêu bật thốt lên cả kinh nói. Bảo vật xuất thế. Người nọ nhìn hắn một cái, tiếp tục nói. Lúc mới bắt đầu, người Bắc Minh thế gia cũng cho rằng như thế. Bọn hắn đào ra một quặng mỏ cự đại, bên trong đúng là một mảnh phế tích đã từng có người ở, chiếm diện tích đến mấy vạn mẫu. Mấy vạn mẫu? Lý Vân Tiêu cả kinh, trong mắt tinh quang lập lòe, tựa hồ đã hiểu rõ gì đó, nói. Ý là, nơi này đã từng là một phương thế lực tông môn, về sau bị chôn vùi trong lịch sử. Người kia nói. Các hạ không phải người ở đây à? Lý Vân Tiêu nói. Quả thật, vừa tới Bắc Vực không bao lâu. Người nọ gật đầu nói. Cái này cũng đúng, nếu không ngay cả ẩn tu thánh địa lưỡng giới sơn trước kia cũng không biết. Lưỡng giới sơn ở khu vực thành Kim Trương có danh khí cổ xưa rất lớn, tuy rằng không phải tông phái, lại hơn hẳn tông phái. Năm đó tán tu toàn bộ Bắc Vực cơ hồ đều tụ tập ở đó, coi phiến linh sơn này là nơi tiềm tu. Lý Vân Tiêu nói, đã hiểu rõ, thì ra là tổ chức tán tu. Bắc Minh thế gia lần này phát hiện chính là nơi đóng quân của tổ chức tán tu năm đó a. Mặc dù có bảo vật xuất thế, bọn hắn vì sao không phong sơn? Dùng thực lực Bắc Minh thế gia. Mặc dù không phái cao thủ tới, chỉ cần hạ một đạo Bắc Minh lệnh, đoán chừng cũng không có người nào dám vào núi cả. Người kia nói, các hạ nói rất đúng, lúc trước khi phát hiện lưỡng giới sơn cổ võ tu di chỉ, tăng thêm ban đêm có dị tượng hiển hiện, Bắc Minh thế gia đích thật đã phong tỏa sơn mạch, tự mình dò xét. Nhưng về sau không chỉ không phát hiện được bảo vật gì,
ngược lại liên tiếp có cường giả vẫn lạc trong đó, mà ngay cả hai gã võ đế cao giai phụ trách phiến sơn mạch này trước kia cũng lần lượt chết đi. Lý Vân Tiêu lắp bắp kinh hãi, nói. Tại sao có thể như vậy? Năng lực võ đế cao giai đủ để thay trời đổi đất, rời đấu đổi tinh, mặc dù có chết, cũng tất nhiên là oanh oanh liệt liệt, gây ra oanh động thật lớn mới đúng. Người kia nói, vốn nên như thế, nhưng sự thật chính là hai gã võ đế cao giai lại cứ như vậy chết đi không hiểu thấu. Trên mặt hắn cũng lộ ra một tia sợ hãi, nói. Về sau Bắc Minh Thế Gia lại tra xét thật lâu, Thủy Chung không tra ra nguyên nhân, nhưng dị tượng ban đêm vẫn như trước. Lý Vân Tiêu có chút giật mình nói. Chuyện kế tiếp ta đại khái đã rõ ràng, dùng tính cách Bắc Minh Thế Gia, tất nhiên sẽ đẩy phong hiểm này cho người khác, vì vậy liền mở ra phong tỏa, truyền ra tin tức, để mọi người cùng nhau đến mạo hiểm, thay bọn hắn tìm chết. Người nọ có chút kinh ngạc, không khỏi đánh giá Lý Vân Tiêu thêm vài lần, khen. Đúng là như thế. Lúc này đến phiên Lý Vân Tiêu kỳ quái, nói. Đã biết rõ nguy hiểm như vậy, mọi người còn tụ tập đông như thế. Các ngươi sẽ không tự cho rằng mình còn lợi hại hơn Bắc Minh Thế Gia đấy chứ? Cái này thì không có. Người nọ khẽ cười nói. Bởi vì mấy ngày qua thành Kim Trương truyền lưu một lời sấm. Hắn nháy mắt, tiếp tục nói. Trong lưỡng giới sơn, thần tích lại hiện, cơ duyên lớn lao, là phúc không phải phúc. Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nhịn không được mỉa mai nói. Quả nhiên là bảo vật mê mắt, đây hiển nhiên là tiểu xiếc của Bắc Minh Thế Gia, muốn lừa gạt mọi người đến giúp bọn hắn gánh phong hiểm. Cường giả có thể tu luyện tới võ đế đều là thiên phú cực cao, cũng có cơ duyên không nhỏ, chẳng lẽ chút tính toán ấy cũng nhìn không thấu sao? Người nọ nhẹ nhàng cười cười, ngón tay khẽ chạm chóp mũi, cười nói. Người nghĩ như vậy cũng khó trách, là nhân chi thường tình. Nhưng nếu như ta cho người biết, lời tiên đoán này là xuất từ Huyền Thần Thiêm, thì tính sao? Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, giật mình nói. Huyền Thần Thiêm của Đoan Mộc Thế Gia, thật hay giả thế? Người nọ nghiêm mặt nói. Tự nhiên là thật, rất nhiều cường giả đều từng đến thử, mà ngay cả Bắc Minh Thế Gia cũng trở nên coi trọng dị thường. Vốn cho rằng chỉ là một phế tích nhỏ, nhiều lắm chỉ xuất ra chút đồ chơi nhỏ, nhưng lúc này cũng phát tới một túc lão. Túc lão của Bắc Minh Thế Gia, phải là cường giả võ đế cửu tinh. Sắc mặt Lý Vân Tiêu thoáng cái trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói. Người Đoan Mộc Thế Gia tuy rằng thần thần bí bí, nhưng thuật xem bói của bọn hắn thiên hạ vô song, hơn nữa sẽ không tùy tiện xem bói, xem ra tình huống nơi này cực kỳ đặc thù a. Người kia nói. Hơn nữa thuật xem bói của Đoan Mộc Thế Gia chia làm bốn cấp thiên, địa, huyền, hoàng, dị tượng nơi này cần vận dụng huyền cấp thần thiêm. Cũng đã rất nói rõ vấn đề rồi. Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ suy ngẫm. Hắn vốn chỉ là đến tìm hồ lô tiểu kim cương, tất cả đều trong tính toán, có tọa độ cụ thể và linh mẫn bản, căn bản không mất mấy ngày. Nhưng bây giờ không chỉ linh mẫn bản mất đi hiệu lực, hơn nữa còn liên lụy đến huyền thần thiêm của Đoan Mộc Thế Gia, sợ rằng nhất thời bán hội cũng khó có thể giải quyết được. Hắn hỏi, vậy trong lời sấm nói cơ duyên lớn lao, là phúc không phải phúc, là có ý gì? Người nọ cười nói. Phàm là cơ duyên nha, chung quy đều sẽ dính đến tranh chấp lợi ích, chắc chắn gây ra một hồi gió tanh mưa máu. Cuối cùng nhất là người tài có được, đối với những người vô năng kia, dĩ nhiên là không phải phúc rồi. Lý Vân Tiêu nhướng mày, chỉ cảm thấy giải thích này có chút gượng ép, nhưng cũng hơi có lý, tiếp tục hỏi. Vậy trên huyền thần thiêm có nói rõ thần tích khi nào đánh xuống không? Người kia nói. Liền vào sáng mai. Trùng hợp như vậy sao? Lý Vân Tiêu đột nhiên trong lòng khẽ động, có loại cảm giác cổ quái, mình vừa tới đã đụng phải chuyện bực này, tựa hồ như cái gọi là thần tích kia đang chờ đợi mình vậy. Người kia nói. Hắc hắc, trước mắt người đến lưỡng giới sơn, không ai không vì việc này, người đến vào ngày mai chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn nữa. Ta thấy thân thủ các hạ bất phàm, mặc kệ có chuyện gì không bằng trước đến một bên, đợi sau khi thần tích xuất hiện lại xử lý. Lý Vân Tiêu nói, cũng thế, chuyện ta muốn làm cũng không dễ, cứ chờ xem cái gọi là thần tích kia, rốt cuộc là cái gì. Người nọ trên mặt vui vẻ, ôm quyền nói. Đã như vậy, không bằng ta và ngươi minh ước với nhau, kết bạn mà đi, cũng có thể tiện chiếu ứng lẫn nhau. Phải biết rằng rất nhiều cường giả ở đây đều tìm kiếm đồng minh, dù sao lực lượng một người cũng có hạn. Không nói đến những võ giả khác,
chỉ một cái Bắc Minh thế gia, đã đủ khiến mọi người đau đầu rồi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi, cự tuyệt nói. Mà thôi, ta độc lai độc vãng đã quen, thích một người tự do tự tại, thật sự có lỗi. Nụ cười trên mặt người nọ cứng đờ, dần dần hóa thành lạnh sắc, khẽ nói. Đã như vậy, ta cũng không tiện miễn cưỡng, nên nói ta đều đã nói rõ, đủ bù đắp khối lam lâm ngọc kia rồi, chúc các hạ may mắn. Hắn ôm quyền, liền không hề dừng lại, thi triển ra thân pháp, lập lòe mấy cái đã biến mất trong sơn mạch. Quyền thần thiêm đã xuất hiện, vậy chuyện thần tích hơn phân nửa là thực, hơn nữa không biết có người Đoan Mộc thế gia xuất hiện ở đây không nữa. Lý Vân Tiêu một mình một người trầm ngâm. Hắn lần nữa lấy ra linh mẫn bàn, chỉ thấy kim đồng hồ trong đó vẫn không ngừng lay động, hoàn toàn không cách nào định vị, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó thần thức quét qua, phát hiện trong toàn bộ sơn mạch, quả thật võ giả ngày càng nhiều, hơn nữa đa số người tựa hồ cũng tụ tập trong một khe núi ở ngoài trăm dặm. Suy nghĩ một chút liền hiểu được, chỗ khe núi kia tất nhiên là nơi trọng yếu. Nam tử Tử Sam trước kia khẳng định còn lời chưa nói hết. Hắn trực tiếp lăng không bay lên, dùng tốc độ bình thường phi hành đến khe núi, miễn cho độn thuật quá nhanh khiến cho người khác chú ý. Sau thời gian uống cạn chung trà, sâu trong cả tòa sơn mạch, quả nhiên là một mảnh thung lũng bằng phẳng, chừng hơn 1.000 mẫu. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát một phen, phiến khe núi này ở trung ương vài tòa ngọn núi, tựa hồ là nơi khai thác linh quáng trọng yếu, dưới đáy rơi lả tả lấy đá vụn. Hơn nữa bốn phía tràn đầy dấu vết đào bới, phiến đất bằng này chỉ ít có một nửa là nhân công đào móc ra. Hắn lăng không mà đứng, bao quát lấy phía dưới, lập tức khiến cho không ít người chú ý. Tuy rằng trên bầu trời khắp nơi có người bay tới bay lui, nhưng phần lớn đều là người thực lực có hạn, võ đế cao giai như hắn vẫn rất thu hút ánh mắt người khác. Thần thức Lý Vân Tiêu không chút kiêng nể đào qua bên dưới, không khỏi nhíu mày, vậy mà không có một vị võ đế cao giai. Mà ngay cả tên nam tử Tử Sam trước kia cũng không ở trong đó. Ánh mắt của hắn dạo qua một vòng, trực tiếp bay xuống, rơi vào bên người một gã nam tử thân hình cao lớn uy mãnh. Tiện tay cong ngón búng ra, ông một tiếng mở ra một đạo kết giới chi lực, hóa thành bình chướng hình tròn, trực tiếp chụp hai người vào trong đó. Tên nam tử kia kinh hãi, lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói. Đại nhân ngươi, Lý Vân Tiêu nói. Không cần khẩn trương. Ta chỉ hỏi mấy vấn đề thôi, chỉ cần ngươi thành thật trả lời là được. Đại hán khôi ngô kia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nếu đối phương đã nói như thế rồi, tất nhiên sẽ không ra tay tổn thương hắn, hơn nữa nơi này võ giả đông đảo, có lẽ cũng sẽ không sằng bậy đâu. Chính hắn chỉ có tu vị võ tôn đỉnh cao, lần này tới chỉ là muốn liều nhân phẩm, xem thử có cơ duyên đột phá đến võ đế không thôi. Không biết đại nhân còn muốn hỏi gì, tại hạ tất nhiên không biết không nói. Biết gì nói nấy không lừa gạt. Thần thái đại hán khôi ngô lập tức trở nên cung kính, hơn nữa người cũng thành thành thật thật, khí tức trên người Lý Vân Tiêu khiến hắn không dám có nửa điểm thí chủ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vì sao tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này? Chẳng lẽ thần tích xuất hiện ở chỗ này sao? Đại hán nói. Cái này cũng không phải, bởi vì phía trên nơi này chính là chỗ hiển ra dị tượng. Hơn nữa nơi này địa thế bằng phẳng, cũng dễ dàng tụ tập. Lý Vân Tiêu âm thầm gật đầu, không khác lắm với hắn dự đoán, hắn tiếp tục hỏi. Vì sao nơi này đều là một ít tồn tại tu vị cặn bã, một gã võ đế cao giai cũng không có. Đại hán khôi ngô lắp bắp kinh hãi, hắn tự nhiên nhìn không thấu tu vị Lý Vân Tiêu, nhưng nghe khẩu khí hắn, tựa hồ cũng là một gã võ đế cao giai, nội tâm càng khẩn trương, vội hỏi. Những đại nhân năng lực thông thiên đều tiến vào trong di tích rồi. Chúng ta bởi vì thực lực thấp kém nên không dám vào đi, tăng thêm có người Bắc Minh thế gia trông coi, người không hợp yêu cầu cũng không cho tiến vào. Hắn một hơi nói chuyện, không dám thở mạnh. Biểu hiện ra cung kính dị thường, nhưng nội tâm vẫn hồ nghi không thôi, hắn mặc dù nhìn không thấu tu vị Lý Vân Tiêu, nhưng độ tuổi lại không thể sai, như thế nào cũng không tin người trước mắt này lại là võ đế cao giai. Thì ra là thế. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Di tích chi địa ở đâu? Cần điều kiện gì mới có thể đi vào? Đại hán dùng tay chỉ nói. Mặt phía bắc đáy ngọn núi kia có một đường hầm trong mỏ nối thẳng di tích, cả tòa di tích kỳ thật ở phía dưới phiến khe núi này, so với phiến bằng phẳng này rộng lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Về phần điều kiện tiến vào, tại hạ thực lực thấp kém, không biết được.
Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn lại hướng đại hán chỉ, mơ hồ có thể thấy được dưới chân núi mặt phía bắc, tựa hồ có người gác. Hắn nói, còn có một vấn đề cuối cùng, Đoan Mộc Thế Gia có phái người đến không? Đại hán kia sửng sốt, nói, tại hạ thực lực thấp kém, đối với chuyện bực này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, trong nội tâm lột bột thoáng một phát, vội vàng nói. Nhưng nghe đồn, huyền thần thiêm kia là người Đoan Mộc Thế Gia tự mình bày ra ở thành Kim Trương, nếu đồn đãi là thực, chắc hẳn sẽ có người tới a. Hắn cũng lộ vẻ không xác định lắm. Lý Vân Tiêu biết rõ không thể hỏi thêm tin tức gì nữa, liền nói. Người có thể đi rồi. Bốn phía lóe lên thanh quang, kết giới lập tức biến mất, hắn bước ra một bước, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Tên kia đại hán cả kinh, cái này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt có cảm giác sống sót sau tai nạn, cũng vội vàng bỏ đi, đi về hướng có nhiều người lúc trước. Lý Vân Tiêu chấp động mấy cái liền tới đến mặt phía bắc khe núi, ở đó có một tòa tuyệt phong cô tuấn cắm ở trong khe núi, che lấp ánh mặt trời. Dưới cô phong, trong bách thương tùng thúy, bị mở ra một con đường lớn bằng phẳng, trên đó còn dấu vết bánh xe thật sâu, hiển nhiên là dùng để vận chuyển khoáng thạch. Người phương nào, đứng lại. Phía cuối con đường kia, trước một quặng mỏ to lớn, hai võ giả sừng sững đứng đó, một người trong đó nhướng mày, quát to với ánh sáng màu xanh đang chạy như bay đến. Đồng thời hai người nắm chặt bốn quyền, nguyên lực chập trùng lan tràn, trở nên cảnh giác vạn phần. Ánh sáng màu xanh thoáng cái hóa ra thân ảnh Lý Vân Tiêu, lạnh nhạt quét hai người, nói. Ta muốn đi vào. Người bên trái đồng tử hơi co lại, thần thức quét qua. Lập tức chạm phải một cổ bình chướng, chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Hắn vội vàng lôi kéo một gã khác đồng bạn khác tránh qua một bên, cung kính nói. Đại nhân, mời vào. Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình, ánh sáng màu xanh lóe lên liền lao vào trong động. Hai gã thủ vệ trước quặng mỏ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, người bên phải có hoài nghi nói. Gương mặt trẻ tuổi lạ lẫm như thế, vì sao lại có tu vị ngay cả ta và ngươi đều không thăm dò ra? Trong đó có thể có lừa dối nào không? Người bên trái trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh nói. Có lẽ người ta chuyên tu thần thức, có lẽ người ta dùng bảo bối gì đó, dưới tình huống không biết chi tiết đối phương, chúng ta cũng đừng có không có việc gì lại đi tìm việc, để tránh gây phiền toái lên người. Người bên phải gật đầu nói. Cũng thế, nếu tu vị bản thân hắn không đủ, là trang bức, đi vào, không chừng sẽ chết bên trong cũng nên. Ân. Nếu vậy cũng là chính bản thân hắn tìm đường chết, trách được ai chứ? Người bên trái suy cười một tiếng. Hai người không hề để ý tới nữa, tiếp tục đứng ở trước cửa, khép hờ mắt tu luyện. Mới không bao lâu, đột nhiên vài đạo khí tức cường đại đập vào mặt, hai người đột nhiên kinh hãi, hoảng sợ dương đôi mắt. Chỉ thấy trước mắt nhiều hơn ba người, bên trái một gã lão giả hai hàng tóc mai như xương, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, tóc bạc mặt hồng hào. Lão giả bên phải thì đầu đầy tóc rối bời, chòm râu cũng rối bời, trên mặt rậm rạp nếp nhăn, một thân áo lam cũ nát, vừa nhìn đã biết là loại người lôi thôi lếch thếch rồi. Khí tức trên thân hai lão giả kinh người, không chút che giấu phóng đế khí ra ngoài, một bộ cao cao tại thượng, tựa hồ căn bản không để người ngoài vào mắt. Mà chính giữa là một nữ tử cung trang, váy dài chạm đất màu trắng, trên vạt áo rộng thùng thình lên hoa văn hồng nhạt. Trên mặt bị che lấy. Không thấy chân dung, nhưng hai con ngươi ngưng thủy, ánh mắt lợi hại tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, có một loại khí tức nhẹ nhàng cho người một loại cảm giác tuyệt sắc thanh lệ, tú nhã tuyệt tục. Hai gã thủ vệ cả kinh, đang định mở miệng hỏi, nữ tử cung trang kia liền nhẹ giọng hỏi. Có bao nhiêu người tiến vào? Thanh âm vừa nhu hòa lại thanh thúy, cực kỳ êm tai. Thủ vệ bên trái nuốt thoáng một phát, liền vội cung kính trả lời. Bẩm vị đại nhân này. Đã có hơn 30 người đi vào. Nhiều như vậy. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào kia nhẹ nhíu mày một cái, nói. Đều là võ đế cao giai. Thủ vệ bên trái trả lời. Thực lực hai người ta có hạn, phàm là không cách nào nhìn thấu tu vị đều để hắn tiến vào. Hừ, tu vị cặn bã của hai người các ngươi, chẳng qua chỉ là võ tôn đỉnh phong. Xem ra hơn 30 người kia chẳng qua chỉ có tu vị võ đế mà thôi. Cũng không có nhiều cao thủ đến như vậy. Trên mặt lão giả đầy nếp nhăn kia hiện ra vẻ khinh miệt, nói. Chẳng lẽ Bắc Minh Thế Gia thân là một trong 7 đại siêu cấp thế lực, ngay cả hai võ đế cũng không phái ra nổi sao?
để hai con chó võ tôn canh cổng, cũng không sợ làm trò cười cho người trong nghề sao. Trên mặt hai gã thủ vệ lập tức lộ ra vẻ kinh nộ, người bên phải khiển trách quát mắng. Các hạ dám khẩu suất cuồng ngôn như thế, chắc hẳn cũng là người có lai lịch lớn, kính xin trên báo tính danh, để cho chúng ta chiêm ngưỡng một chút. Lão giả sùi cười một tiếng, khinh miệt nói. Hai con chó võ tôn cũng xứng hỏi danh hào lão phu sao? Ngươi! Hai gã thủ vệ mặt mũi đều tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt cơ hồ phun ra lửa, nhưng khí thế ba người trước mắt phi phàm, nếu mình thoáng xúc động thì không chừng sẽ bị diệt trong nháy mắt mất. Tuy rằng cơ hồ tức đếm phát nổ, nhưng vẫn ngăn chặn cảm xúc, giận mà không dám nói gì. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào kia ánh mắt lộ ra âm sắc, liếc lão giả rối bù kia, tựa hồ cũng rất bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm. Nữ tử cung trang lụa mỏng che mặt, nhìn không ra biểu lộ, nhưng hai con ngươi ngưng thủ, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào cả, tiếp tục hỏi. Nguyên Hải đại nhân có ở bên trong không? Hai gã thủ vệ cả kinh, thần sắc trên mặt biến ảo bất định, người phía bên phải ôm quyền nói. Nguyên Hải đại nhân đã đi vào. Nữ tử cung trang nhẹ nhàng gật đầu, nói. Vậy tốt. Chúng ta cũng vào đi thôi. Không đợi hai gã thủ vệ đồng ý, chỉ thấy hào quang lóe lên, ba người đã triệt để biến mất ở cửa vào quặng mỏ rồi. Hai người kinh ngạc một hồi, lúc này sắc mặt mới trầm xuống. Trên mặt người bên trái hiển hiện vẻ tái nhợt, giọng căm hận nói. Chó hoang ở đâu ra, chết ở bên trong tốt nhất. Người bên phái sắc mặt biến hóa thoáng một phát, mới giận dữ nói. Dưới võ đế đều là con sâu cái kiến. Ai bảo chúng ta kẹt ở cửa ải này không thể tiến lên chứ? Ngươi cũng đừng quá tức giận, nữ tử kia tựa hồ có quen biết với Nguyên Hải đại nhân, nếu bị bọn hắn nghe thấy, ta và ngươi sẽ có phiền toái lớn đấy. Người bên trái sắc mặt âm trầm hồi lâu, lại không lên tiếng. Lý Vân Tiêu sau khi tiến vào quặng mỏ, dọc theo đường hầm lớn nhất trong mỏ một mực tiến vào trong. Ước chừng đi vài dặm, rốt cục càng ngày càng rộng lớn, đột nhiên một chùm tia sáng lóe lên. Một mảnh thiên địa hoàn toàn mới hiện ra trước mắt. Ánh sáng sáng sủa như nắng mai, khắp nơi có từng đám cỏ cây, còn có đại thụ che trời dường như đã hóa đá, trực tiếp đâm thẳng vào mái vòm. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn lại, quả nhiên lớn chừng ngàn mẫu, còn có các loại tiếng gió tiếng nước chảy, không ngừng hợp lại lọt vào trong tai, hiển nhiên là một chỗ không tệ. Trên phế tích có mấy căn phòng ốc tổn hại, chừng hơn 1000. Hắn hóa thành một đạo quang mang. Bay lên trên không phế tích, thần thức không ngừng quét tới bốn phía, ngoại trừ cảm nhận được xa xa có nguyên lực võ giả chấn động ram cũng không phát hiện dị trạng gì cả. Sau đó lấy ra linh mẫn bàn, mở ra nắp hộp, lập tức sửng sốt một chút. Chỉ thấy kim đồng hồ trong mâm đã bất động rồi, mà chỉ thẳng đến một phương vị, đúng là chỗ trung ương phế tích. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, liền thu linh bàn vào, đi tới hướng kia. Rất nhanh một tòa tế đàn cự đại hiện ra ở trước mắt. Tế đàn cao hơn 400 trượng, như một tòa núi cao, toàn thân do bạch ngọc xây thành, bị linh khí mông mông bao phủ. Có bạch quang từ trong linh khí lộ ra, giống như thủy tinh ngọc bích cực lớn bốn phía chụp xuống vậy. Ngoài ra, còn có trên trăm cái tế đàn hình thái như một, lớn nhỏ bất đồng, như sao quanh trăng sáng, tổ điểm ở bốn phía tế đàn, cũng bị một tầng linh khí mảnh như tơ bạc, mỏng như lụa mỏng bao phủ. Lý Vân Tiêu lúc này mới phát hiện. Ánh sáng toàn bộ phế tích đều là từ nơi này đến. Trong cả trăm tế đàn kia, thỉnh thoảng có thân ảnh võ giả chớp động, sợ là đã sớm dò xét toàn bộ một lần rồi. Hắn một mình một người đứng trên trời cao, dừng ở phía dưới, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Sau đó thân thể của hắn thoáng một phát trở nên hoảng hốt, mông mông không thấy rõ. Một đạo nhân ảnh tựa hồ trọng điệp trên người hắn, trực tiếp đi ra, đúng là trận pháp sư Phó Cẩm Sơn. Vân thiếu triệu ta chuyện gì? Phó Cẩm Sơn vội vàng hành lễ với Lý Vân Tiêu, ánh mắt lại bắt đầu đánh giá bốn phía, đặc biệt sau khi trông thấy hàng trăm hàng ngàn tế đàn bên dưới, càng lắp bắp kinh hãi. Lý Vân Tiêu nói, nơi đây chính là một quặng mỏ trong lưỡng giới sơn ở Bắc Vực, xác nhận là di tích võ tu thời cổ lưu lại, người thấy những tế đàn phía dưới thế nào? Phó Cẩm Sơn nhìn những tế đàn kia, lập tức sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Cái này, đây là... Trên mặt hắn ngoại trừ khiếp sợ ra, còn có thần sắc không thể tin được, không dám xác nhận. Lý Vân Tiêu nói. Cứ nói đừng ngại. Ọt ọt. Phó Cẩm Sơn gian nan nuốt thoáng một phát, giật mình nói.
Những tế đàn lớn nhỏ bốn phía kia, cực kỳ giống với Vĩnh Minh Bích trong truyền thuyết. Thần sắc Lý Vân Tiêu ngưng tụ, kinh ngạc nói. Ngươi nói là Vĩnh Minh Bích dùng để bảo trì sinh cơ bất diệt, linh hồn bất hủ sao? Đúng vậy, thì ra Vân Thiếu cũng biết Vĩnh Minh Bích này. Phó Cẩm Sơn cung kính giải thích nói. Vĩnh Minh Bích đúng là trận thế tuyệt hảo duy trì khiến người không chết, bình thường là để người trọng thương vào trong đó, không những có thể kéo lại một ngụ sinh cơ, còn có công hiệu phục hồi từ từ, cho nên cũng xưng là bất tử chi bích, chỉ là tài liệu và trận thế đã sớm thất truyền rồi. Lý Vân Tiêu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ sợ hãi không hiểu, nhịn không được dùng mình một cái. Phó Cẩm Sơn cảm nhận được dị thường của hắn, cổ quái nói. Vân Thiếu, làm sao vậy? Lý Vân Tiêu liếm lấy thấp bờ môi khô khốc, chậm rãi nói. Ngươi nói những người trong tế đàn này, sẽ không phải toàn bộ đều còn sống đấy chứ? Phó Cẩm Sơn hít một hơi lạnh, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Hai người vốn ở trên không trung, thoáng cái chỉ cảm thấy gió lạnh lạnh run, lạnh lẽo nói không nên lời. Ha, ha ha. Phó Cẩm Sơn cười vài tiếng, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. Sao có thể chính thức vĩnh sinh bất tử được? Vĩnh Minh Bích cũng chỉ là duy trì sinh cơ, trì hoãn tử vong mà thôi. Phiến phế tích này xem bộ dáng chí ít có hơn mấy vạn năm, có thể sống sót mới là gặp quỷ đấy. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vẫn ngưng trọng, hắn cũng không lạc quan như Phó Cẩm Sơn được. Bởi vì bản thân của hắn đã tự mình trải qua ví dụ, Thương, Lê, Dực, Qua, Phù, năm tên cường giả yêu tộc đỉnh phong này chính là ngủ say ở Khinh Ca Lâm địa hơn mấy vạn năm. Tuy rằng lúc phát hiện năm người bọn hắn, căn bản đã là dầu hết đèn tắt, sắp chết đến nơi. Nhưng vài vạn năm qua, bốn gã đại yêu đồng tâm hiệp lực trợ Thương cảm ngộ thập phương quy tắc trong hồn thiên nghi, bởi vậy mới khiến lực lượng sói mòn quá lớn. Nếu như chỉ là ngủ say thì dùng tế tự chi trận dưới Khinh Ca Lâm địa lúc trước, có lẽ còn có thể duy trì vài vạn năm cũng không chừng. Phó Cẩm Sơn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng khó coi, ngượng ngùng cười cười, an ủi. Vân Thiếu suy nghĩ quá nhiều rồi, phiến phế tích này thậm chí đã trên 10 vạn năm, đừng nói là người sống, cho dù là quỷ chết cũng không có một đầu nào đâu. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, biết rõ chuyện tuyệt không đơn giản như vậy. Một là trong phiến phế tích này đã chết đi không ít cao thủ, mà ngay cả Bắc Minh Thế Gia cũng không tra ra nguyên do. Hai là ngay cả thần thiêm của Đoan Mộc Thế Gia cũng ra, đủ thấy tính nghiêm trọng của chuyện này. Hắn nói, ngươi lại xem thử. Ngoại trừ bốn phía tế đàn do Vĩnh Minh Bích tạo thành ra, còn có nơi nào đặc biệt không? Nơi đặc biệt? Phó Cẩm Sơn lần nữa ngưng nhìn xuống, rất nhanh sắc mặt liền biến đổi, cả kinh nói. Sao quanh trăng sáng, tinh đấu đồ? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy, chính là dựa theo tinh đấu để bố trí, mà ngay cả lớn nhỏ cũng vừa ứng với ngôi sao trên bầu trời, chỉ có điều ta thấy có chút lạ mắt, không nhớ ra đây là tinh vực đồ khu vực nào. Phó Cẩm Sơn nói, bầu trời ngôi sao hàng tỷ, ai có thể đều nhớ rõ. Nhưng tinh đấu đồ đều cơ bản giống nhau, không ngoài mượn nhờ tinh tần chi lực, phiến khu vực này hình như là. Hắn thoáng cái cau mày lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không đúng, không đúng nha, tại sao lại vậy được? Phó Cẩm Sơn cả kinh, nói. Đây là bộ phận ba tinh vực tổ hợp lại với nhau. Ở trong Chu Thiên tinh đấu đại hình, tùy ý ghép lấy một bộ tinh đồ. Đồng thời chiếm được ba tinh vực, cho nên mới lộ ra mất trật tự như vậy. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Tùy ý ghép lấy tinh vực cũng không phải không thể, chỉ là tinh đấu trận không trọn vẹn, uy lực sẽ giảm xuống nhiều. Năm đó người bố trí xuống thủ bút như vậy, không thể nào không rõ a. Phó Cẩm Sơn cũng lộ ra vẻ cổ quái, không biết nên giải thích như thế nào mới tốt, đành phải nói. Phiến khu vực này không chỉ bố trí trên linh mạch chi nhãn, hơn nữa còn mượn tinh lực, tất không đơn giản. Lý Vân Tiêu nói. Ta đi xuống xem một chút, người đi cùng ta đi. Vâng. Phó Cẩm Sơn ứng tiếng nói, đối với khu vực này, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, rất hy vọng nghiên cứu kỹ hơn chút nữa. Hai người hóa thành hào quang bay thấp xuống dưới, xuyên thấu tầng tầng đám xương linh khí, trực tiếp rơi vào trên tế đài lớn nhất kia, lập tức khiến cho mọi người chú mục. Ngọc thạch trên tế đàn lộ ra hào quang giống như trân châu, cũng nương theo lãnh ý rất nhỏ, khiến cho người nhìn không được muốn dùng tay vuốt ve. Phó Cẩm Sơn liền không ức chế nổi, trực tiếp ngồi xổm người xuống, dùng tay vuốt lên mặt đài,
bạch quang chiếu vào trên mặt hắn, trong mắt một mảnh sợ hãi thán phục. Lý Vân Tiêu cũng cẩn thận đánh giá tế đàn này, toàn bộ bề mặt cũng không bằng phẳng, mà là có lồi có lõm. Không chỉ dựng rất nhiều cột đá cực lớn, cũng chỗ hãm xuống dưới, tất cả mọi thứ này đều như cố ý vậy. Hắn phi thân lên, trực tiếp giẫm trên một cây cột cao nhất, ngóng nhìn khắp mọi nơi. Hình thái tất cả tế đàn chung quanh hoàn toàn giống như đúc, bất đồng chỉ có lớn nhỏ. Hai người các ngươi, tới đây. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, đúng là nói với Lý Vân Tiêu và Phó Cẩm Sơn. Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy trong khắp ngõ ngách tế đàn đứng mấy người, trước người đặt một cái bàn, trên đó đặt không ít linh bài. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, khí chất và ngoại hình mấy người kia, hắn vừa nhìn đã biết là người Bắc Minh thế gia. Hơn nữa người cầm đầu hắn cũng nhận ra, hơn 20 năm trước người này chính là Võ Đế Cửu Tinh, một trong các túc lão của Bắc Minh thế gia, Bắc Minh Nguyên Hải. Phó Cẩm Sơn ngẩng đầu lên, duỗi thẳng thân thể, có chút kiêng kỵ nói. Chuyện gì? Bảo ngươi tới thì ngươi cứ tới, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trong mắt một gã cường giả Bắc Minh thế gia lóe lên hàn quan, nghiêm nghị quát. Sắc mặt Phó Cẩm Sơn lập tức chìm xuống. Trong hai tròng mắt chớp động vẻ giận dữ, nhưng cũng không dám lên tiếng, mà ngẩng đầu nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trong mắt bắn ra một chút hàn tinh, khóe môi nhếch lên vẻ châm chọc. Gã cường giả kia giận tím mặt, đang muốn phát tác, lại bị Bắc Minh Nguyên Hải ngăn lại. Bắc Minh Nguyên Hải dáng người cực gầy cực cao, hai hàng lông mày nghiêng nghiêng rủ xuống, đôi má vừa gầy lại vừa dài, khí chất càng vô cùng âm lãnh, chính là khí tức do quanh năm tu luyện hàn huyền chi khí gây nên. Hắn khinh mạn đưa mắt lên nhìn, cao thấp đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần, mí mắt có chút nhảy dựng, có chút động dung nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, đứng ở trên ngọc thạch trụ kia bất động. Liên quan gì đến ngươi? Làm càn ngươi có biết vị đại nhân trước mắt này là người phương nào không? Tên cường giả lúc trước gầm lên, một bộ trách hắn có mắt không nhìn được Thái Sơn, lãnh ngạo nói. Vị đại nhân này chính là túc lão Bắc Minh Huyền Cung, Bắc Minh Nguyên Hải đại nhân. Hắn quát chói tai, vốn tưởng rằng đối phương tất nhiên sẽ giật mình, ngoan ngoãn xuống nhận sai. Kết quả lại khiến mọi người ngạc nhiên, bộ dáng kia của đối phương thật giống như hoàn toàn chưa từng nghe qua Bắc Minh Nguyên Hải vậy. Chỉ có Phó Cẩm Sơn sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ mặt và ý sợ hãi. Lý Vân Tiêu nói, vậy ngươi có biết ta là ai không? Người nọ sững sờ. Nhíu mày nói. Không biết. Trong mắt ngoại trừ hiếu kỳ ra, còn có khinh miệt không chút che giấu, thật giống như đang nói, ngươi là cái thá gì vậy? Lý Vân Tiêu cười cười, từ trên cây cột nhảy xuống, một phát bắt lấy Phó Cẩm Sơn. Hai người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, xíu. Một tiếng đồn khai trước mắt mọi người, chỉ có một đạo cười dài truyền đến. Ha ha, không biết tốt lắm. Người Bắc Minh thế gia đều lập tức ngạc nhiên. Toàn bộ thoáng cái choáng váng. Đáng chết lại dám đùa ta. Người nọ giận dữ, đang muốn đuổi theo. Mà thôi. Bắc Minh Nguyên Hải mở miệng nói, trong thanh âm cũng lộ ra lạnh ý, khiến người khắp mọi nơi đều phát lạnh. Vâng. Người nọ vội vàng lên tiếng, liền không dám đuổi nữa. Tiểu tử kia có cổ quái, không phải chỉ đơn giản như biểu hiện, giờ này khắc này đừng gây ra thị phi nữa. Bắc Minh Nguyên Hải nhìn qua từng mặt linh bài dựng trước mắt, ngưng giọng nói. Trong phiến tế đàn này tăng thêm hai người bọn hắn hiện giờ tổng cộng là 37 người. Linh bài trên bàn đều giống như đúc, chỉ là tên khác trên đó khác nhau, xếp đặt bốn phía, tổng cộng 35 mặt. Một cái phía trước nhất thình lình viết bốn chữ Bắc Minh Nguyên Hải. Một gã cường giả sau lưng nói. Hai người này không ấn xuống một tia bổn mạng nguyên thần, mặc dù vẫn lạc chúng ta cũng không biết. Bắc Minh Nguyên Hải nói, không sao cả, chết nhiều ít một hai người cũng không ảnh hưởng gì, mấu chốt là phải tra ra nguyên nhân cái chết của bọn hắn. Phanh, đột nhiên một mặt linh bài trên bàn chớp động kim quang, phanh thoáng một phát liền nổ bung, tiêu tán vô hình. Sau đó trên linh bài phát ra một tiếng két, ba chữ Bạch Tử Phong viết trên đó lập tức vỡ ra, toàn bộ linh bài trở nên ảm đạm vô quang. Lại chết một người sau lưng kinh hô lên, nói. Từ khi chúng ta đến, đã bị chết 7 người rồi. Một người khác thanh âm ngưng trọng nói. Tu vị người này là Võ Đế Thất Tinh, 6 người trước tu vị cao nhất cũng chỉ là Võ Đế Ngũ Tinh,
xem ra nguy hiểm nơi này còn trên cả chúng ta dự đoán. Gương mặt Bắc Minh Nguyên Hải thủy chung âm trầm, không phát biểu cách nhìn, tùy ý để thủ hạ suy đoán và suy tính. Giờ phút này lại có không ít người lục tục tiến đến, đều bị bọn hắn quát tháo tới lưu lại bổn mạng ấn ký. Đại đa số mọi người ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cho dù cực không vui, cũng không dám phản kháng. Chỉ có một gã võ đế tứ tinh xương cốt cứng, không muốn phối hợp, trực tiếp bị một gã cường giả Bắc Minh thế ra một đao đánh chết. Lý Vân Tiêu và Phó Cẩm Sơn đi tới trên một ít tế đàn nhỏ bé bốn phía xem xét. Toàn bộ tế đàn hoàn toàn là một khối, không có bất kỳ khe hở hoặc là cửa nào để tiến vào cả. Bọn hắn liên tiếp tra xét mấy cái, đều là như thế, cuối cùng phải buông tha, đứng trên một tế đàn ở trung ương nhất. Phó Cẩm Sơn nói, Vân Thiếu, nơi này ngoại trừ Vĩnh Minh Bích và bố cục tinh vực hỗn loạn ra, cũng không còn gì dị thường. Lý Vân Tiêu nói, đã biết, cực khổ ngươi rồi, đi về trước đi. Phó Cẩm Sơn giờ phút này đã không còn tác dụng gì nữa rồi, hắn thoáng cái thu Phó Cẩm Sơn vào trong giới thần bi, bản thân lại rơi vào trầm tư. Vốn không có vấn đề cũng bình thường đến cực điểm, nhưng mấu chốt là cha khổ Nga vấn đề, lại không ngừng có người vẫn lạc. Là ngươi. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu quay đầu lại. Hai đạo quang mang lập tức bay thấp trên tế đàn. Một người trong đó áo trắng tuấn mỹ, trên mặt dáng tươi cười, người khác thì áo bào tím trên thân, khuôn mặt lạnh lùng, chính là tên nam tử gặp được lúc trước. Lý Vân Tiêu quét mắt qua, lập tức dừng lại trên người nam tử áo trắng kia một chút, tựa hồ rất có hào hứng đánh giá vài lần, lông mày thoáng cái nhướng lên. Nam tử áo trắng mỉm cười, cũng lơ đễnh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi. Nam tử áo bào tím nói, ta đã đoán được ngươi sẽ tiến đến, thế cục bây giờ ngươi có lẽ cũng hiểu rõ ra, phương án liên thủ ta nói lúc trước, có cân nhắc chút không? Lý Vân Tiêu nói, ta thật sự không thấy vì sao cần liên thủ cả. Nam tử áo bào tím biến sắc, trong mơ hồ tựa hồ có nộ khí dâng lên, thấp giọng quát nói. Ngươi có biết chỉ một lát, nơi này đã vẫn lạc 4-5 tên cường giả võ đế không? Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, trầm giọng nói. Chết như thế nào? Nam tử áo bào tím sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, gian nan nói. Không biết. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Chính là vì không biết, cho nên mới càng nguy hiểm, hơn nữa cho dù không có dị thường, chờ đợi cơ duyên xuất thế, ta và ngươi thế đơn lực bạc, làm sao chống lại Bắc Minh Huyền Cung được. Lý Vân Tiêu thoáng cái bắt đầu trầm mặc. Nam tử áo bào tím thấy hắn tựa hồ có chỗ tâm động, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Không chỉ có là Bắc Minh Huyền Cung, theo ta biết, còn có mấy vị cường giả võ đế cửu tinh cũng sẽ tiến đến, trong đó kể cả cao thủ của Đoan Mộc Thế Gia. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Chỉ là hào quang trong mắt tựa hồ trở nên đục ngầu. Mặc dù muốn kết minh, cũng phải để ta xem giá trị kết minh mới được. Nam tử áo bào tím sững sờ, lập tức vỗ tay nở nụ cười, nói. Đương nhiên phải thực lực ngang nhau, mới có thể chính thức cùng có lợi được. Hắn chỉ vào nam tử áo trắng bên người giới thiệu nói. Vị này chính là minh hữu ta vừa mới kết bạn, cường giả võ đế thất tinh, Bạch Tử Phong. Bạch Tử Phong gật đầu mỉm cười, khóe miệng độ cong vừa đúng, gần như hoàn mỹ. Lý Vân Tiêu nói. Tu vị Tử Phong huynh tựa hồ có chút cổ quái a, không biết tu luyện loại công pháp nào thế. Bạch Tử Phong lúc này mới mở miệng cười nói. Luyện ra một chút đường rẽ, khiến vị bằng hữu kia chê cười rồi. Trên mặt nam tử áo bào tím lộ ra dị sắc, không khỏi đánh giá Bạch Tử Phong thêm vài lần, nói. Tử Phong huynh thân thể không khỏe sao? Ta chỗ này có ít đan dược cố bản bồi nguyên, có lẽ có thể dùng được. Hắn thoáng cái lấy ra mấy loại đan dược. Đẩy tới, trong đó đều là tinh phẩm bất phàm, linh khí bức người. Bạch Tử Phong thu lại mặt cười, nhíu mày trầm giọng nói. Thật sự không cần, chỉ là nguyên lực có chút hỗn loạn thôi. Nam tử áo bào tím lúc này mới thu trở về, nói. Được rồi, hiện giờ mọi người kết thành đồng minh, công thủ cùng ăn, có bất kỳ khó khăn và nhu cầu nào cứ nói thẳng, ngàn vạn không nên khách khí. Bạch Tử Phong lúc này sắc mặt hơi chuyển, gật đầu. Nam tử áo bào tím tiếp tục giới thiệu nói. Tại Hạ Duẫn Ngôn, cũng là tu vị võ đế thất tinh,
ba người chúng ta coi như thực lực tương đương, có phần có duyên phận rồi. Lý Vân Tiêu nói, các ngươi cứ gọi ta là Vân Thiếu đi. Nam tử áo bào tím nhướng mày, mơ hồ có chút không thoải mái, nhưng cũng không nói gì thêm. Bạch Tử Phong lại có vẻ mặt bình tĩnh, vẫn mang theo mỉm cười, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy hai người nói chuyện vậy. Lý Vân Tiêu không để ý tới Duẫn Ngôn, nói. Nơi này ngoại trừ một mảnh tĩnh mịch ra, không có bất kỳ tiếng động nào khác. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết cường giả võ đế, thật quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Đổi lại là chúng ta, mặc dù không địch lại, trước khi chết ít nhất có thể thốt một tiếng A. Duẫn Ngôn cũng nghiêm mặt nói. Đây cũng là chỗ hắn sợ hãi nhất, hơn nữa cường giả chết đi kia hoàn toàn là biến mất, ngay cả thi thể cũng chưa từng tìm được, chẳng lẽ lại bị những tế đàn này nuốt mất sao? Nuốt mất, Duẫn Ngôn huynh có ý là những tế đàn này còn sống sao? Lý Vân Tiêu dương mày, trở nên trầm tư. Ha, ta chỉ tùy ý suy đoán thôi. Duẫn Ngôn cười ha ha, cũng phủ nhận nói. Điều này sao có thể được chứ? Trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động lên chút hào quang, dùng tay chỉ ra xa xa, nói. Nhưng ta vừa mới cảm nhận được tòa tế đàn này tựa hồ có chút biến hóa. Ân, biến hóa gì? Duẫn Ngôn thất kinh hỏi. Lý Vân Tiêu nói. Vừa rồi ta ở chỗ này, dùng thần thức điều tra tình huống cả khu vực, một tòa tế đàn bỗng nhiên lại biến mất khỏi thần thức ta. Duẫn Ngôn cả kinh nói. Có chuyện bực này sao? Hắn vội vàng bắn thần thức ra ngoài vài dặm, tới chỗ tòa tế đàn mà Lý Vân Tiêu chỉ, không có một bóng người, cũng không có bất kỳ không đúng nào cả. Duẫn Ngôn cau mày nói. Vân Thiếu có tính sai không? Tựa hồ không có gì khác a. Trên mặt hắn hiện ra thần sắc cổ quái, động dung nói. Vân Thiếu mới vừa rồi là nói, thần trí của ngươi có thể bao trùm cả khu vực sao? Lý Vân Tiêu cũng không trả lời vấn đề này, chỉ nói. Vừa rồi quả thật biến mất khỏi cảm giác của ta, về sau lại xuất hiện, hoàn toàn là hư không tiêu thất, trống rỗng xuất hiện. Nhưng tế đàn một mực ở đằng kia, ta thấy rõ ràng, chỉ là thần thức hoàn toàn không cảm ứng được thôi. Duẫn Ngôn trở nên trầm tư nói. Vân Thiếu vừa nói như vậy, thật có chút cổ quái, không bằng ba người chúng ta qua đi điều tra một chút đi. Lý Vân Tiêu nói. Không cần điều tra, chỉ cần hỏi Tử Phong huynh một chút là được rồi. Cái gì, có ý tứ gì? Duẫn Ngôn cả kinh, sau đó nhìn lại Bạch Tử Phong, đột nhiên biến sắc, hoảng sợ thối lui. Chỉ thấy nụ cười trên mặt Bạch Tử Phong đã sớm không thấy, mà đổi thành một mảnh dữ tợn. Trong hai mắt chớp động lên hào quang quỷ dị. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, lạnh lùng nói. Tử Phong huynh, kính xin nói rõ một chút tế đàn kia vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lúc tế đàn mất đi cảm ứng trong thần thức của ta, Tử Phong huynh vừa lúc ở trong đó. Không khéo nhãn lực tại hạ cũng không lợi hại, nhưng vừa nhìn qua, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng Tử Phong huynh. Thẳng đến khi tế đàn kia lần nữa xuất hiện trong cảm giác của ta, Tử Phong cũng theo đó xuất hiện. Duẫn Ngôn khiếp sợ không thôi, nói. Bạch Tử Phong, thật sự là thế phải không? Chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hừ. Trong lỗ mũi Bạch Tử Phong truyền ra tiếng hừ lạnh trùng trùng điệp điệp, trầm trọng mà phiền muộn, hoàn toàn không giống người âm. Theo thanh âm truyền ra, còn có một cổ khí tức thối nát, mục nát khiến cho người cực kỳ không thoải mái. Sắc mặt Duẫn Ngôn đại biến, trong áo bào tím thoáng cái liền phát ra tiếng cổ động phần phật. Nguyên lực bành trướng mà ra, một tầng linh vụ mỏng như lụa mỏng bao phủ toàn thân, vạn phần đề phòng. Thân thể Bạch Tử Phong bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, ngoại trừ một cổ mùi thúi xông vào mũi truyền ra, trên làn da trơn bóng cũng bắt đầu lộ ra chút điểm lấm tấm màu xanh lá. Thì ban, Duẫn Ngôn cả kinh, mãnh liệt kinh hô. Vân Thiếu, hắn đây là có chuyện gì? Lý Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nói. So với hắn. Ta hiện giờ càng quan tâm tế đàn chỗ vị trí chúng ta đã xảy ra chuyện gì hơn đấy. Tế đàn, có ý tứ gì? Duẫn Ngôn cả kinh, thần thức nhanh chóng quét qua bốn phía, nói. Không có gì dị thường a. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nhìn xem tòa chủ tế đài ở trung ương kia xem thử. Thần thức Duẫn Ngôn phi tốc bắn ra xa xa, đột nhiên sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Ngươi cũng không trông thấy rồi sao? Ngươi Bắc Minh thế gia. Còn có những võ giả khác, toàn bộ đều không thấy nữa sao? Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, nói. Không thấy không phải bọn hắn, hẳn là chúng ta. T.
tế đàn này cùng trước kia ta quan sát đang nổi lên biến hóa giống nhau, hoặc là nói cấm chế nào đó bị mở ra, cho nên cách ly thành hai thế giới. Bạch Tử Phong có lẽ bị trúng chiêu vào lúc đó, cho nên biến thành bộ dáng như hiện giờ. Gương mặt Duẫn Ngôn thoáng cái phát xanh, khó coi đến cực điểm. Nói như vậy chúng ta cũng trúng chiêu rồi sao? Lý Vân Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, lạnh nhạt nói. Tạm thời còn không có, nếu như đánh không lại Tử Phong huynh, đoán chừng phải trúng chiêu rồi. Hai người đều thoáng cái cảnh giác vạn phần, nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Phong. Biến hóa trên người Bạch Tử Phong càng lúc càng lớn, gương mặt cũng lột xuống, trên người không có một khối da thịt hoàn hảo, toàn thân đều hư thối. A! À, Bạch Tử Phong hé miệng, thở ra một hơi, giống như mục nát ngủ say vô số năm vậy, toàn bộ không khí đều trực tiếp trở nên ê ẩm. Hai người Lý Vân Tiêu thiếu chút nữa đã ọe ra, trong cơ thể đều tuôn ra đế khí, ngăn cách lấy không khí ngoại giới. Duẫn Ngôn kéo lấy khuôn mặt, nói. Sao thoáng cái đã biến thành như vậy, trước kia thần trí và tất cả của hắn vẫn rất bình thường mà. Ánh mắt Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ chán ghét, nói. Ngươi hỏi hắn một chút, tuy rằng bộ dáng thay đổi, nhưng thần trí chưa hẳn đã đổi. Bạch Tử Phong sau khi thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, hai con mắt hoàn toàn lộ ra ngoài, giống như dính lên trên mặt vậy, vòng vo vài cái, hé miệng, một đạo thanh âm trầm thấp mục nát truyền ra. Sinh cơ. Ta muốn sinh cơ, các ngươi cho ta. Duẫn Ngôn cảnh giác nói. Ngươi bây giờ là Bạch Tử Phong, hay là người khác? Bạch Tử Phong chậm rãi di động thân thể, đi tới hai người nói. Bạch Tử Phong, ta đương nhiên là Bạch Tử Phong, vì cái gì? Vì cái gì ta thiên phú cao như vậy? Người đẹp trai như vậy, trở nên mục nát lại chính là ta, mà không phải các ngươi. Vì cái gì? Lý Vân Tiêu và Duẫn Ngôn nhìn nhau một cái, đều sơ tóc. Sửa sang lại trường bào một chút, ưỡn bộ ngực lên, cái cằm có chút ngửa lên. Trả sinh cơ lại cho ta. Một tiếng giống to truyền ra từ miệng Bạch Tử Phong, toàn bộ gương mặt càng trở nên đáng sợ. Phanh! Thân thể Bạch Tử Phong nhoáng một cái, không khí bị trực tiếp áp bách, cả người hắn dùng tốc độ cực nhanh bắn ra ngoài, đánh ra một quyền. Quyền tốc nhanh đến trực tiếp ma ra hỏa hoa, oanh thoáng một phát đánh tới chỗ Duẫn Ngôn. Hai người đã sớm có phòng bị. Duẫn Ngôn lập tức liền độn đỉ, trên nắm tay kình phong xoay chuyển, ngọn lửa văng khắp nơi, đánh tan tàn ảnh. Con người dính trên mặt Bạch Tử Phong đảo một vòng, nhìn lại Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn mặt hắn chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, không gian bốn phía lắc lư thoáng một phát, cả người trực tiếp thuấn di đi, sau một khắc đã rơi vào trên một cây ngọc thạch trên tế đàn. A, à, Bạch Tử Phong lại nhổ ra thi khí, thân thể cũng lóe lên, đánh tới Duẫn Ngôn cách đó không xa. Tốc độ lúc này tựa hồ càng hơn lúc trước. Duẫn Ngôn kinh hãi, trên trán đều là mồ hôi lạnh đầm đìa, trong tay lóe lên kim quang, tóe lên một mảnh ánh đao. Phanh! Lưỡi đao kia trực tiếp chém lên quyền phong Bạch Tử Phong, một mảnh hào quang chấn khai, bảo đao kia bị một cổ thi khí màu xanh lá ngăn cản, không cách nào suy giảm tới thân thể. Đồng tử Duẫn Ngôn và Lý Vân Tiêu đều đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào tầng thi khí màu xanh lá kia. A! À. Bạch Tử Phong hét lớn một tiếng, lực đạo trong tay lập tức tăng cường, toàn bộ thi khí màu xanh lá thoáng cái bành trướng, rốt cục phanh một tiếng nổ bung. Duẫn Ngôn biến sắc, quát. Lưu Vân chiếu không. Chiếu không đao màu vàng trong tay run lên, lập tức một mảnh đao hoa bồng lên, hóa thành bóng dáng đầy trời. Trên thân đao càng bay ra vô số phù văn, tất cả đao ảnh thoáng cái cứng lại, kết thành một mặt đao chỉ bích vô hình, ngăn cách thi khí màu xanh lá kia lại. Đồng thời sụp đổ xuống. Đao bích trong suốt khẽ đảo, lập tức phân liệt thành vô số đao ảnh, thiên thiên vạn vạn chém tới. Rầm 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 phanh. Những đao ảnh kia lăng lệ ác liệt dị thường, xé mở thi khí trên người Bạch Tử Phong, trực tiếp chém lên thân thể hắn. A! À, Bạch Tử Phong bị đao khí áp chế không cách nào hoàn thủ, thân thể bị cắt đứt từng chút, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trong miệng càng phát ra tiếng rên rỉ nặng nề. Một hồi đao vũ qua đi, mục nát chi thân đã thiên sang bách khổng, nhưng Bạch Tử Phong cũng không chết đi, mà trong mắt lại vòng vo, nhìn về phía Duẫn Ngôn. Dưới ánh mắt kinh khủng kia, Duẫn Ngôn lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác mát từ sướng sống lưng phun lên ót, cả người liền rét run không hiểu. Oanh! Đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đoàn hỏa diễm trực tiếp nổ bung trên đỉnh đầu hắn. A! À, thân hình Duẫn Ngôn lóe lên, toàn bộ tóc đều bị đốt rối bời.
chật vật không chịu nổi nhảy ra từ trong lửa. Ngươi làm cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn hằm hằm lên không. Chỗ hỏa diễm nổ bung, không gian thoáng cái đẩy ra, thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra, hắn giơ giơ tay lên, vài điểm hào quang bay vụt xuống. Đồng tử Duẫn Ngôn hơi co lại, thấy rõ trong hào quang kia tựa hồ có gì đó, năm ngón tay lăng không chộp tới, trực tiếp nhiếp lấy mấy đạo quang mang trên không trung, cẩn thận ngóng nhìn qua. Chỉ thấy mấy thứ như hạt trường mễ bị lửa thiêu một mảnh cháy đen, tuy rằng như thế, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình thái. Duẫn Ngôn chấn động toàn thân, kinh hãi nói. Hủ thi trùng. Lý Vân Tiêu nói. Không phải hủ thi trùng bình thường, nếu không tuyệt đối không thể không chút tiếng động lặn xuống trên người của ngươi được. Duẫn Ngôn nhìn không được giật mình, một hồi sợ hãi, ngượng ngùng nói. Tạ, đa tạ, vạn phần cảm tạ. Hắn nhìn Bạch Tử Phong, thật sự không thể tưởng tượng cảm thụ khi mình biến thành bộ dạng kia. Trong nội tâm cảm thấy cực kỳ cảm kích Lý Vân Tiêu. Hủ thi trùng biến dị này có lẽ chính là hung thủ giết người, chỉ có điều những người kia trước khi chết đi đâu rồi, có phải cũng giống như Bạch Tử Phong biến thành bộ dáng này không? Hắn vừa nói xong, không gian phía trên Bạch Tử Phong thoáng cái vặn vẹo, lăng không nhiều ra hơn 10 đạo thân ảnh, tất cả đều là thân hình hư thối, tản mát ra thi khí rất mạnh. Duẫn Ngôn liền ngậm miệng lại, hận không thể tát cho mình mấy cái. Những thân hình hư thối kia tuy rằng nhìn qua rách nát không chịu nổi, nhưng thi khí trên người so với Bạch Tử Phong còn muốn nghiêm trọng, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng trước kia đâu nữa. Làm sao bây giờ? Hắn kinh hãi, phi tốc lao lên, song song đứng bên người Lý Vân Tiêu, nâng đao cảnh giác. Thực lực của những người này tựa hồ cũng không dưới Bạch Tử Phong đâu. Lý Vân Tiêu nói. Không có việc gì, giao cho ta đi. Ân, nói cái gì? Duẫn Ngôn sửng sốt một chút, cho là mình quá căng thẳng, không có nghe rõ. Lý Vân Tiêu lại lặp lại một lần, nói. Không có việc gì, đều giao cho ta đi, ngươi lui ra phía sau. Duẫn Ngôn lúc này mới chấn động, có chút ngốc trệ nói. Ngươi muốn một người đối phó những hủ thi này sao? Lý Vân Tiêu nói. Những vật này sợ lửa, mà ta vừa vặn tu luyện một chiêu hỏa hệ thần thông tương đối đắc ý, cứ thử xem sao a. Duẫn Ngôn do dự một chút, nhân tiện nói. Tốt, không cần thiết miễn cưỡng, ta lược trận cho ngươi. Hắn thối lui 10 trượng, trên bảo đao trong tay lóng lánh hào quang, không dám có chút buông lỏng. Vết đao trên người Bạch Tử Phong dần dần khép lại, tựa hồ là bất tử chi thân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng liền phóng tới hai người. Những hủ thi trống rỗng xuất hiện sau lưng cũng thoáng cái bạo phát ra, các loại thanh âm khủng bố từ trong mồm phát ra, hóa thành hơn 10 đạo độn quang hiện trên trời cao. Trong lòng Duẫn Ngôn đột nhiên trầm xuống, một cổ cảm giác xấu xông lên đầu, bảo đao trong tay không khỏi niết hơn một chút. Nhãn quang Lý Vân Tiêu ngưng lại, nguyên nhân sát nhân đã tìm được, hắn cũng không rảnh kéo dài thời gian với đám không phải người không phải quỷ này. Hơn nữa hắn hiện giờ cảm thấy hết sức tò mò đối với cái không gian này, muốn nghiên cứu xem làm sao để đi ra ngoài. Hắn duỗi ra hai tay, mở bàn tay ra. Trong tay trái có gió nhẹ xoáy lên, trên tay phải lại thoát ra ngọn lửa, bùng nổ, thoáng cái đã vọt lên đến mấy trượng, như hung thú dương nanh múa vuốt vậy, cơ hồ như muốn hóa hình ra. Duẫn Ngôn trong lòng hơi kinh, nhưng rất nhanh liền đại hỉ không thôi, hắn có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố trên ngọn lửa kia, Lý Vân Tiêu càng mạnh, tỷ lệ sinh tồn của bọn hắn càng lớn. Phanh! Lý Vân Tiêu tay phải một chảo, hỏa diễm lập tức tản ra, chắp tay trước ngực, lập tức oanh một tiếng, một cái phong hỏa luân vô cùng cự đại hừng hực xoay tròn trước người. Toàn bộ bầu trời đều tựa hồ như đặt mình dưới phong hỏa chi lực này vậy. A, à, cái này! Duẫn Ngôn lắp bắp kinh hãi. Hai loại nguyên tố chi lực dung hợp, thoáng cái uy áp tăng lên mấy lần, khiến hắn cũng bị áp bách cho liên tiếp lui về sau. Những hủ thi kia cũng bị lực lượng cuốn tới khiến thân thể trì trệ, trong mắt dính trên mặt Bạch Tử Phong lần đầu tiên lộ ra kinh hãi. Ồ, các ngươi cũng sẽ biết sợ. Biểu lộ của Bạch Tử Phong lập tức bị Lý Vân Tiêu bắt được, cảm thấy thập phần thú vị, nói. Nếu đã biết sợ, vậy khẳng định cũng sẽ biết chết rồi. Đi. Hai tay của hắn mở ra, phong hỏa luân cực lớn lập tức lăn tới, nghiền áp tất cả. A à, những hủ thi kia dưới sự nổi giận, toàn thân thối nát khiến người cảm thấy buồn nôn, vừa thấy đại phong hỏa luân kia lăn tới, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ.
nhưng không một người đào tẩu. Bạch Tử Phong dẫn đầu giống to, hai đấm đánh tới phía trước, đánh ra vô số quyền ảnh. Hủ Thi còn lại cũng cùng thi triển thần thông, thoáng cái lục quang đầy trời, đánh tới Đại Phong Hỏa Luân. Ầm ầm, Phong Hỏa Luân thoáng cái nổ bung, ngọn lửa và cương phong lực lập đánh tới tám hướng, nuốt lấy tất cả Hủ Thi vào trong. Dưới liệt hỏa hừng hực, mơ hồ có thể thấy được Phượng Hoàng hư ảnh ngủ đông, toàn bộ nhiệt độ trên bầu trời đều tăng lên đến một trình độ khiến người phải sợ hãi. Duẫn Ngôn hoảng sợ há to mồm, nguyên tố chi lực đầy trời kia khiến hắn cảm nhận được cảm giác sợ hãi thật sâu, trong lòng không khỏi âm thầm đánh giá, đổi lại là mình có thể tiếp được một chiêu này không đây. Đáp án khiến hắn không rét mà run, dưới nhiệt độ cực cao này thiêu đốt, ngược lại cảm thấy rét lạnh, ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu cũng từ cảm kích biến thành kiêng kỵ thật sâu. Những hủ thi kia dưới hỏa diễm không ngừng phát ra kêu rên hoảng sợ, nhưng thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất dần yên lặng lại. Toàn bộ sau khi bị đốt thành tro, bị cương phong thổi đi cực xa, toàn bộ trời cao thoáng cái trở nên yên lặng lại. Vân Thiếu thực lực kinh thiên, tại hạ có mắt không tròng, lúc trước có lãnh đạm, còn mong tha thứ cho. Duẫn Ngôn thoáng cái trở nên cung kính, tiến lên nhận lỗi nói. Hôm nay may mắn có Vân Thiếu, nếu không tại hạ tất nhiên đã chết nơi đây, ân cứu mạng không hề dám quên. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Khách khí, đã kết minh rồi. Vậy người ta tự nhiên là trên cùng chiến tuyến rồi. Duẫn Ngôn đỏ mặt lên, hơi có vẻ xấu hổ. Vân Thiếu thực lực hơn ta gấp 10 lần, chuyện kết minh không dám nhắc lại, nhưng có gì cần đến tại hạ, dù sông pha khói lửa cũng không chối từ. Hắn nói ngược lại là lời thật tâm, những hủ thi trước trừ phi có 10 hắn mới có nắm chắc chiến thắng, lại không nghĩ bị đối phương một chiêu tiêu diệt, nói thực lực đối phương gấp 10 lần hắn, sau khi suy nghĩ cẩn thận vẫn thấy còn đánh giá thấp đối phương. Duẫn Ngôn trong nội tâm không khỏi giật, trên người đối phương đích thật là nguyên lực chấn động võ đế thất tinh, mặc dù vừa rồi ra tay cũng không xảy ra biến hóa, cùng một trình độ, sao lại kém nhau lớn như thế chứ? Hơn nữa hắn cũng không phải võ đế thất tinh bình thường, không chỉ tấn cấp hơn 10 năm rồi, trong tay cũng có mấy tấm át chủ bài. Vốn cho rằng trong cùng giai, có thể thắng được mình cũng không mấy người, cho dù không địch lại, muốn toàn thân trở ra vẫn là chuyện rất nhẹ nhàng. Nhưng một chiêu Đại Phong Hỏa Luân vừa rồi hiển hiện trong đầu, lập tức đã hiểu rõ cách nghĩ trước kia của mình thật quá ngây thơ. Lý Vân Tiêu tựa hồ không nghe hắn nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thần thức quét qua bốn phía, trầm giọng nói. Phiến tế đàn này quả thật có người âm thầm điều khiển, chúng ta đã trở về rồi. Duẫn Ngôn sững sờ, vội vàng nhìn lại mọi nơi, người Bắc Minh thế gia trên chủ tế đàn toàn bộ đều ở đó, nhưng lại nhiều ra không ít võ giả vào sau. Hắn vừa mừng vừa sợ, nói. Ý Vân Thiếu là trong tế đàn có giấu người sao? Lý Vân Tiêu nói. Chưa chắc là người, có lẽ là những vật khác, nhưng nhất định sẽ lộ ra khuôn mặt thật. Đúng rồi, trước ngươi nói Đoan Mộc thế gia cũng có người đến, có biết là ai không? Duẫn Ngôn vội hỏi. Nghe nói là thân muội muội của Đoan Mộc Hữu Ngọc Đại Nhân, Đoan Mộc Thương. Là nàng sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày. Trong đầu hiện ra một gương mặt lạnh như băng mà đoan trang. Duẫn Ngôn sững sờ nói. Vân Thiếu quen sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Đi chủ tế đài A, vật kia công kích chúng ta thất bại, chắc có lẽ sẽ không chọn chúng ta làm mục tiêu nữa đâu. Hai người thoáng cái hóa thành độn thuật, bay vào trên chủ tế đài. Giờ phút này ngoại trừ người Bắc Minh thế gia ra, còn nhiều ra không ít võ giả, tất cả mọi người đều giải rác trên đó. Toàn bộ chủ tế đài thật lớn, nhân số nhiều ra gấp đôi, nhưng vẫn lộ ra rất trống trải. Lý Vân Tiêu và Duẫn Ngôn trực tiếp chọn một cây cột cao nhất, đứng lên, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Là tiểu tử kia, một góc hẻo lành trên tế đàn, trong đám người Bắc Minh thế gia, tên nam tử trước kia ngang ngược càn rỡ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nhận ra Lý Vân Tiêu. Bổn tọa đi cho hắn chút giáo huấn. Mà thôi. Nguyên Hải Đại Nhân không phải vừa nói không nên gây chuyện sao? Một người khác nói. Ngươi xem đồng bạn bên cạnh hắn đã thay người rồi, tên võ đế sơ giai vừa rồi hẳn là đã. Tên nam tử hung hăng càn quấy kia sắc mặt trầm xuống, khẽ nói. Phương sứ, bổn tọa làm việc, há cần ngươi tới quản. Hắn nhìn trộm nhìn một chút Bắc Minh Nguyên Hải đang khép hờ hai mắt, thấy hắn cũng không phản đối, liền âm lãnh cười. Liền hai tay ôm ngực đi tới chỗ cây cột Lý Vân Tiêu ngồi. Phương sứ sắc mặt biến hóa,
nhưng thấy Bắc Minh Nguyên Hải cũng không lên tiếng, tự nhiên không tiện nói thêm gì. Đột nhiên Bắc Minh Nguyên Hải dương đôi mắt, quát. Tiêu Hạo, trở về. Nam tử hung hăng càn quấy kia sững sờ, bước chân vừa bước ra đứng trên không trung. Bắc Minh Nguyên Hải nói. Có khách quý đến, không nên ồn ào gây chuyện. Hắn ngẩng đầu, nhìn vào không trung hư vô, chậm rãi nói ra. Người đến là Đoan Mộc Thương đại nhân sao? Rất nhiều võ giả trên tế đàn giật mình, nhao nhao phục hồi tinh thần lại trong tu luyện, nhìn lên bầu trời. Không trung chậm rãi chấn động ra, lập tức hiện ra ba đạo thân ảnh, đúng nữ tử cung trang và hai lão giả trước kia. Nữ tử cung trang lụa mỏng che mặt, đôi mắt lộ ra có chút lạnh như băng, toàn thân lộ ra một cổ khí chất đặc biệt, tựa hồ khiến người không cách nào nhìn thấu. Nàng một bước bước ra khỏi hư không, nói. Nguyên Hải đại nhân, đợi lâu. Hai gã lão giả sau lưng cũng nhắm mắt theo đuôi, đi theo đằng sau nàng. Bắc Minh Nguyên Hải cười nói. Có thể nghênh thương đại nhân giá lâm, đợi lâu hơn cũng đáng. Không biết hai vị bằng hữu này là người phương nào, ta thấy bộ dáng đều là khí vũ phi phàm, mong rằng đại nhân giới thiệu một chút. Lý Vân Tiêu nhìn qua, nữ tử cung trang kia tuy rằng che mặt, nhưng hắn liếc mắt đã nhận ra là Đoan Mộc Thương. Mà trong hai gã khác lão giả khác vị lão giả áo bào trắng tóc bạc mặt hồng hào, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất kia hắn vậy mà cũng nhận ra, chính là một đời đại sư trận pháp. Về phần tên còn thì không nhận ra, mặt đầy nếp nhăn, thần thái lại bướng bỉnh, phảng phất như không để người thiên hạ vào mắt, bộ dáng duy ngã độc tôn. Tất cả võ giả trên tế đàn đều hội tụ ánh mắt đến trên người Đoan Mộc Thương, muốn đánh giá nữ tử hiếm thấy trong truyền thuyết này. Tế đàn còn lại cũng thỉnh thoảng có người bay tới, cả khu vực đại bộ phận mọi người trên cơ bản đều đã tụ tới. Đoan Mộc Thương chỉ vào lão giả áo bào trắng nói. Vị đại nhân này chính là một đời nhân tài trận đạo, Thái Thúc Tà Đình danh chấn thiên hạ. Cái gì, dĩ nhiên là hắn. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, chuyển rời ánh mắt khỏi người Đoan Mộc Thương, đánh giá đến lão giả áo bào trắng kia. Thái Thúc Tà Đình một bộ ôn hòa khiêm cung, vừa nhìn đã khiến người hảo cảm, tăng thêm thân phận của hắn, lập tức khiến người bắt đầu nghiêm nghị kính nể. Bắc Minh Nguyên Hải vừa mừng vừa sợ, vội hỏi. Thì ra là Tà Đình đại nhân. Kính đã lâu. Hắn kinh hãi là Đoan Mộc Thương có chuẩn bị mà đến, ngay cả trận đạo đại sư cũng thỉnh rời núi, mừng chính là nhiều một phần lực lượng, càng thêm nắm chắc thành công hơn. Thái Thúc Tà Đình nói. Nguyên Hải đại nhân khách khí rồi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh rất nhỏ vang lên, tuy rằng âm thanh như mảnh muỗi, nhưng ở chàng có ai không phải là cao thủ, tất cả đều nghe được rõ ràng. Đúng là lão già lôi thôi lúc trước. Thần sắc kiệt ngao bất tuần kia tựa hồ đối với chuyện Đoan Mộc Thương giới thiệu Thái Thúc Tà Đình trước cảm thấy hết sức bất mãn. Đoan Mộc Thương mỉm cười, nói. Vị này chính là cao thủ của Mục gia lánh đời, Đại Khôi Lỗi Sư, Mục Trinh. Lão giả kia có chút ngửa đầu, trong mắt chớp động tinh mang, một bộ ngạo nghễ trên mọi người. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, hai hàng lông mày nhíu lại, không thể tưởng được dĩ nhiên lại là người Mục gia. Tâm niệm hắn không khỏi thay đổi thật nhanh. Suy đoán thâm ý Đoan Mộc Thương thỉnh người Mục gia đến. Nhưng mặc kệ ý Đoan Mộc Thương thế nào, người Mục gia chi nhân giờ lại xuất hiện đi lại trên đại lục, tựa hồ không chịu cô đơn rồi. Đại Khôi Lỗi Sư, Khôi Lỗi Sư cũng có phân gia lớn nhỏ sao? Thì ra là lánh đời chi gia, khó trách chưa từng nghe qua. Thì ra là lánh đời chi gia, khó trách thần thái kia cũng không giống với thường nhân, lánh đời lâu rồi biến thành ngu ngốc luôn sao? Khôi Lỗi chẳng qua chỉ là phụ khí, rõ ràng lấy ra chủ tu, tông môn như vậy sẽ có tiền đồ sao? Khó trách lại lánh đời. Mọi người nổi lên các loại bình luận khinh thường, khiến gương mặt vốn đen nhánh của Mục Trinh cơ hồ trở giống như than đen vậy, trong hai tròng mắt phun ra lửa. Tất cả im miệng cho ta. Mục Trinh nổi giận gầm lên một tiếng, khí chàng cường đại đẩy ra trên tế đàn. Tất cả mọi người lúc này mới biến sắc, thoáng cái toàn bộ an tĩnh lại. Không nói đến khôi lỗi thuật người này như thế nào, chỉ riêng nguyên khí chi lực này cũng đủ để chấn nhiếp bọn đạo trích rồi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bình thường, hắn đối với Mục gia xem như khá hiểu rõ, biết rõ thực lực môn phái này kỳ thật phi thường khủng bố, hoàn toàn không dưới bảy đại siêu cấp thế lực. Bắc Minh Nguyên Hải tự nhiên cũng biết tên tuổi Mục gia, càng có chút kinh nghi bất định, không biết Đoan Mộc Thương tại sao lại mời người Mục gia đến. Nhưng tất cả nghi vấn đều dằn xuống đáy lòng, trên mặt hắn tươi cười. Lộ ra vẻ mừng rỡ, vội hỏi.
thì ra là đại khôi lỗi sư của Mục gia. Mục gia tuy rằng không tranh quyền thế, lánh đời tiên sơn, nhưng uy danh không giảm, khiến cho người ngưỡng mộ. Mục Trinh nghe được lời ấy, sắc mặt mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp, gật đầu nói. Ân, người coi như là người biết chuyện. Bắc Minh Nguyên Hải khẽ giật mình, nói. Người biết chuyện, có ý gì? Mục Trinh nói. Biết rõ uy danh và lợi hại của Mục gia ta. Bắc Minh Nguyên Hải vẻ mặt hắc tuyến, thầm nghĩ người này là bệnh tâm thần a. Khách sáo vài câu hắn rõ ràng tưởng thật, nếu không phải hiện giờ tình thế phức tạp, dám trang bức trước mặt Bắc Minh thế gia ta, đã sớm một cái tát tát bay ngươi ra ngoài rồi. Đoan Mộc Thương cũng có chút cười khổ lắc đầu, tựa hồ nàng cũng không nghĩ tới người Mục gia lại cuồng ngốc như thế, nói sang chuyện khác. Nguyên Hải đại nhân có phát hiện dị thường nơi này không? Bắc Minh Nguyên Hải lúc này mới nghiêm mặt nói. Tạm thời chưa có, theo ta tiến vào đến bây giờ. Tổng cộng có 9 người vẫn lạc, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì. Tăng thêm nhân số trước kia, sợ rằng đã có vài chục người rồi. Đoan Mộc Thương nói, nơi đây quả thật không đơn giản, Tà Đình đại nhân, người có nhìn ra manh mối gì không? Thái thúc Tà Đình chậm rãi nói ra, vừa rồi ở trên không quan sát những tế đàn này, tựa hồ là xếp đặt dựa theo tinh đồ, nhưng lại không là một bộ tinh đồ nguyên vẹn. Tinh đồ. Bắc Minh Nguyên Hải khẽ giật mình, lập tức nói. Ý của Tà Đình đại nhân là tế đàn nơi này bị tàn phá sao? Nhưng ta đã xem qua cả rồi, cũng không có phát hiện dấu hiệu hư hỏng a. Thái thúc Tà Đình nói. Đây cũng chính là chỗ ta khó hiểu. Dùng năng lực của người bố trí phiến tinh đồ này mà xem, tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm như vậy mới đúng. Hắn giang hai tay ra, một khối thạch đầu ngăm đen xuất hiện nơi lòng bàn tay. Một đạo quyết ấn kim sắc đánh vào trong đó. Hòn đá kia lúc này dâng lên một mảnh hoa quang, trực tiếp bắn lên vòng trời, hiện ra ánh huỳnh quang điểm một chút, thoáng cái diễn biến thành chu thiên tinh đấu đồ. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, phảng phất như đưa thân vào trong đêm tối. Thái thúc Tà Đình dùng tay chỉ tới một phương vị, nói. Nơi này là ba tiểu tinh vực nghiêu, nữ, hư trong huyền vũ đại tinh vực, hơn nữa không được đầy đủ. Chỗ hắn chỉ. Thoáng cái trở nên sáng lên, buộc vòng quanh hư ảnh ba khu vực nghiêu, nữ, hư, như nghiêu, như bức, như thử, hình thái rất thật. Chỗ giáp giới ba tinh vực trên trăm ngôi sao thoáng cái sáng lên, vừa vặn đối ứng với bố cục tế đàn, khiến mọi người vừa xem đã hiểu ngay. Thì ra là thế. Không ít người phát ra thanh âm sợ hãi thán phục, nhìn qua tinh không mênh mông kia, có loại cảm giác thần bí khó lường, không khỏi bắt đầu thấy kính nể đối với trận pháp sư. Thái thúc Tà Đình nói, tuy rằng tinh đồ tế đàn này hỗn loạn, nhưng cũng không ảnh hưởng nó mượn tinh lực, chỉ là uy lực đại nhược mà thôi. Lão Phu suy đoán, có lẽ bổn ý bố trí nơi đây vốn chỉ cần một chút tinh lực thôi, nhiều hơn ngược lại có hại, cho nên mới bố trí xuống loại tinh cục này. Đoan Mộc Thương đôi mắt đẹp lóe lên, nói, Tà Đình đại nhân phân tích cực kỳ có lý, theo tình huống trước mắt mà xem, hẳn là như vậy không thể nghi ngờ. Cũng không biết những tế đàn này chứa thứ gì. Mục Trinh nói, bốn phía nơi này đều là vĩnh minh bích, loại cấu tạo này hẳn là dùng để tồn trữ sinh cơ và lực lượng, trong những tế đàn này sợ rằng có thứ cực kỳ lợi hại. Quả nhiên là vĩnh minh bích sao? Lão Phu ban đầu còn không dám xác nhận, Mục Trinh đại nhân vừa nói như vậy, vậy liền xác nhận không thể nghi ngờ. Thái thúc Tà Đình lộ ra vẻ sợ hãi thán phục, đối với bố trí này sinh kinh ý. Mục Trinh đắc ý nói, trong thiên hạ, cách luyện chế vĩnh minh bích sợ rằng chỉ có Mục gia ta biết rõ, cho nên lão phu liếc mắt có thể nhìn ra, hơn nữa những mặt vách này là thượng đẳng nhất, xác suất thành công cực thấp. Thái thúc Tà Đình thần sắc khẽ động, nói, Mục gia thậm chí có cách luyện chế vĩnh minh bích, lão phu nguyện dùng trọng bảo trao đổi, không biết. Mục Trinh vuốt vuốt chòm râu, cười nói, việc này ta cũng không làm chủ được. Nhưng ta sẽ truyền cáo ý của Tà Đình đại nhân trở về. Thái thúc Tà Đình ôm quyền nói. Như thế làm phiền rồi, lão phu mặc dù không phú khả địch quốc giống những thuật luyện sư kia, nhưng trong tay vẫn có chút trọng bảo, nhất định sẽ không để cho quý phái thất vọng. Hắc hắc, dễ nói dễ nói. Mục Trinh vẻ mặt vẻ đắc ý. Bắc Minh Nguyên Hải thấy bọn hắn kéo xa, vội hỏi. Vừa rồi hai vị đại nhân nói trong tế đàn này có vật còn sống lợi hại. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Mục Trinh nói. Đơn giản, tùy tiện đánh bay một tòa tế đàn ra xem thử, không phải sẽ hiểu sao? Không thể.
Đoan Mộc Thương đầu tiên phản đối nói. Phiến khu vực này thập phần trọng yếu, không thể mạo muội hủy đi, đợi sau khi cơ duyên hàng lâm nếu không còn manh mối, chúng ta lại cân nhắc sau. Thái Thúc Tà Đình nói. Nguyên Hải đại nhân, các ngươi phát hiện phiến tế đàn này cũng đã một thời gian rồi, chẳng lẽ không thử qua phá hủy một cái xem thử sao? Bắc Minh Nguyên Hải thở dài, nói. Ai, kỳ thật trước kia quả thật có thuộc hạ đã làm, chỉ có điều những người kia tất cả đều mất tích, tình huống cụ thể cũng không người nào biết. Tất cả mọi người biến sắc, chỉ cảm thấy có loại cảm giác lạnh lẽo. Bắc Minh Nguyên Hải nói. Thương đại nhân, còn có 7 canh giờ nữa là giờ Tí, thực sẽ có biến xuất hiện sao? Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoài nghi. Võ giả còn lại cũng không quá tin tưởng, Tú Tuấn ngôn thuật xem bói của Đoan Mộc Thế gia tên tuổi thật lớn, nhưng cũng không có mấy người chính thức được chứng kiến. Ân, có lẽ không sai được. Giờ Tí đúng là lúc tinh không chi lực mạnh nhất, kết hợp với bố trí của phiến tế đàn này mà xem, có thể xác nhận không sai rồi. Đoan Mộc Thương nói. Ta tới bốn phía xem một chút, có lẽ còn có điều gì đó bí ẩn. Bắc Minh Nguyên Hải nói. Cũng tốt, bất quá thương đại nhân phải cẩn thận. Đoan Mộc Thương gật đầu, liền hóa thành một đạo quang mang bay đi xa xa. Thái Thúc Tà Đình lại lăng không bay lên, tiếp tục từ trên cao quan sát, hy vọng có thể nghiên cứu ra chút gì đó. Mục Trinh khẽ hừ nhẹ thoáng một phát, xoay chuyển ánh mắt, phi thân đến trên một cây ngọc trụ cực lớn, ngồi xếp bằng mà xuống, vừa lúc ở đối diện cây cột của Lý Vân Tiêu. Giờ phút này lục tục có không ít võ giả từ bên ngoài bay đến, bắt đầu trở nên có chút ầm ĩ. Thần thức Lý Vân Tiêu thủy chung bao trùm cả khu vực, không phát hiện ra dị trạng nào nữa, cũng không thấy có người biến mất. Tựa hồ sau trận chiến lúc trước, cả cái khu vực liền trở nên bình thường lại rồi. Tiểu tử, người tên là gì? Đột nhiên một tiếng trầm giọng truyền đến. Lý Vân Tiêu xoay người sang chỗ khác, Mục Trinh trên ngọc trụ đối diện N mở mắt ra, đang cổ quái theo dõi hắn, trong mắt hiện lên dị sắc. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Người ở nông thôn mà thôi, danh hào cũng không cần nói. Hừ, người rất đặc biệt. Mục Trinh hừ lạnh nói. Rất nhiều người muốn nhập mắt lão phu còn xem thường bọn hắn, nhưng lão phu xem trọng ngươi. Lý Vân Tiêu cảm nhận được bốn phía có ánh mắt nhìn tới, có loại cảm giác dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng biết người Mục gia tự cho mình cực cao, có thể khiến bọn hắn để mắt thật không đơn giản, lập tức tò mò. Thụ sủng nhược kinh, tại có tài đức gì, có thể khiến đại nhân để mắt chứ? Dị sắc trong mắt Mục Trinh càng mạnh thêm, trên đồng tử phủ một tầng cho mông chi sắc. Lão phu tu luyện một loại thần thông, gọi là diệu pháp linh mục, có thể thoáng nhìn trộm thực lực mạnh yếu một người, mà phán đoán của ta dành cho người chính là, rất mạnh. Duẫn Ngôn lập tức cả kinh, cách nhìn đối với Mục Trinh tựa hồ đã thay đổi, lão đầu không coi ai ra gì này, nhãn lực quả thật lợi hại. Lý Vân Tiêu cũng lắp bắp kinh hãi, nói. Đại nhân làm sao nhìn ra được? Hắn đối với thực lực Mục gia đã sớm không dám khinh thường rồi. Mục Trinh mỉm cười, sau đó cho mông chi sắc trong mắt tán đi, bắn ra chút tinh mang. Cân nhắc thực lực mạnh yếu một người, không ở ngoài tu vị, thần thức, thân thể, huyền khí, thần thông năm dạng, dưới diệu pháp linh mục của ta, sẽ bày ra ngũ quang chi sắc. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, nếu thật có linh mục chi thuật có thể nhìn trộm năm dạng kia của một người, đó là nghịch thiên bực nào chứ, chẳng lẽ không phải mình ở trước mặt đối phương thoáng cái đã bị thấy hết sạch sao? Ánh mắt Mục Trinh ngưng lại, tinh mang nội liếm, tựa hồ có chút trầm ngâm, nói. Trong đó ba đạo quang mang hiện ra màu vàng, theo thứ tự là tu vị, thân thể, thần thức, ba thứ đều đạt tới cấp độ võ đế cao giai, đây đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi rồi. Càng khiến lão phu giật mình chính là, huyền khí và thần thông chi quang của ngươi, dĩ nhiên là tử khí trùng thiên chi quang lão phu chưa bao giờ thấy qua. Đây là có chuyện gì? Đồng tử Mục Trinh co rụt lại, hai con ngươi như điện bắn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu toàn thân khẽ giật mình, hai mắt Mục Trinh như độc xà theo dõi hắn, lăng lệ ác liệt dị thường. Không chỉ có như thế, bốn phía đều quăng đến vẻ kinh ngạc, nhưng phần lớn là hoài nghi, hơn nữa còn có khinh thường và xem náo nhiệt. Trong lòng Lý Vân Tiêu lại nhấc lên sóng to gió lớn, trên đời lại có đồng thuật thần kỳ như thế, vậy chẳng phải còn lợi hại hơn cả chân thực chi nhãn của hải hoàng nhất tộc rồi sao? Hắn kiềm chế kinh hãi trong lòng, cười lớn vài tiếng, nói. Mục Trinh đại nhân khen chật rồi,
huyền khí và thần thông, tại hạ quả thật có chút thủ đoạn, nhưng cũng không khoa trương như đại nhân nói đâu. Sắc mặt Mục Trinh có chút hoài nghi, cặp mắt kia lần nữa hóa thành cho mông chi sắc, trong ánh mắt đục ngầu, chiếu rọi ra ngũ quang. Hắn giọng nói, ba kim hai tử, tuyệt sẽ không sai, tử khí trùng tiêu chính là dị tượng cao nhất mà diệu pháp linh mục của ta có thể nhìn thấy, từ sau khi linh mục thành công, chưa bao giờ thấy qua. Tiểu tử, lão phu đối với huyền khí và thần thông của ngươi cảm thấy rất hứng thú đấy. Cho mông chi sắc trong mắt của hắn thoáng cái tản ra, khôi phục thanh minh. Bóng người đột nhiên lóe lên, liền biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện trên ngọc thạch cực lớn mà Lý Vân Tiêu đứng, tuy rằng đứng ba người nhưng nó vẫn lộ ra rất rộng rãi. Duẫn Ngôn cả kinh, cảnh giác quát. Ngươi làm gì hả? Mục Trinh khinh miệt nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Tu vị, huyền khí, thần thông tam quang là kim, thân thể là hạt, thần thức là lục, tuy rằng chỉnh thể cũng không tệ lắm, nhưng ở trong mắt lão phu cũng chỉ là cặn bã. Toàn thân Duẫn Ngôn chấn động, lúc Mục Trinh nói chuyện, liền có một cổ khí tức mênh mông khó có thể địch nổi vọt tới, trực tiếp chấn áp hắn không cách nào nhúc nhích. Trên trán tuôn ra đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Lý Vân Tiêu cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, cười nói. Mục Trinh đại nhân thật sự lấy lớn hiếp nhỏ như vậy sao? Tại hạ đối với diệu pháp linh mục của đại nhân cũng cảm thấy rất hứng thú đấy. Mục Trinh hắc hắc cười cười, nói. Dưới khí thế của lão phu còn có thể bình tĩnh như vậy, người quả thật không đơn giản. Nhưng lão phu thật sự rất muốn xem một chút huyền khí và thần thông tử khí trùng tiêu chi quang, rốt cuộc bộ dạng thế nào. Ầm ầm, không khí bốn phía thoáng cái nổ bung, khí thế trên người Mục Trinh ngưng tụ, cơ hồ muốn thực chất hóa, hình thành một cổ cương phong chi trụ, trực tiếp đánh tới trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Đối phương nói đánh là đánh, không khỏi quá mức vô lễ và hung hăng càn quấy đi, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, người Mục gia trong huyết mạch tựa hồ đã chảy xuôi theo loại tính cách như xoa này rồi, bởi vậy cũng chỉ đành bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Ai bảo mình bị loại như xoa này để ý đến chứ? Phanh! Đạo cương phong chi trụ kia trực tiếp đánh lên người Lý Vân Tiêu, lập tức đánh tan thân thể hắn thành vô số ánh sáng màu xanh, thoáng cái biến mất ở trước mắt. Ân, là thanh lôi. Mục Trinh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài 10 trượng, một đoàn lôi quang lập lòe, trong đó ngưng ra thân ảnh Lý Vân Tiêu, đang lạnh lùng nhìn vào hắn. Hắn nhếch miệng cười cười, nói. Hắc hắc, thân hóa lôi đình chi thuật của Khương gia thành Hồng Nguyệt, đích thật là thần thông đỉnh tiêm, nhưng còn chưa đến mức tử khí trùng tiêu chi quang. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh như băng, lạnh giọng nói. Mục Trinh, người thật muốn động thủ với ta sao? Trong ngữ khí của hắn mang theo nộ khí và uy hiếp nhàn nhạt, từng vòng nguyên lực chấn động ra từ trên người, khí chàng không ngừng tăng cường. Người bốn phía đều cả kinh, lộ ra nghi ngờ. Tuy rằng bọn hắn không tin ngũ sắc chi quang của Mục Trinh nói, nhưng vừa rồi một chiêu thân hóa lôi đình kia của Lý Vân Tiêu, vẫn khiến mọi người mắt sáng ngời, vẻ khinh thị giảm đi không ít. Nơi này không nên động thủ. Đột nhiên một giọng nữ dễ nghe truyền đến. Đúng là Đoan Mộc Thương. Nàng chẳng biết lúc nào thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Ngọc Thạch Trụ, trong đôi mắt đẹp nhìn qua Lý Vân Tiêu xẹt qua một tia kinh ngạc. Đúng vậy, ngàn vạn đừng phá hủy tế đàn nơi này, làm hư mất đại sự. Bắc Minh Nguyên Hải cũng lóe thân ảnh lên, chỉ một sát na đã xuất hiện trên Ngọc Thạch Trụ, cũng hơi kinh dị nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu. Mục Trinh trầm mặc thoáng một phát, nhân tiện nói. Tốt, nhưng tiểu tử ngươi đừng đi. Ta nhất định muốn biết rõ ràng tử khí trùng tiêu là chuyện gì xảy ra. Gương mặt Lý Vân Tiêu run rẩy thoáng một phát, trong mắt chớp động vẻ giận dữ, nhưng nghĩ lại một hồi, lửa giận liền tiêu tán, khôi phục bình tĩnh như thường. Đoan Mộc Thương nói, diệu pháp linh mục mà Mục Trinh đại nhân tu luyện, chính là tiểu chuyển luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục sao? Mục Trinh cả kinh, nói, Thương tiểu thư cũng biết thuật này sao? Đôi mắt Đoan Mộc Thương lóe lên. Rốt cục lộ ra kinh hãi, nói. Thiếp thân chỉ tùy ý suy đoán, không nghĩ vậy mà là thật, thuật này đã vượt ra khỏi phạm trù cửu giai, quả thật là thần kỹ. Cái gì? Người chung quanh đều kinh hãi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người đều là cường giả võ đế cảnh giới cửu thiên, tự nhiên minh bạch cái gọi là thần kỹ là thế nào. Sắc mặt Bắc Minh Nguyên Hải cũng đại biến, trong mắt trừng lớn, trong mắt hào quang lập lòe bất định.
Lý Vân Tiêu cũng chấn động trong lòng, trong đầu phi tốc suy tư. Tiểu chuyển luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục, cái tên này tựa hồ từng nghe qua, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra nổi. Ha ha! Mục Trinh cảm nhận được vẻ giật mình và kinh ngạc của mọi người, đắc ý cười ha hả, một bên vuốt vuốt chòm râu, một bên khiêm tốn nói. Thương tiểu thư quả nhiên bác học cổ kim, thuật này xác thực là thập phương thần kỹ, bất quá. Hắn thành thành thật thật nói. Bất quá lão phu cũng không nắm giữ toàn bộ, chỉ tu luyện được tàn thuật mà thôi, cách tiểu chuyển luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục chính thức còn khá xa. Thì ra là thế. Đoan Mộc Thương thở dài nói. Đáng tiếc. Sắc mặt Mục Trinh biến hóa, ngạo nghễ nói. Tuy rằng là tàn thuật, nhưng cũng là có một không hai thiên hạ rồi. Tất cả mọi người vẻ mặt hắc tuyến, tên này tựa như sợ mọi người không biết hắn lợi hại vậy, chỉ còn kém trực tiếp ghi lên mặt mấy chữ lão tử rất lợi hại thôi. Đoan Mộc Thương nói. Quả thật, mặc dù là tàn thuật, đó cũng là lợi hại đến cực điểm, nội tình và thực lực Mục gia không thể coi thường được. Hắc hắc. Mục Trinh nghe được tán dương, lập tức mặt mày trở nên hớn hở. Bắc Minh Nguyên Hải lúc này mới thăm dò tính nết người này, cũng cười khen. Lão phu hôm nay cũng được mở rộng tầm mắt rồi. Nếu các hạ không chê, tùy thời hoan nghênh đến Bắc Minh thế gia làm khách, tất nhiên sẽ nhiệt tình khoản đãi. Ha ha, dễ nói dễ nói. Mục Trinh cười không ngậm miệng được, nghiễm nhiên cảm giác mình đã thể hiện được thể diện phong thái Mục gia, vui đến quên cả trời đất. Người bốn phía đều có chút im lặng, chỉ cảm thấy người này thần thông lợi hại, nhưng đầu óc ngu si, cũng không phải nhân vật khó chơi gì, chỉ cần động động môi là có thể chế trụ. Đoan Mộc Thương lúc này mới rời ánh mắt Lý Vân Tiêu lên trên không trung, nói. Thân phận các hạ ta cũng có chút tò mò, tuy rằng trong lòng có điều suy đoán, lại không dám khẳng định. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Thân phận của ta chẳng có gì lạ. Thường đại nhân vẫn nên dùng tâm tư và tinh lực đặt trên những tế đàn này đi. Tương truyền thuật bói toán của Đoan Mộc thế gia thiên hạ vô song, có thể xuyên qua thời không hồng lưu, nhìn xem tương lai, chẳng lẽ ngay cả quái dị ở nơi này cũng không tính ra sao? Vậy thì lời đồn cũng quá khoa trương rồi. Trong lòng mọi người dùng mình, có chút giật mình nhìn Lý Vân Tiêu, vậy mà nói chuyện với Đoan Mộc Thương như vậy. Phải biết rằng Đoan Mộc thế gia gần đây vô cùng thần bí, ngoại nhân hiểu biết về họ rất ít. Mặc dù là bảy đại siêu cấp thế lực, đối với Đoan Mộc thế gia cũng không hiểu bao nhiêu. Duy nhất biết được chính là thế gia này có thân thông rất mạnh, hơn nữa trong đó Đoan Mộc Hữu Ngọc còn là một trong thập đại phong hào võ đế nữa. Đoan Mộc Thương cũng không tức giận, thản nhiên nói. Ngoại giới đồn đãi tuy nhiều chỗ khuyết đại, hơn nữa thuật bói toán chính là nghịch thiên mà đi, nhất định phải chịu thiên phạt. Mặc dù là chúng ta, mỗi lần nhìn xem thiên vận cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Tuyệt không dám mạo hiểm nhìn nhiều. Trong mắt Lý Vân Tiêu nổi lên một tia rung động, nghĩ đến mẫu thân Thủy Tiên, vợ Hải Hoàng Ba Long, cũng chính vì nhìn xem thiên vận mà mất hết sinh cơ, phải dựa vào một chiếc thất tinh đăng để giữ mệnh. Tiếng thở dài của Thái Thúc Tà Đình truyền đến, nói. Đại đạo bao la bát ngát, người như con sâu cái kiến, thiên số vô tận, ai có thể dòm tận? Ai lại dám dòm tận? Mọi người thoáng cái bắt đầu trầm mặc, không khí dưới những lời này. Tựa hồ trở nên có chút áp lực. Bọn hắn đều là cường giả đương thời, có thể bước vào cảnh giới cửu thiên võ đế, đều thân có các loại cơ duyên, thiên phú, nghị lực, nhưng đối mặt với võ đạo xa xôi, vẫn không khỏi cảm khái vạn phần. Bắc Minh Nguyên Hải cũng xúc động tiếng lòng, đối với võ đế cửu tinh như bọn hắn mà nói, càng cảm xúc sâu đậm. Thức thứ nhất trong thiên ngoại tam thức chính là ta sinh có nhai, mà đạo vô bờ. Trong lòng Lý Vân Tiêu càng chấn động, một chữ giám kia khiến tim hắn chờ đập nhanh không hiểu. Hắn nhớ tới chuyện ma ha cổ thần mà Hải Hoàng kể, tam thiên đại đạo ngưng tụ thành văn tự, bị thế giới không dung, cuối cùng nhất bị đánh tan thành mây khói. Đoan Mộc Thương cười cười, nói. Ngô Lệnh Hy hòa nhị tiết hề, vọng yêm tư nhi vật bách. Lộ Mạn Mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu tác. Thái Thúc Tà Đình cười nói. Thương đại nhân tâm tính lạc quan, chí tồn cao xa. Chính là mẫu mực đời ta. Đoan Mộc Thương khẽ cười nói. Tà Đình đại nhân giễu cợt, đại nhân đi dạo một vòng, có phát hiện được gì không? Thái Thúc Tà Đình thoáng cái thu lại dáng cười, ngưng giọng nói. Thật có chút cổ quái, nơi đây tựa hồ có dấu vết không gian trọng điệp. Đôi mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, xẹt qua một tia kinh hãi.
Đoan Mộc Thương cũng sững sờ, bộ dáng lập tức có chút giật mình, nói. Không gian trọng điệp, nếu thật sự là như thế, vậy chuyện có người bỏ mình nhưng không thấy thi thể cũng đã giải thích thông rồi. Bắc Minh Nguyên Hải cả kinh nói. Ý của đại nhân là, những người chết đi kia đã bị đẩy vào trong một không gian khác. Nói như vậy, nơi đây quả thật có vật còn sống sao? Người khắp nơi đều sợ hãi, không khỏi đều tụm tới trên tế đàn, tựa hồ như vậy mới có thể yên tâm hơn. Thái Thúc Tà Đình trầm tư nói. Ta cũng thật không dám nói nhiều, dù sao điệp ra không gian chính là trận thuật cực cao, tuy rằng lão phu cũng chỉ miễn cưỡng làm được. Nhưng khiến loại trận thế cực độ phức tạp, hơn nữa tiêu hao cực lớn này duy trì vài vạn năm bất diệt, hắc hắc, sợ rằng vương tọa đằng quang cũng không thể làm được. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói ra. Nếu có vật còn sống, ở đây vài vạn năm không ngừng giữ gìn trận này thì sao? Cái này, dường như có thể. Thái Thúc Tà Đình sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt cổ quái, nói. Còn có vật còn sống gì có thể sống đến vài vạn năm không chết chứ? Lý Vân Tiêu nói. Loại vật còn sống này, chưa hẳn đã là người sống thật sự. Đoan Mộc Thương xoay chuyển đôi mắt, nói. Vân Thiếu có phải đã biết chút gì không? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói. Thương đại nhân quả nhiên đoán được thân phận ta quả thật đã gặp được ít thứ. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, thoáng cái đều hội tụ ánh mắt lên trên người hắn. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói ra chuyện trước kia, đến chuyện mình thi triển thần thông một chiêu diệt sạch những hủ thi kia thì nói đơn giản thành dùng võ kỹ hỏa hệ chém chết, nói. Những hủ thi kia vạn đao bất diệt, nhưng hẳn là bị lửa khắc chế. Lại có việc này. Bắc Minh Nguyên Hải cả kinh nói. Trước kia quả thật có chuyện linh bài của Bạch Tử Phong bị nghiền nát. Hắn có chút trợn mắt nhìn, quát. Chuyện trọng yếu như thế, vì sao không nói sớm? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nói. Không hiểu thấu, vì sao phải nói với ngươi? Hừ, trên đời này thật sự là người ngại mạng lớn a. Trong hai mắt Bắc Minh Nguyên Hải tuôn ra lệ mang, thoáng cái bắn ra sát ý. Đừng tưởng rằng có thương đại nhân ở đây thì ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Hạo đột nhiên cả kinh, đột nhiên gọi to. A à, hắn là Lý Vân Tiêu. Trong thanh âm mang theo khiếp sợ và hoảng sợ tột độ. Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người đột nhiên ngất lịm, rốt cục phản ứng lại. Thiên tài đệ nhất thiên hạ bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, thực lực nghịch thiên cường hoành, tính cách hung hăng càn quấy vô biên kia sao? Mục Trinh cả kinh, nói. Thì ra ngươi chính là Lý Vân Tiêu. Hắn trước khi rời khỏi Mục gia cũng đã nghe qua chuyện về Lý Vân Tiêu, không khỏi lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Duẫn Ngôn kinh hãi, nội tâm dâng lên cảm xúc giật mình, khó tự trách mình và đối phương lại kém nhau lớn như thế. Nổi danh không phải hư sĩ. Ân, Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nói. Sao nguyên một đám đều lộ ra gương mặt giống như biết ta vậy? Thật có lỗi, ta cũng không nhận ra các ngươi a. Đồng tử Bắc Minh Nguyên Hải đột nhiên co lại, quát. Thì ra Lý Vân Tiêu chính là ngươi, thật sự là được đến toàn bộ không uổng phí công phu a. Hắn nắm chặt năm ngón tay, tiết xương cốt vang lên răng rắc, bốn phía nắm đấm hiện ra một tầng băng vân nhàn nhạt. Không gian co rụt lại, đều sập xuống băng vân kia, kéo ra vô số nếp gấp, ẩn chứa một tia hắc tuyến khủng bố vậy. Người bên người Bắc Minh Nguyên Hải thân thể đều tựa hồ như bắt đầu biến hình. Mọi người Bắc Minh thế ra không khỏi lui về sau, Tiêu Hạo cả kinh nói. Nguyên Hải đại nhân, chính có kẻ này, để ta bắt là được, không cần đại nhân tự mình động thủ. Bắc Minh Nguyên Hải lạnh lùng nói. Không có thời gian, ta trước bắt lấy kẻ này, do ngươi áp tải về Bắc Minh Huyền Cung, chuyện nơi này ngươi cũng không cần tham dự. Tiêu Hạo sững sờ, trong mắt hiện lên một tia thần sắc tức giận. Chuyện cơ duyên vốn hư vô mờ mịt, cực kỳ khó cầu, dĩ nhiên lại phải bỏ qua. Hắn oán độc trừng Lý Vân Tiêu, nhưng không có cách nào, chỉ có thể ứng tiếng nói. Vâng, Đoan Mộc Thương cả kinh nói. Nguyên Hải đại nhân, Bắc Minh Nguyên Hải lạnh lùng nói. Thương đại nhân không cần nhiều lời, người này ta thế tất phải bắt. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt chớp động vẻ âm lãnh. Ngươi là thúc thủ chịu trói. Hay là muốn ăn chút đau khổ mới thúc thủ chịu trói đây? Lý Vân Tiêu cười nói. Có lựa chọn thứ ba không? Ví dụ như mọi người coi như không biết nhau, tiếp tục cùng nhau vui vẻ. Hừ,
lão phu không thích người miệng lưỡi trơn tru, xem ra ngươi là muốn ăn chút đau khổ rồi, người trẻ tuổi đau khổ nhiều một chút cũng tốt. Bắc Minh Nguyên Hải biến sắc, khẽ quát một tiếng, trực tiếp giơ nắm đấm lên. Vòng băng vân nhàn nhạt kia nhiễm nhiễm bay lên, bỗng nhiên hóa khai, thoáng một phát chiếu cả mái vòm thành băng sắc. Băng hóa ngọc thủy. Ánh mắt Bắc Minh Nguyên Hải ngưng lại, trên quyền phong bay lên vô số thủy sắc phù văn, thoáng cái xoay tròn bốn phía cánh tay, đánh ra một quyền. Oanh! Trên bầu trời vô số thanh âm nghiền nát vang lên, phảng phất sông băng nứt vụn, tiếng ầm ầm lọt vào tai mọi người, sắc mặt đều đại biến. Tầng băng vân cực lớn trên trời cao thoáng cái bị đánh rách tả tơi, ánh sáng lập tức tối lại, chỉ thấy một đạo thủy quang vô hình hóa thành rồng cuốn chi trụ, đánh tới Lý Vân Tiêu. Bắc Minh Nguyên Hải mặt không đổi sắc, từng đạo hoa chỉ tỏa ra từ trên người hắn, lại một tay bấm niệm pháp quyết, quát khẽ. Thủy vân như nhứ. Đầy trời ngưng tụ vô số băng tinh, đều chờ mình quay tới, như tuyết lở sụp xuống trên người Lý Vân Tiêu. Mọi người lộ ra vẻ mặt, ánh mắt nhìn qua, Lý Vân Tiêu lập tức đã bị băng vân kia thôn phệ, không khỏi lộ ra thần sắc. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng cả kinh, lập tức đã lâm vào vòng xoáy lực lượng khổng lồ, không thể tưởng được Bắc Minh Nguyên Hải vừa ra tay đã ngoan lệ như thế. Hai chiêu băng hóa ngọc thủy và thủy vân như nhứ này kỳ thực là một chiêu băng hóa ngọc thủy vân như nhứ. Bắc Minh Nguyên Hải là sợ hắn một chiêu cũng không gánh được đã bỏ mạng, lúc này mới tách ra thi triển, khiến uy lực giảm đi đôi chút. Nguyên Hải đại nhân cũng quá để mắt ta rồi, vừa ra tay đã là ngoan chiêu như thế, không sợ mất phong độ sao. Ở trung tâm băng vân kia, trong thủy quang xoay tròn, truyền đến thanh âm Lý Vân Tiêu. Cái gì? Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, tuy rằng đã lường trước kẻ này không dễ dàng chết như vậy, nhưng thanh âm lại cực kỳ khí phách, phảng phất thành thạo. Bắc Minh Nguyên Hải ngưng tụ ánh mắt, sắc mặt thoáng cái chìm xuống. Sau đó một đạo kim quang từ trong tầng băng tách ra, phát ra cường quang khiến người chói mắt, như một đóa liên hoa đua nở ở sâu trong vân hải. Ầm ầm, toàn bộ tầng băng dùng vòng xoáy thủy vân làm trung tâm, lập tức sụp đổ, thủy vân chi lực lại vừa vặn trái lại, dưới cương phong lực liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ có điều phương hướng xoay chuyển, đánh lên tới vòm trời. Không tốt, mấy người đều khẽ hô lên, trên mặt lộ ra kinh hãi. Vòng xoáy cột nước kia mượn cương phong lực, như một đạo thăng long, xông mạnh lên mái vòm. Ầm ầm, không gian cự chiến, một mảnh đất rung núi chuyển. Các loại hòn đá cực lớn rơi xuống, toàn bộ quặng mỏ đều lún xuống. Đáng chết, Bắc Minh Nguyên Hải cũng kinh sợ không thôi, mảnh không gian này ở trong sơn mạch lưỡng giới sơn, trên không bọn hắn chính là sát ngoài sơn mạch. Lúc hắn ra tay cũng đã suy tính đến tính an toàn ở nơi này, nhưng không nghĩ đến lại bị Lý Vân Tiêu tá lực đả lực, không chỉ xảo diệu dẫn lên mái vòm, hơn nữa uy lực tựa hồ cũng gia tăng gấp mấy lần. Trong mắt Đoan Mộc Thương hiện lên vẻ trách cứ nói. Nguyên Hải đại nhân, kính xin mọi người cùng nhau ra tay, bố xuống một đạo kết giới bao lại phiến phạm vi này. Bắc Minh Nguyên Hải ngoan lệ quét qua Lý Vân Tiêu, lúc này mới nói. Tốt! Lão phu liền tạm thời buông tha tiểu tử này. Hắn cao giọng quát, nói. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, bảo vệ phiến tế đàn này. Ngoại trừ người Bắc Minh thế gia nguyên một đám vận chuyển nguyên công, chuẩn bị ra tay ra, người còn lại sắc mặt đều lạnh như băng, căn bản thờ ơ. Tất cả mọi người tâm tư đều giống nhau, đây là chuyện ngươi làm ra, dựa vào cái gì muốn mọi người cùng nhau chống chứ. Sắc mặt Bắc Minh Nguyên Hải trầm xuống, tuôn ra nộ khí. Hai mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua mọi nơi. Tất cả người tiếp xúc ánh mắt của hắn đều vội vàng quay mặt đi, căn bản không rảnh để ý tới. Hắc hắc, tại hạ độc lai độc vãng đã quen, không có thói quen nghe mệnh người khác. Ánh mắt Bắc Minh Nguyên Hải rơi vào một gã lão giả mang trường bào rộng màu đỏ, lão giả kia không tránh không lùi, chỉ là khóe miệng cong lại một chút, mang theo cười lạnh nói. Ánh mắt Lý Vân Tiêu cũng ngưng tụ, lão giả kia hắn cũng nhận ra. Đúng là Tất Hạo Đãng đã gặp qua ở đấu giá hội thành Tân Duyên. Trước kia đều không phát giác ra người này, chắc là vừa mới tiến đến không lâu. Tiêu Hạo cũng tựa hồ thoáng cái nhận ra Tất Hạo Đãng, vội vàng nói nhỏ bên tai Bắc Minh Nguyên Hải. Thần sắc trong mắt Bắc Minh Nguyên Hải trở nên càng thêm âm độc, nhìn chằm chằm vào Tất Hạo Đãng, lóe ra sát ý vô cùng dày đặc. Giờ phút này mái vòm còn đang không ngừng nứt vỡ, mảng lớn hòn đá nhao nhao rơi xuống. Không chỉ có thế, chịu một kích chấn động trước kia,
dường như đã làm bị thương đến sơn thể địa mạch bốn phía, giống như thật sự sắp lở núi vậy. Ánh mắt Đoan Mộc Thương lộ ra kinh hãi, lớn tiếng nói. Một khi nơi đây bị hủy, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Thiếp thân có một đạo đại địa chi phù, có thể chống ra một mảnh kết giới, chỉ cần mọi người lược tẫn nguyên lực là được. Thái Thúc Tà Đình nói. Đại địa chi phù quả thật có thể chấn sông núi, chỉ cần dùng kinh lực giữ cho phù quang bất diệt là được, thương đại nhân thỉnh tế ra đi. Tất cả mọi người lộ ra vẻ ủng hộ, không ngừng gật đầu. Đoan Mộc Thương lúc này mới khẽ bấm ngọc thủ, một đạo phù triện màu vàng bay ra khỏi tay nàng, phiêu đãng trên không trung. Sau đó hai tay nàng không ngừng biến ảo quyết ấn, phù triện kia vụt thoáng một phát ra hào quang vạn trượng, lập tức ngưng ra một cái kết giới mái vòm hình nửa vòng tròn, có đến mấy trăm mẫu, từ trên trời rơi xuống. Kết giới kia chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp biến mất ở bốn phía, nhưng toàn bộ quặng mỏ thoáng cái trở nên chấn định lại, loại cảm giác sụp đổ kia cũng biến mất. Phù triện màu vàng vẫn phiêu đãng trên không trung, hào quang trên đó lóe lên, tựa hồ có chút không duy trì nổi nữa. Thái Thúc Tà Đình lớn tiếng nói. Mọi người cùng nhau ra tay, mỗi người chỉ cần cống hiến ra không đến nửa thành lực lượng là đủ rồi. Hắn đầu tiên đánh ra một đạo linh quyết, mang theo nguyên lực bành trướng, thoáng cái bay vào trong hoàng phù kia, lập tức ánh sáng màu vàng thoáng một phát, trở sáng lên, các loại đường nét phù văn trên đó đều có thể thấy được rõ ràng. Đúng lúc này rồi, mọi người cũng không có ý đứng nhìn nữa. Còn nữa, non nửa thành lực lượng, chỉ cần mấy canh giờ là có thể khôi phục, nếu phục dụng một ít đan dược thì một nén nhang cũng đủ rồi. Lập tức mấy chục đạo linh quyết bay lên trời, đều bay vào trong hoàng phù, lập tức phù triển trở nên hào quang vạn trượng, thoáng cái đã biến mất không thấy gì nữa, ẩn vào hư không. Tầng nham thạch trên mái vòm còn đang không ngừng rạn nứt sụp đổ, nhưng sơn thể bốn phía đã vững chắc. Chỉ là mấy tầng nham thạch tan vỡ, cũng không ảnh hưởng an toàn. Không ngừng có cự thạch rơi xuống, nhưng vừa chạm vào kết giới chi lực, không trung đã xuất hiện ánh sáng màu vàng tản ra, bị chấn thành bột mịn. Trên trăm mẫu đất bằng đã hội tụ hơn 1.000 võ giả, theo đất rung núi chuyển, đều đằng không bay lên, nguyên một đám nhìn khe núi sụp đổ, chợt lộ ra kinh hãi. Tạm thời không ngại nữa, Nguyên Hải đại nhân, hy vọng có bất kỳ ân oán nào đợi sau khi chuyện này chấm dứt lại nói sau. Đoan Mộc Thương hơi trách cứ nhìn qua Bắc Minh Nguyên Hải, trong giọng nói tựa hồ có loại khí thế không thể hoài nghi. Trong mắt Bắc Minh Nguyên Hải xẹt qua một tia kinh hãi, liền khôi phục như thường, hai tay ôm ở trước ngực, nói. Tốt, nếu thương đại nhân đã lên tiếng, vậy mặt mũi này tự nhiên ta phải bán. Đoan Mộc Thương chuyển động ánh mắt khắp mọi nơi, nói. Người còn lại cũng vậy, hy vọng mọi người hết sức khắc chế. Mục Trinh đột nhiên ngửa đầu nhìn lại. Trong mắt một mảnh màu xám mông mông, nói. Dị tượng xuất hiện. Mọi người chấn động toàn thân, đều ngẩng đầu nhìn lên trời, ngoại trừ tầng nham thạch tiếp tục sụp đổ ra, căn bản không thấy bất cứ thứ gì cả. Tất cả mọi người đều hâm mộ ghen ghét hận nhìn qua Mục Trinh, biết rõ hắn tu luyện diệu pháp linh mục, bởi vậy mới có thể nhìn thấu được. Thái Thúc Tà Đình nói. Đại địa chi phù đã ổn định sơn thể địa mạch, tầng nham thạch này không bằng trực tiếp đánh nát đi. Đoan Mộc Thương nói, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, trực tiếp phá ra lỗ hổng, để mọi người có thể trông thấy dị tượng là được. Bắc Minh Nguyên Hải nói, Phương Sử, vâng, Phương Sử lập tức hiểu ý, đi ra khỏi sau lưng Bắc Minh Nguyên Hải, hai tay từ phía sau xuất ra, một đạo ngân quang chớp động, liền nắm một cây ngân thương hào quang lập lòe trong tay. Thương thế hợp lại, một mảnh ngân hoa xẹt qua ngang trời. Rầm rầm rầm. Phiến ngân hoa chi quang kia biến thành vô số thương ảnh, mỗi một đạo đều trực tiếp xuyên thấu tầng nham thạch, bắn ra bầu trời bên ngoài. Mấy ngàn võ giả bên ngoài đều xôn xao và kinh hãi, thoáng cái oanh tản ra. Tầng nham thạch lúc này lúc xuất hiện trên trăm cái động nhãn, toàn bộ vòm trời nhìn cái đã thấy hết toàn bộ. Chỉ thấy dưới trời sao hồng nghê nhấp nhô, ánh sáng tím hiện ra, ngôi sao sáng lạn, muôn hình vạn trạng. Đây là... Không ít người lần đầu thấy dị tượng như vậy, đều nhao nhao ngạc nhiên. Bắc Minh Nguyên Hải nói. Cảnh tượng mênh mông như thế, khiến cho người bành trướng. Nhưng kỳ quái chính là, chỉ ở giữa phiến khe núi này mới có thể trông thấy, vừa ra núi này, ngay cả dị cảnh cũng không có. Thái Thúc Tà Đình nói. Nếu nói thế, vậy phiến dị tượng này đích thật là do tế đàn gây ra. Những chỗ dị tượng,
cũng đích thật là huyền quy tinh vực. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỗ phiến dị tượng kia bay lên, dưới trời sao sáng chói nhất, mơ hồ có thể thấy được một đầu quy ảnh cực lớn. Mục Trinh nói, kết hợp với lời Lý Vân Tiêu nói, xem ra trong tế đàn có chút gì đó, không bằng mở ra một cái xem thử. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, đều không thể phán đoán được. Lý Vân Tiêu nói, bây giờ là giờ Tuất, cách giờ Tý Tương đại nhân nói chỉ còn 2 canh giờ, ta đề nghị chờ đợi. Một gã lão giả hừ lạnh nói, hiện giờ quan sát, dị tượng nguy hiểm nơi này có trời mới biết 2 canh giờ sau là phúc hay họa. Hiện giờ mở ra một cái tế đàn, có lẽ có thể đạt được không ít tin tức, đến lúc đó nếu như là họa thì cũng có thể nghĩ cách ứng đối. Lời này của hắn lập tức khiến không ít người cộng minh. Đoan Mộc Thương cau mà duỗi ngôn. Ta vẫn đồng ý với lời Vân Thiếu nói, dị tượng điềm lành như vậy, hơn phân nửa không phải chuyện gì xấu. Hơn nữa trên quẻ có nói là cơ duyên buông xuống, về phần phúc họa, phải xem số mệnh cá nhân rồi. Nếu hiện giờ mạo muội hủy hoại tế đàn, dẫn tới thiên số thay đổi, vậy thì thật sự phúc họa khó liệu rồi. Đúng vậy, Thương đại nhân nói như vậy rất có lý. Ánh mắt Bắc Minh Nguyên Hải lạnh lùng quét qua, khinh miệt nói. Có ai sợ chết thì có thể rời đi trước. Không ít người biến sắc, lão giả lên tiếng trước kia trầm tư thoáng một phát, ôm quyền nói. Theo lão phu phán đoán, nơi này là hung không phải cát, nếu chư vị đã khư khư cố chấp, vậy lão phu cũng không phụng bồi nữa. Hắn quay người lại, liền hóa thành một đạo quang mang rời đi. Mọi người nhìn qua độn quang kia, có trầm tư, có trào phúng, nhưng đa số là lạnh lùng, nhìn không ra biểu hiện trên mặt. Tất Hạo đãng lạnh lùng cười cười, nói. Ở đây ai mà không từ trong vô số sinh tử giết ra chứ, vì cầu một đường kỳ ngộ tấn cấp, đã bị chết không biết bao nhiêu lần rồi, há sẽ để ý lần này. Tất cả mọi người biến sắc, lời này tựa hồ làm ra tác dụng kích thích, những người tâm thần bất định rốt cục đã ổn định lại. Lý Vân Tiêu đột nhiên biến sắc, 2 con người ngưng tụ, nhìn về hướng lão giả kia bỏ chạy. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy Thái Thúc Tà Đình đang nhìn hắn, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói. Vân Tiêu công tử cũng đã nhận ra sao? Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Ta lúc trước đã trải qua một lần, tự nhiên tương đối mẫn cảm. Thái Thúc Tà Đình nói. Công tử quá khiêm nhượng. Sắc mặt hắn ngưng trọng nói. Người rời đi vừa rồi đã bị không gian trọng điệp hút vào rồi. Cái gì? Mọi người thoáng cái khiếp sợ, không ít người cả kinh nói. Không phải đã đi rồi sao? Ta rõ ràng thấy độn quang hắn biến mất mà. Thái Thúc Tà Đình nói. Người nọ là độn tới vùng biên giới nhất của tế đàn liền thoáng cái biến mất. Rất bí ẩn, ta trước kia cũng không dám xác định, nhưng Vân Thiếu cũng cảm thấy, có lẽ không sai. Lý Vân Tiêu nói, người nọ hiện giờ có lẽ đang gặp công kích, có thể sống sót hay không phải xem thực lực hắn rồi. Sắc mặt Duẫn Ngôn hơi trắng bệch, nói, người nọ chỉ có thực lực võ đế tứ tinh, theo những gì chúng ta gặp lúc trước, hơn phân nửa là không sống được rồi. Bắc Minh Nguyên Hải chụp một cái tới đại án, mấy chục đạo linh bài đều bay lên, tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Két! Đột nhiên một đạo linh bài nổ bung, một cái tên trên đó bỗng nhiên rạn nứt, linh khí hoàn toàn biến mất. Mọi người đều biến sắc, thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Quả nhiên chết rồi! Bắc Minh Nguyên Hải có chút gật đầu, lộ ra nụ cười âm lãnh. Nếu còn ai sợ chết thì có thể rời đi, hắc hắc! Tất cả mọi người sắc mặt hơi trắng bệch, không người lên tiếng. Đoan Mộc Thương nói, mọi người không cần sợ hãi, khu vực này dù có đáng sợ thế nào, cũng là do con người bố trí xuống. Hợp lực của mọi người ở đây, trong thiên hạ thật sự khó tìm địch thủ. Sợ hãi đều do không biết, đợi sau khi tất cả đều sáng tỏ rồi thì không có gì phải sợ nữa. Mục Trinh cũng nói, đúng vậy, nghe Vân Thiếu nói như vậy, khống chế thi thể là một loại hủ thi trùng. Cái này cũng khiến cho lão phu nhớ tới một loại khống thi thuật, sử dụng chính là thi cổ. Thi cổ. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Ý Mục Trinh đại nhân là, những hủ thi kia là có một người ở phía sau màn điều khiển toàn bộ sao? Mục Trinh nói. Ngay từ đầu nhất định là như vậy, nhưng lão phu cũng không cho rằng có người có thể sống ở chỗ này hơn mấy vạn năm, cho nên những thi cổ kia hiện giờ nhất định là tồn tại vô ý thức, chỉ công kích tùy ý và chiếm cứ thân thể người thôi. Thái Thúc Tà Đình nói, Mục Trinh đại nhân không khỏi quá lạc quan rồi,
vô luận như thế nào cũng không thể chủ quan, nhưng cũng không cần quá mức sợ hãi. Đoan Mộc Thương nói, đúng là như thế, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút cho tốt đi, giờ tí sắp tới rồi. Nói xong, nàng liền nhắm hai mắt lại, sừng sững trên không trung bất động, trên người thả ra một vầng sáng, lộ ra đoan trang mà thần thánh. Mọi người cũng đều an tĩnh lại, bắt đầu điều tức. Dưới tinh không huyền diệu, một mảnh tế đàn màu sắc cổ xưa, không gian yên lặng cho người một loại cảm giác an tường. Vừa rồi sau khi mái vòm rung mạnh, thỉnh thoảng có võ giả từ bên ngoài bay tới, đều thoáng giật mình, nguyên một đám vây quanh ở bốn phía mọi người, cũng giữ im lặng. Lý Vân Tiêu mới vừa vào đỉnh, đã có một đạo mật âm tinh tế lọt vào tai. Đúng là thanh âm Mục Trinh, hắn nói. Vân Thiếu có nắm chắc an toàn rời đi từ trong tay người Bắc Minh Huyền Cung không? Lý Vân Tiêu có chút mở mắt ra, chỉ thấy hai mắt Mục Trinh nhắm nghiền, bờ môi không động, hiển nhiên là một loại truyền âm nhập mật hết sức lợi hại. Hắn kỳ quái nói. Đại nhân đây là ý gì? Mục Trinh cười hắc hắc, nói. Lão Phu là muốn làm một bút giao dịch với Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đại nhân còn băn khoăn tử khí trùng tiêu gì đó a? Chắc là diệu pháp linh mục của đại nhân vẫn chưa luyện thành nên sinh ra một ít sai lệch a. Hừ, diệu pháp linh mục của lão phu tuyệt sẽ không sai. Mục Trinh hơi không thoải mái, khẽ nói. Bất quá giao dịch giữa lão phu và Vân Thiếu lại là hai chuyện khác. Lý Vân Tiêu không khỏi kỳ quái, mình còn có thứ gì khiến hắn kỳ quái chứ, hơn nữa còn là hai. Mục Trinh nói. Những hủ thi trùng trước kia Vân Thiếu nói, lão phu nhớ tới một vật, tên là thi lễ, chính là một loại linh trùng dị thường lợi hại. Không những có thể khống thi, hơn nữa tính công kích bản thân rất mạnh, cơ hồ không có khuyết điểm, ta hy vọng Vân Thiếu giúp ta thu phục trùng này. Lý Vân Tiêu khó hiểu nói. Thực lực Mục Trinh đại nhân hơn xa ta, hơn nữa cho dù muốn tìm giúp đỡ, Thương đại nhân và Tà Đình đại nhân cũng thực lực phi thường, bọn hắn mới là lựa chọn tốt nhất ha. Hắc hắc, bọn hắn không được. Mục Trinh nói. Ta vừa mới nói, trùng này cơ hồ không có khuyết điểm, ngũ hành không tổn thương. Vân Thiếu có thể dùng hỏa kỹ diệt sát trùng này, ngọn lửa kia tất nhiên không giống bình thường, nếu ta không đoán sai thì hỏa hệ thần thông của Vân Thiếu chính là thuật pháp dẫn phát tử khí trùng tiêu kia. Lý Vân Tiêu hơi kinh, thầm nghĩ Mục Trinh này quả nhiên không đơn giản, nhân tiện nói. Việc này cho ta cân nhắc một chút, còn chuyện khác thì sao? Mục Trinh có chút lo lắng, nói. Còn cân nhắc gì, lão phu có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự rời khỏi đây. Còn chuyện khác nói ra rất dài dòng, ta muốn Vân Thiếu gia nhập Mục gia ta, thay Mục gia đi tham gia một hồi võ quyết. Võ quyết? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên cổ quái, nói. Thực lực quý phái so sánh với bảy đại siêu cấp thế lực cũng không thua kém bao nhiêu, cao thủ hơn ta có một đống, vì sao? Mục Trinh có chút lúng túng nói. Đây là một hồi tranh đấu nội bộ ẩn thế tông môn chúng ta, phải là cường giả trẻ tuổi 30 tuổi trở xuống mới được, tuy rằng Mục Phong Hoa bổn môn thực lực không dưới ngươi. Khục khục, nhưng lão phu cảm giác vẫn hơi kém một chút kinh nghiệm. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu rõ ra, loại tỉ thí này của bọn hắn, không khác lắm với thuật võ song quyết của Thương Minh, tất nhiên cũng liên quan đến tranh giành lợi ích. Xem ra những ấn thế tông môn này cũng không phải thanh tâm quả dục, an phận như vậy a. Nếu là tông môn chi tranh, nhất định phải là người Mục gia ngươi a. Lý Vân Tiêu hỏi. Mục Trinh khẽ cười nói. Cái này đơn giản, tất cả nữ tử Mục gia vừa độ tuổi mặc ngươi lựa chọn, chọn một cũng tốt, mấy người cũng tốt, tóm lại cứ tới ở dễ, lại để gia chủ đại nhân ban thưởng ngươi họ Mục, chẳng phải giải quyết vấn đề rồi sao? Lý Vân Tiêu vẻ mặt hắc tuyến, nói. Như vậy nha, tại hạ cũng đúng lúc có chút ít phiền toái. Nếu Mục Trinh đại nhân có thể giúp ta giải quyết, hai việc này không thành vấn đề. A, phiền toái gì? Mục Trinh thoáng mở mắt ra, chớp động lên tinh quang. Lý Vân Tiêu nói. Ta không cẩn thận kết thù với Bắc Minh Huyền Cung và Thành Hồng Nguyệt, ý định trả thù hai môn phái này một phen, khiến bọn hắn biết rõ hạ sự lợi hại của ta. Chỉ cần Mục gia chịu giúp ta, vậy hai chuyện kia không thành vấn đề. Cái gì, trả thù Bắc Minh Huyền Cung và Thành Hồng Nguyệt? Gương mặt Mục Trinh run rẩy kịch liệt thoáng một phát, ho khan nói. Khục khục, cái này, chuyện võ quyết cuối cùng còn chưa định đoạt, đợi sau khi xác định cần Vân Thiếu trợ ta lại hiệp thương với Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu nói. Sao thế, đường đường Mục gia,
không phải là sợ Thành Hồng Nguyệt và Bắc Minh Huyền Cung đấy chứ? Sao lại thế được? Mục Trinh lúc này nghiêm mặt nói. Chỉ cần Mục gia thực muốn đối phó bọn hắn cũng chỉ có nước cầu xin tha thứ. Chỉ là Mục gia không phải một mình ta định đoạt, đợi ta trở về bẩm báo gia chủ, lại lần nữa báo cho Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu âm thầm bật cười, nói. Thì ra là thế, chuyện tại hạ ở rể cũng không làm chủ được, phải trở về báo cáo cha mẹ mới được, đến lúc đó lại nói cho đại nhân hay. Mục Trinh nhìn qua, thoáng cái không biết nên nói gì cho phải. Vân Thiếu trước tiên có thể đáp ứng chuyện võ quyết, chỉ cần có thể thủ thắng, gia chủ đại nhân một khi cao hứng, nói không chừng sẽ giúp người đối phó Thành Hồng Nguyệt và Bắc Minh Huyền Cung đấy. Kỳ thật chỉ cần chuyện Vân Thiếu ở rể Mục gia được truyền đi, hai thế lực lớn này dĩ nhiên sẽ không dám chọc đến ngươi nữa. Ha ha, nói sau. Lý Vân Tiêu cười ha ha, nháy nháy mắt, liền nhập định lại. Mục Trinh suy nghĩ một hồi, lại truyền âm nói. Chuyện võ quyết tạm thời không nói đến, còn thi lễ kia. Lý Vân Tiêu trong lòng cười cười, nói. Chuyện thi lễ tại hạ sẽ dùng hết toàn lực tương trợ, nhưng trên đời không có cơm trưa miễn phí. Tại hạ đối với diệu pháp linh mục của đại nhân cảm thấy rất hứng thú đấy. Mục Trinh biến sắc, nổi lên vẻ giận dữ, thanh âm trở nên bén nhọn. Bất quá chỉ giúp một chút, lại muốn đánh chủ ý vào diệu pháp linh mục của lão phu. Lý Vân Tiêu khẽ hếch mắt, mắt trắng không còn chút máu, truyền âm khẽ nói. Tự do mua bán, người nguyện mắc câu. Còn nữa, thứ thích sẽ vô giá, bỏ qua lần này, có lẽ đời này không gặp được nữa đâu. Sắc mặt Mục Trinh tái nhợt, liếm lấy bờ môi khô khốc. Lời Lý Vân Tiêu nói đã chạm vào tâm khảm hắn, thi lễ kia đích thật cực kỳ khó được, hơn nữa căn cứ tư liệu ghi lại, vật ấy đao thương bất nhập, ngũ hành bất xâm, hắn cũng không có nắm chắc có thể thu phục. Có thể, nhưng phải giao dịch sau đó, điều kiện tiên quyết chính là ta có được thi lễ, nếu không tất cả không bàn nữa. Trong hai mắt Mục Trinh chớp động tinh quang, nói. Hiện giờ phán đoán đó là thi lễ. Cũng chỉ là phán đoán sơ bộ của lão phu thôi. Hơn nữa tiểu chuyển luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục chi thuật kia ta cũng chỉ có tàn quyển, không có cả bộ. Trước hết quyết định vậy đi. Lý Vân Tiêu trầm tư thoáng một phát, liền đáp ứng lấy. Diệu pháp linh mục kia tuy là tàn quyển, nhưng cũng là thần kỹ tàn quyển. Nếu có thể đủ tham tường một hai, tất nhiên đối với đồng thuật của mình sẽ rất có ích. Cơ hội như vậy đối với hắn mà nói. Cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hai người xem như đã đạt thành hiệp định sơ bộ, thoáng cái liền an tĩnh lại. Đột nhiên Đoan Mộc Thương mở hai mắt ra, hai tay sờ trước, một đạo quang mang trong như mặt gương tản ra. Trong kính quang chớp động lên sóng cả lăn tăn, mơ hồ có nước chảy róc rách, bọt nước tóe lên. Một vòng kim quang lưu loát, chậm rãi hội tụ thành phù, từng cái thoáng hiện trên không trung, chui vào hư không. Cái này lập tức khiến mọi người đều chú ý tới, vô số ánh mắt rơi vào trên người nàng. Đoan Mộc Thương ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một đạo quang mang, nói. Đã đến. Tất cả mọi người tâm thần dùng mình, đều vội vàng ngửa đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua trên trăm lỗ thương rậm rạp chẳng chịt kia, chỉ thấy dưới bầu trời đêm, trong huyền quy tinh vực vô số ngôi sao lóng lánh, càng ngày càng sáng. Những ánh sao lấp lánh kia hội tụ thành tuyến. Buộc vòng quanh một bức tinh đồ minh mông, kim lân diệu nhật, thải vũ lăng không. Đó là... Lý Vân Tiêu nhìn qua, hai đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy trong tinh đồ minh mông kia phản phất có kim hồng cuồn cuộn, cây cầu dài cột đá, một cái kim môn lâm lập, đúng là một tòa cung điện. Mục Trinh cũng rất nhanh phát hiện, kinh hãi nói. Tiên cung! Giờ phút này, trên trăm tế đàn dâng lên hoa quang, trên những vĩnh minh bích kia hiện ra vô số hoa văn màu vàng. Một mảnh mờ mịt chi khí mở rộng ra. Mọi người cả kinh, sợ khác thường, vội vàng lăng không bay lên khỏi tế đàn, hoảng sợ cao thấp tương vọng. Tòa cung điện kia giống như một đầu huyền quy cực lớn, từ trong quang ảnh lóng lánh bỗng nhiên rõ lên, có thể thấy được hình thái xà bàn, khí thế quy cứ trong đó, các loại hành lang gấp khúc bách chuyển, ngọc thạch kiều lan, hoàng kim tế đàn. Bắc Minh Nguyên Hải kinh hãi nói, tòa tinh vực chi thành này đang phi tốc rơi xuống. Không cần hắn nói, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, đã sớm phát giác ra, nguyên một đám xoay chuyển trong mắt, chỉ cảm thấy không chân thực. Ọt ọt, Mục Trinh nuốt nước miếng, nói. Đây là ảo thuật sao? À thì ra là thế. Thái thúc tà đình kêu to lên,
trong đầu thoáng cái chớp lên tinh quang, kích động nói. Ta rốt cuộc đã hiểu rõ. Hắn hoa chân múa tay vui sướng, thập phần vui vẻ. Mục Trinh quát. Đã hiểu rõ gì nói mau. Cảnh tượng mênh mông trước mắt này đã ngưng kết hết suy nghĩ mọi người rồi, trong đầu gần như trống rỗng. Cảnh tượng mênh mông, hùng vĩ vĩ lệ như thế, căn bản không phải nhân lực có thể làm được. Thái Thúc Tà Đình cười to nói. Ha ha, ta rốt cục hiểu rõ những tế đàn này là sao rồi. Hắn tự tay chỉ vào tinh không xa vạn dặm, nói. Các ngươi xem đám cung điện này, hoàn toàn là một bộ huyền quy tinh đồ. Những hoàng kim tế đàn kia, phân biệt bố trí ở đấu, nguy, thất, bích của huyền quy tinh vực, duy chỉ thiếu ba tinh vực là nghiêu, nữ, hư hiện giờ mọi người đã rõ chưa? Mọi người cả kinh, vội vàng nhìn xuống tế đàn, sau đó nhìn lên bầu trời. Những người tu vị yếu kém còn chưa thể thấy rõ đám cung điện kia, chỉ có thể sốt ruột. Mục Trinh nói, ngươi nói là những tế đàn này vốn là một bộ phận của tiên cung, nhưng lại lưu tại trong lưỡng giới sơn sao? Thái Thúc Tà Đình vuốt vuốt râu dài, tựa hồ tâm tình thật tốt, cười nói. Đúng vậy, mà tác dụng của những tế đàn này chính là liên hệ với khu kiến trúc tinh cung kia. Nếu lão phu không đoán sai thì người năm đó bố trí đã dùng đại thần thông ném phiến tinh cung này vào trong hư vô, nhưng lại sợ nó mất đi, cho nên lưu lại trong lưỡng giới sơn những tế đàn này, tùy thời định vị và dẫn dắt, như sợi dây kéo lấy diều vậy. Lý Vân Tiêu nói, đã muốn che giấu tinh cung. Lại không muốn để nó mất đi, vì sao giờ phút này lại muốn nó buông sóng? Để nó vĩnh viễn ở lại trong hư không không phải tốt hơn sao? Thái Thúc Tà Đình cười nói. Đó là vì loại bố trí này cũng có lúc lực cùng, một khi dây đứt đi, vậy phiến tinh cung này sẽ vĩnh viễn mất luôn. Cho nên cách mỗi thời gian nhất định, liền sẽ xuất hiện một lần. Lần này chúng ta thấy không biết là lần thứ bao nhiêu nó xuất hiện nữa. Đây là cân nhắc từ góc độ bày trận. Nếu theo như lời Thương đại nhân nói chính là cơ duyên đã đến. Trong mắt Đoan Mộc Thương cũng hưng phấn không thôi, cười nói. Dị cảnh thần kỳ như thế, thiếp thân cũng là lần đầu tiên thấy, rất chờ mong xem trong tinh cung này đến cùng có gì đấy. Lý Vân Tiêu tuy rằng cũng ngạc nhiên, nhưng cũng không quá mức hưng phấn như người khác, mà trầm giọng nói. Dùng cách nhìn của Tà Đình đại nhân, thả một con diều vào không gian hư vô, cách hơn mấy vạn năm lại kéo trở về. Có thể bố trí xuống thủ bút như thế, là tồn tại thế nào mới có thể làm được? Thái Thúc Tà Đình thoáng cái ngây ngẩn cả người, trong mắt bắn ra đạo đạo tinh mang. Dùng thực lực thiên võ giới hiện giờ, trừ phi thánh vực ra tay, liên hợp chư đại phái, nếu không tuyệt đối không bố trí ra được thủ bút thế này. Lý Vân Tiêu nói, lưỡng giới sơn tuy là tán tu chi địa, nhưng thực lực còn không đạt đến cấp độ như thánh vực A. Phương Sử nói, khu vực lưỡng giới sơn vẫn nằm dưới quản hạt của Tại Hại, mạch khoáng nơi đây cũng là mạch khoáng dự trữ của Bắc Minh Huyền Cung, trước khi khai thác chính thức cũng thường có võ giả tán tu ở trong đó, nhưng thực lực thập phần có hạn. Về phần cảnh thịnh thế vài vạn năm trước là như thế nào, thì không thể biết được. Bắc Minh Nguyên Hải nói. Nói như thế, lưỡng giới sơn tuy là tán tu tụ tập, nhưng coi như cũng là một chỗ truyền thừa, chỉ có điều đã sớm đứt đoạn rồi. Đoan Mộc Thương ngưng giọng nói. Đúng là như thế, theo thiếp thân suy đoán, phương bố trí này, thậm chí có 10 thời gian vạn năm, rất có khả năng là do cường giả thần cảnh lưu lại. 10 vạn năm, tất cả mọi người đều chán động, niên đại này cực kỳ mẫn cảm, bởi vì cường giả thần cảnh tuyệt tích, cơ bản cũng là bắt đầu từ lúc đó. Ha ha, có thể nhìn trộm tiên cung cường giả thần cảnh lưu lại, mặc dù là chết, cũng không uổng chuyến này rồi, ha ha. Một người cười lên như điên. Đúng là tất hạo đáng. Mọi người nhìn lại, đều nhao nhao nhíu mày. Thái Thúc Tà Đình dừng ở trên trời sao, nói. Tinh cung hẳn là sắp rơi vào khu vực này, trùng hợp với tế đàn, từ đó khôi phục lưỡng giới sơn nguyên vẹn, theo tốc độ hàng lâm thì đại khái còn cần nửa canh giờ nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bắc Minh Nguyên Hải nắm tay phải, đặt ở bên miệng ho nhẹ vài tiếng, nói. Khục khục. Còn có nửa canh giờ, cũng đủ lâu rồi. Mọi người cũng tiện thương nghị một chút. Thương nghị. Tất cả mọi người nhíu mày lại, thần sắc cả đám đều có chút quái dị. Mục Trinh nói. Thương nghị cái gì? Ha ha. Bắc Minh Nguyên Hải cười cười, nói. Lưỡng giới sơn trước kia tuy rằng từng huy hoàng,
nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đã chôn vùi trong cho bụi. Hiện giờ mảnh địa giới này thuộc về Bắc Minh Huyền Cung, như vậy tòa tinh cung này tự nhiên cũng thuộc sở hữu Bắc Minh thế gia ta rồi. Sắc mặt mọi người thoáng cái trầm xuống, không ai có sắc mặt tốt cả. Trong mơ hồ, mọi người đều ẩn ẩn tức giận. Hừ, vô sỉ. Tất Hạo đáng khinh miệt hừ một tiếng, mỉa mai nói. Trước kia Bắc Minh Huyền Cung phong sơn, một mình tầm bảo, mọi người không nói gì cả. Nhưng về sau phá sơn đối ngoại, tuyên bố cho phép mọi người tiến vào dò xét, hiện giờ đã tìm được bảo bối, lại muốn chiếm dụng, trong thiên hạ có chuyện nào vô sỉ hơn đây nữa sao? Tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì, Tất Hạo đáng vừa nói ra, lập tức được hô ứng, nhao nhao lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, các loại âm thanh chửi rủa thoáng cái nổi lên bốn phía. Bắc Minh Nguyên Hải tràn đầy sát khí, hung hăng trợn mắt nhìn Tất Hạo đáng, trịnh trong cao giọng nói. Đều yên tĩnh, bổn tọa đã nói là muốn chiếm dụng chưa? Tuy rằng theo lý đích thật là của Bắc Minh Huyền Cung ta, nhưng cái gọi là người gặp có phần, Bắc Minh thế gia không phải nơi không giảng nhân tình, tuyệt sẽ không khiến mọi người tay không mà về. Mục Trinh nhướng mày, nói. Bắc Minh Nguyên Hải ngươi đây là ý gì? Bộ dạng giống như chủ nhân tiên cung vậy, hừ hừ. Bắc Minh Nguyên Hải hai tay thả lỏng phía sau, nói. Không có ý gì, nếu thật phải chọn chủ nhân cho tiên cung thì ngoại trừ Bắc Minh thế gia ta ra, thật sự không tìm được ai khác. Cũng tỉ như hậu viện nhà ngươi đào ra bảo bối, chẳng lẽ không thuộc nhà ngươi sao? Mọi người thoáng cái nghẹn lời, có chút không thể phản bác. Tuy rằng đạo lý là như thế, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức buông bỏ lợi ích vào lúc này. Cát! Lý Vân Tiêu sủi cười rộ lên, nói. Có thể coi bảo vật nơi hậu viện, có lẽ chính là những tế đàn này, Bắc Minh Huyền Cung các ngươi lấy đi không sao. Về phần tinh cung kia, chính là phiêu đãng bên trong hư vô hơn 10 vạn năm, chẳng lẽ tọa ẩn bộ hư không thế giới cũng là của Bắc Minh thế gia ngươi sao? Ha ha, nói đúng. Mục Trinh vỗ tay cười to, thổi dâu, nhướng mày khen lớn. Đúng đúng đúng, Vân Tiêu công tử nói rất đúng. Những tế đàn này mọi người ngàn vạn không nên nghĩ đến, chính là của Bắc Minh Huyền Cung, chúng ta cứ đợi tiến vào tinh cung là được. Ân, nhắc tới tinh cung, có lẽ xem như là do Đoan Mộc Thương đại nhân chỉ dẫn phát hiện, vật vô chủ ai gặp người nấy được. Mọi người ngươi một lời ta một câu, líu díu, khiến Bắc Minh Nguyên Hải nổi giận đến sắc mặt tái nhợt. Hắn phẫn nộ quát. Mặc dù tinh cung này đến từ hư vô mờ mịt, nhưng cũng là do tế đàn lưỡng giới sơn dẫn dắt xuống, bảo vật trong tinh cung Bắc Minh Huyền Cung ta ít nhất phải chiếm cứ 7 thành. Phi, 7 thành, Nguyên Hải đại nhân đây là muốn đối địch với mọi người sao? Một lão giả không chút hoang mang nói, sắc mặt gầy gò lạnh lùng, dáng người lởm chởm như khô cốt, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Hơn nữa khí tức mơ hồ lộ ra từ trên người hắn lại không dưới bọn người Bắc Minh Nguyên Hải. Đoan Mộc Thương cũng chậm rãi nói. Cơ duyên, người có duyên có được, mọi người đều thấy, đều là người có duyên. Nguyên Hải đại nhân nếu chuyên quyền độc đoán, sợ rằng sẽ bỏ qua cơ duyên. Huống hồ bên trong tinh cung đến cùng như thế nào, hiện giờ không ai biết nên, không nên quá mức lạc quan. Đừng quên dưới tế đài, trong không gian trọng điệp còn có dị vật tồn tại. Nàng một phen nói rất hợp tình hợp lý, Bắc Minh Nguyên Hải mặt âm trầm không lên tiếng nữa. Mấu chốt nhất chính là hắn cũng phát hiện những lời vừa rồi đã khiến mình bị cô lập khỏi mọi người. Hơn nữa trong những người này quả thật có ẩn nấp không ít cao thủ, liên hợp lại thì sợ rằng mình hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt. Hắn nhìn thoáng qua Phương Sử bên cạnh, thấp giọng truyền âm nói. Lập tức dùng bí thuật đưa tin trở về, ít nhất lại phái 2 thúc lão đến đây. Phương Sử cả kinh. Liền ngưng trọng gật đầu, bắt đầu thối lui ra đằng sau, âm thầm thi thuật. Không ít người thấy một màn này, trong lòng không khỏi trầm xuống, sinh ra lo lắng thật sâu. Đoan Mộc Thương lại ngửa đầu nhìn lên trời, dừng ở tinh cung mênh mông kia, không nói gì cả. Lý Vân Tiêu cũng thi triển đồng thuật, xem rõ mọi cảnh vật trong tinh cung. Bốn phía cung điện đều chấp động lên hoàng mang, như tinh lực lưu chuyển, cùng huyền vũ tinh vực trên trời chiếu rọi lẫn nhau. Hắn biết rõ đây là tinh cung đang hấp thu tinh lực. Đột nhiên một đạo mật âm lọt vào tai, chuông bạc êm tai, chính là Đoan Mộc Thương, đôi mắt đẹp nháy với hắn, nói. Vân Tiêu công tử có nguyện kết minh với thiếp thân không? Lý Vân Tiêu thoáng cái rất kỳ quái, có chút không sờ được ý nghĩ, truyền âm qua nói. Thực lực tại hạ thường thường,
Thương đại nhân sao lại chọn tại hạ? Đoan Mộc Thương cười nhạt một tiếng, nói. Thực lực Vân Tiêu công tử thiếp thân vẫn có vài phần hiểu rõ, thiếp thân, Thái Thúc Tà Đình, Mục Trinh, thêm vào công tử, đủ để chống lại bất cứ chuyện rồi. Lý Vân Tiêu cả kinh, có chút khó hiểu nói. Thực lực cũng có thể tính toán ra sao? Đoan Mộc Thương khanh khách một tiếng, nói. Diệu pháp linh mục của Mục Trinh không có nhìn lầm. Còn nữa, ta gần đây gặp được một vị bằng hữu thú vị, nói cho ta biết không ít chuyện. Lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ công tử nữa đấy. Ai? Lý Vân Tiêu thất kinh hỏi. Vì sao phải cảm tạ ta? Đoan Mộc Thương mỉm cười, nói. Công tử rất nhanh sẽ biết thôi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, khẽ nói. Bản thiếu gia rất không thích cảm giác bị người tính toán này, đồng thời cũng rất chán ghét nữ nhân tự cho mình thông minh. Đoan Mộc Thương lơ đễnh, lạnh nhạt cười nói. Thế ra xem bói, dù sao cũng phải cho người một ít cảm giác thần bí mới được. Bắc Minh Nguyên Hải định điều binh đến, Vân Thiếu cũng có thể nhìn thấy. Thiếp thân là vì an toàn tuyệt đối, lúc này mới tìm tới công tử. Nếu công tử không vui, ta còn có thể tìm người khác. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Vậy Thương đại nhân tìm người khác đi. Hắn tự nghĩ thực lực mình hiện giờ, trừ phi gặp phải cường giả siêu phàm nhập thánh, nếu không mặc dù là cửu tinh đỉnh phong ra tay, cũng có nắm chắc thật lớn có thể chạy thoát. Đoan Mộc Thương ngưng tụ ánh mắt, cười khổ nói. Thiếu niên bướng bỉnh, khó trách có thể có thành tựu như thế. Nói xong, nàng liền tiếp tục quan sát tinh cung kia, cũng không biết có đang mưu tính đối tượng kết minh khác hay không. Rất nhanh, tinh cung mênh mông kia chậm rãi rơi xuống, diện tích chừng ngàn mẫu, vừa khít khu vực này. Sức mạnh to lớn mênh mông phát ra trên tinh cung, lan tràn trong cả sơn mạch, tế đàn bốn phía sơn thể không chịu nổi cự áp, bắt đầu nứt vỡ ra. Từng đạo ánh sáng màu vàng bắn ra tứ phía, ngưng tụ thành một cái kết giới to lớn. Trên kết giới lóe ra hào quang, hóa thành một khối phù triện trôi nổi bất định, đúng là đại địa chi phù, định sơn mạch bốn phía. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vách núi cao nhất mặt phía bắc rốt cục không chịu nổi nữa, sụp đổ xuống, các loại cự thạch bắn ra. Ánh mắt Đoan Mộc Thương lóe lên, quát. Nguy hiểm, đi mau. Nàng dẫn đầu hóa thành một đạo độn quang, bay tới quặng mỏ. Năng lượng trên đại địa chi phù còn thập phần dồi dào, đủ để mọi người bình yên rời đi được. Một lát sau, toàn bộ sơn mạch phạm vi mấy ngàn mẫu đều bị sức mạnh mênh mông to lớn đè sập, hóa thành một mảnh bằng phẳng. Khi kiến trúc tinh cung hùng vĩ mỹ lệ kia kim quang lóng lánh, đột nhiên rơi xuống, đúng là đè lên tế đàn kia. Ầm ầm, khu kiến trúc rơi xuống, một mảnh hoa quang xông lên trời, toàn bộ sơn mạch bị chiếu rọi như ban ngày. Liếc nhìn lại, bao nhiêu quỳnh lâu ngọc vũ, tựa như tiên cung. Trên một tòa cung điện ở trung ương nhất, dựng đứng một khối thông ngọc bài cực lớn, trên đó ghi bốn chữ to Huyền Vũ Tinh Cung, phảng phất ẩn chứa quy tắc nào đó, nhìn qua, không chỉ khiến hai mắt người đau đớn, còn có một loại cảm giác tinh thần hoảng hốt. Không ít người trong lòng giật mình, nhao nhao cắn chót lưỡi, khiến mình thoáng tỉnh táo lại, cũng không dám ngẩng đầu nhìn xem thế nào nữa. Thái Thúc Tà Đình hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn nói. Đại thủ bút như thế, quả thật chỉ có đại năng chỉ sĩ thời cổ đại mới làm ra được. Tiên cung che ngàn mẫu, cách ly mặt trời, không thấy trăng sao. Trong nội cung hàng trăm hành lang gấp khúc, tất cả ôm địa thế, điêu long mài phượng, một mảnh ánh sáng màu vàng lấp lánh. Theo tinh cung hoàn toàn hiện ra trước mắt, tinh quang chi lực kia mới chậm rãi thu liếm, hồi lâu khôi phục một mảnh thanh minh và yên tĩnh. Huyền Vũ Tinh Cung, chưa bao giờ thấy qua sách cổ ghi lại, còn có bao nhiêu nơi đã từng thịnh thế bị chôn vùi dưới cát bụi đây. Đoan Mộc Thương khiếp sợ, một mảnh bùi ngùi thở dài. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ngoại trừ phiến tinh không muôn đời này ra, trên đời nào có vĩnh hằng bất hủ. Tất cả mọi người trong lòng run lên, đều kinh dị nhìn qua hắn. Sấm ngôn khám phá hồng trần, hiểu rõ ảo huyền cuộc đời như thế. Như thế nào cũng không giống như xuất từ miệng một thiếu niên a. Ha ha, quản nó cái gì thiên thu muôn đời, lão phu cười xem y quan cổ khâu, đời ta chi nhạc, thì cầu nhất thời. Một đạo thân ảnh màu đỏ cười to không thôi, nháy dưới đã phóng tới tinh cung. Tất hạo đáng. Bắc Minh Nguyên Hải cả kinh, quát. Đi. Hắn vượt lên trước, lóe lên phía liền đuổi theo vào. Người còn lại của Bắc Minh Huyền Cung cũng theo đuôi phía sau. Đều bay vào trong cung.
Bắc Minh Nguyên Hải lớn tiếng nói. Mọi người tách ra bốn phía, chính hắn lại dẫn đầu đi đến chủ điện. Cả tòa tinh cung quá lớn, hắn sợ bảo vật quá nhiều, bị những người khác được chỗ tốt. Hiện giờ cảm thấy hối hận không thôi, sớm biết có chuyện tốt như vậy, lẽ ra nên phái gấp 10 lần người đến mới phải. Bọn người Mục Trinh cũng biến sắc, không nói hai lời liền vọt vào, đều chạy về phía chủ điện kia. Mấy ngàn võ giả lập tức xôn xao, tản ra như hiêm thú, che khuất bầu trời bay tới tinh cung. Rất nhiều người vẫn tự mình hiểu lấy, nhìn đám người chạy đi chủ điện, không ít thì lại bay về các lầu các thiên điện, hy vọng có thể nhặt được chút tiện nghi. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, vị trí chủ chính là chỗ tế đàn ba tinh vực Ngưu, nữ, hư trước kia, bên trong sợ rằng không có đơn giản như vậy. Hắn cũng không vội đi vào, mà bay tới các thiên điện hơi lớn bốn phía. Khiển Vân Cung, Ngũ Minh Cung, Lăng Ba Cung. Nhìn qua mỗi một tòa thiên điện, khiếp sợ trong lòng Lý Vân Tiêu càng lúc càng lớn, rất khó tưởng tượng đây là do một đám võ giả tán tu tạo nên. Hắn không chút hoang mang lấy ra linh mẫn bàn ra, kim đồng hồ trên bàn đã đình chỉ rung động lắc lư, chỉ về phía chủ điện kia. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, đánh mấy chỉ quyết vào trong linh mẫn bàn, kim đồng hồ lập tức xoay tròn, xoay vài vòng, cuối cùng thoáng cái chỉ tới một tòa bên trái. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn lại. Tên tấm bảng kia viết mấy chữ, Bảo Quang Điện. Giờ phút này đã có mấy đạo nhân ảnh vọt vào, chợt lóe lên rồi biến mất, Lý Vân Tiêu cũng theo đuôi mà vào. Vừa bước vào cửa điện, liền có mấy đạo nhân ảnh bay tới. Giữa đại điện sừng sững lấy một tòa đại đỉnh, trên đó lưu chuyển hào quang màu vàng, tản mát ra từng thổ quang chi lực. Mà những người kia vừa xông tới đã bị trực tiếp chấn bay ra. Thổ hệ nguyên tố chi lực thật mạnh. Lý Vân Tiêu thoáng cái kinh ngạc, dừng ở đại đỉnh kia, ánh mắt thoáng cái thẳng tắp. Dưới đồng thuật hắn nhìn qua, trong thổ sắc quang mang bốn phía đại đỉnh mơ hồ lơ lửng một vòng hư ảnh đá vụn nhàn nhạt. Ngoài cửa lần nữa xông vào một người, hoảng sợ nói. Là thổ hệ nguyên tố chi lực biến dị. Hắn kinh hỉ, vội phóng tới đại đỉnh, duỗi ra năm ngón tay chụp xuống. Phanh! Một đạo hoàng quang tóe lên, người nọ phảng phất như bị búa tạ đánh vào. Tại chỗ phun ra một búng máu bị đánh bay đi mất. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Mấy người còn lại đều cười rộ lên, nhưng trong mắt cũng chớp động lên tham lam và vẻ mặt ngưng trọng, có mấy người càng kiêng kỵ nhìn qua Lý Vân Tiêu, tựa hồ cảm nhận được sự bất phàm của hắn. Vân Thiếu cũng cảm thấy hứng thú với vật này sao? Trong đó một gã nam tử trầm giọng nói. Lý Vân Tiêu nhìn lại, chỉ thấy người nọ mặt tròn tai lớn, bên má có đầy râu, khí thế uy mãnh. Cũng có tu vị võ đế bát tinh, nhưng hắn cũng không quen biết. Bảo vật trong điện này có lẽ chính là nguyên tố trong đỉnh kia rồi, nếu ta không có hứng thú thì đã sớm quay đầu đi rồi à. Lý Vân Tiêu chậm gì gì nói. Linh mẫn bàn dò xét qua, nơi này ngoại trừ bảo vật trong chủ đại điện ra, đây chính là nơi cao cấp nhất. Cái này cũng khó trách, tinh cung phiêu đãng trong thế giới hư vô hơn 10 vạn năm, ngoại trừ ngũ hành nguyên tố ra. Mặc dù còn có bảo vật nghịch thiên thì sợ rằng cũng đã mất hết linh khí, không lọt được mắt linh mẫn bàn rồi. Tên nam tử kia sắc mặt khó coi, trầm ngâm nói. Đã như vậy, không bằng ta và ngươi liên thủ, đuổi những người khác đi, bảo vật trong đỉnh một phân thành hai, ý này như thế nào? Mọi người trong điện lập tức biến sắc, nguyên một đám trợn tròn hai mắt, giận mà không dám nói gì. Trong hơn 10 người này, tuy rằng còn có cường giả võ đế khác, nhưng tu vị cao nhất không thể nghi ngờ là Lý Vân Tiêu và nam tử này. Phỉ Hoàng, người hơi quá đáng, vật vô chủ, người gặp có phần. Một gã cường giả võ đế nhịn không được mở miệng quát tháo, trên mặt lộ ra nộ khí. Phỉ Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Bổn tọa không rảnh lý luận với đám cặn bã các ngươi, không muốn chết thì mau cút. Năm ngón tay hắn mở ra, chộp tới tên cường giả võ đế kia. Lập tức một cổ lực lượng vô hình cực lớn trói buộc chặt lấy cường giả võ đế kia, bàn tay chộp lại. Ken két ba. A. À. Tên cường giả võ đế kia kêu thảm một tiếng, hộ thể đế khí trên người lập tức bị phá, cốt cách cả người đều vỡ vụn ra, bị bóp đến biến hình, vô cùng thê thảm. Cút. Phỉ Hoàng nhấc tay lên, tên cường giả võ đế kia lập tức như lò xo bắn ra ngoài. Toàn bộ bảo quang điện lập tức bắt đầu tĩnh mịch, tất cả mọi người một mảnh sắc xám trắng. Phỉ Hoàng lướt nhìn bốn phía, lạnh lùng nói. Các ngươi không đi cũng không có sao, nhưng nếu như ai có cách nghĩ không an phận,
bổn tọa sẽ trực tiếp bóp hắn thành nghiền nát. Lúc này không còn ai lên tiếng nữa, trong mắt Phỉ Hoàng một mảnh đắc ý và khinh miệt, lúc này mới nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiếu, chúng ta đoạt bảo đi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. Cái gọi là vật vô chủ, người gặp có phần, ta cũng không tiện làm quá đáng. Như vậy đi, đại đỉnh này thuộc về ngươi, vật trong đỉnh thuộc về ta. Cái gì? Sắc mặt Phỉ Hoàng trầm xuống, nổi giận đùng đùng nói. Ta cũng không phải thuật luyện sư, muốn đỉnh kia để làm gì chứ? Không bằng đại đỉnh thuộc Vân Thiếu, vật trong đỉnh thuộc về ta có được không? Lý Vân Tiêu nói. Thật có lỗi, thổ hệ nguyên tố trong đỉnh ta muốn rồi. Trong mắt Phỉ Hoàng bắn ra vẻ âm độc, cười lạnh nói. Nếu không có ta có tương trợ, bằng lực lượng mình ngươi chưa chắc mở được đạo nguyên tố kết giới này. Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình, nói. Vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Hắn bước ra một bước, trên người trực tiếp bùng lên một cổ khí thế. Trên đại đỉnh ông một tiếng rung động lắc lư, lập tức bắn ra một vòng thổ sắc quang mang, hình thành kết giới, ngăn khí thế kia lại. Lý Vân Tiêu lập tức cảm giác như đánh lên tường đồng vách sắt, chấn khiến khí huyết kích động, hắn hử lạnh một tiếng, trong tay nổi lên một đạo kiếm quang lạnh như băng, lãnh kiếm băng xương trực tiếp nắm trong tay, đâm tới trước. Một đạo quy tắc chi lực sắc bén lượn vòng qua trên kiếm phong, trên thân kiếm bắn lên vô số phủ văn, lâm không ngưng kết thành băng hoa màu xanh ra trời. Lúc mũi kiếm chạm vào kết giới chợt nổi lên một vòng rung động, sau đó đâm vào từng chút một. Đồng tử Phỉ Hoàng đột nhiên co lại, xẹt qua kinh hãi, chợt trở nên âm độc. Hắn là nhóm người đầu tiên vào đây, đã thử qua ba lượt ra tay, đều bị thổ hệ nguyên tố kết giới chi lực chấn trở về, tự nhiên hiểu rõ sự lợi hại của đạo kết giới này, có chút kinh nghi bất định nhìn lãnh kiếm băng xương kia. Ông ông ông! Đột nhiên trên lãnh kiếm băng xương truyền đến một hồi chiến minh. Những phù văn màu xanh ra trời kia cấp tốc bay lên, đại lượng hàn khí tản ra, một ít võ giả ở gần đó trên người trực tiếp kết xuất một tầng băng mỏng. Kiếm thế cũng thoáng cái ngừng lại, chỉ thấy trong tầng ánh sáng màu vàng kia càng thả ra một tầng tia sáng trắng, phủ một tầng hơi mỏng lên thân kiếm, Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy trong tay có lực lượng hàng tỷ cân, cơ hồ không nhấc kiếm lên nổi. Uống! Hắn hét lớn một tiếng, da thịt toàn thân thoáng cái hóa thành màu vàng, tứ môn chi lực đột nhiên mở ra. Cánh tay biến to hơn gấp đôi, thân kiếm run rẩy lập tức ổn định lại, lần nữa đâm về trước. Ầm ầm, đại đồng đỉnh màu vàng kia đung đưa, bên trong truyền đến thanh âm bôn lôi, như thiên quân vạn mã, như cùng trời long đất nở, một cổ đại địa chi ý tản ra. Không khí ầm ầm nổ đùng, không gian cũng trở nên hoảng hốt bất định. Kim quang toàn thân Lý Vân Tiêu lập tức bị áp chế xuống, cơ bắp hoàn toàn quắt lại, cả người đều biến hình. Rầm rầm rầm. Võ giả bốn phía vừa tiếp xúc với đại địa chi ý kia, lập tức như bị thiên thạch đập trúng, cả người thất điên bát đảo hoa, bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Càng có một gã võ hoàng đỉnh phong lập tức phanh thoáng một phát liền nổ thành thịt nát và huyết vũ. Lui! Một gã cường giả võ đế nhất tinh mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức hóa ra độn quang bỏ chạy ra ngoài điện. Dưới cổ ý cảnh đại địa này, cửu thiên đế khí của hắn cũng chỉ chống được một lượt hô hấp. Đã bị ép tới lồng ngực vỡ nát, ngũ tạng lục phủ rạn nứt, trọng thương không thôi. Lập tức hơn 10 đạo độn quang sáng lên, nhao nhao lui lại. Nhưng có 4 đạo độn quang vừa lên, còn chưa kịp chạy thoát đã rầm 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 phanh nổ bung thành một mảnh huyết nhục. Phỉ Hoàng cũng rất kinh hãi, cực lực vận chuyển đế khí, trên làn da ẩn hiện một tầng quang mang bạch sắc, cả người cũng bị đại địa chi ý kia chấn động, ép tới không ngừng biến hình. Trong mắt Lý Vân Tiêu tuôn ra một đoàn tàn khốc, quát. Mở cho ta. Trường kiếm run lên, dâng lên kiếm ý, ở bốn phía lãnh kiếm băng xương, hiện ra vô số tinh thể hình bông tuyết tinh tế, cẩn thận nhìn lại, đúng là nguyên một đám phủ văn. Phanh. Thổ kết giới đột nhiên nổ bung, một cổ lực lượng mênh mông phả vào mặt. Toàn bộ không gian hoàn toàn thay đổi, áp xúc thành một đạo cực điểm, căng phồng lên. Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ. Vội vàng thu kiếm, hóa thành một đạo lôi quang bỏ chạy. Nhưng không gian chi lực lập tức áp đến. Phanh! Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy bị ngọn núi đập trúng, cả người tản ra kim quang, phun ra một búng máu thối lui ra 100 mét. Phỉ Hoàng cũng phi thường không dễ chịu, nhưng hắn đã bỏ chạy trước khi kết giới vỡ ra, chỉ kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu.
sau khi đạo kết giới chi lực kia tản ra, toàn bộ không gian trong điện lập tức khôi phục nguyên trạng. Đại đỉnh màu vàng kia cũng yên tĩnh trở lại. Xíu. Phỉ Hoàng lập tức hóa thành một đạo quang mang xông tới, năm ngón tay hóa thành một cái móng vuốt sắc bén cực lớn, như một cái lưới đánh cá phủ xuống, một tay bắt lấy toàn bộ đại đỉnh. Ha ha, Vân thiếu đa tạ, sau này còn gặp lại. Phỉ Hoàng cười to đắc ý không thôi, chụp một chảo lên trên, lập tức dáng tươi cười liền cứng lại. Tòa đại đỉnh kia không chỉ không suy chuyển, hơn nữa một cổ sức lực lớn trực tiếp ép lên tay hắn, như bị người mãnh liệt giật thoáng một phát, thân thể không tự chủ được bắn xuống dưới. Phanh! Cả người hắn trực tiếp đâm vào trên đại đỉnh, loảng xoảng một tiếng, đại đỉnh màu vàng bị đụng nổ bung, nứt vỡ ra. Không trung đột nhiên hội tụ ra tam sắc quang mang, tử, thanh, lam. Trong tam quang, một tòa núi nhỏ linh quang đại phóng. Tòa núi nhỏ kia vừa hay là ba ngọn núi, phân biệt là ba loại nhan sắc, tản mát ra thổ hệ chi lực cường đại. Lý Vân Tiêu cách đó ngoài 100 mét cũng cảm nhận được không gian đè ép đập vào mặt, một hồi không khỏe. Phỉ Hoàng sau khi đụng nát đại đỉnh đã đầu rơi máu chảy, hiện giờ vừa vặn ở dưới núi nhỏ, khoảng cách chỉ mấy mét, càng phun ra ra miệng lớn máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra, kéo ra trên mặt đất một vệt máu dài. Đây là vật gì, không ngờ bá đạo như thế. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, nhìn qua ngọn núi ba màu kia, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Ngọn sơn phong này tuyệt không chỉ là thổ hệ nguyên tố biến dị đơn giản, mà là một kiện huyền khí bị người luyện chế qua, hoàn toàn do ba loại thổ hệ nguyên tố biến dị chế thành. Ngọn núi kia linh tính 10 phần, sau khi ra khỏi đại đỉnh liền ngừng một hồi trên không trung, bốn phía liền bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi trở nên hoảng hốt, đúng là muốn phá không mà đi. Lưu lại cho ta. Lý Vân Tiêu ném đi giới thần bi, lập tức diễn biến ra, trở thành một tòa ngọc bia cự đại, trấn ở trên ngọn núi kia. Trên thân bia kim quang lưu chuyển, vô số phủ văn tuôn ra. Thế giới chi lực như nguyệt hoa tản ra, đè ép không gian vặn vẹo kia về. Ngọn núi tựa hồ cảm nhận được sự cường đại của giới thần bi, một hồi rung rung, lập tức không gian bốn phía nghiền nát, toàn bộ đại điện đất rung núi chuyển, sắp sụp đổ xuống. Muốn đi, ngoan ngoãn đi vào cho bản thiếu gia. Lý Vân Tiêu hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một vòng ma ha cổ văn thoáng hiện trên không trung, quấn ở bốn phía ngọn núi. Tam sắc quang mang cả ngọn núi bị thế giới chi lực xông lên, lập tức nhạt đi cơ hồ không thấy rõ nữa, sơn thể cũng từ từ dâng lên, cũng bị hút vào. Lý Vân Tiêu cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nếu là huyền khí phổ thông thì đã lập tức bị thu vào rồi, nhưng ngọn núi này thật sự quá nặng, nặng đến mức di động một chút thôi cũng khó khăn vạn phần. Đột nhiên trên bầu trời hóa ra một cái chảo ảnh màu đen cực lớn, chụp mạnh tới Lý Vân Tiêu. Trong hắc chảo kia dâng lên một mảnh ngân quang, mở ra vô số lân phiến, như đao như kiếm, chảm xuống dưới. Hừ, muốn chết sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, hai tay tiếp tục thi triển đại giới thần quyết, thu lấy tam sắc thần sơn kia. Nhưng sau lưng dâng lên kim quang, hóa ra ba đầu sáu tay, hai cái đầu đều trợn mắt trừng trừng, trong bốn mắt đều là sát khí lăng lệ. Cái gì? Trong hư không truyền đến thanh âm kinh hãi của Phỉ Hoàng. Trên một cánh tay có hào quang xoay chuyển, nắm kiếm hạp trong tay. Tay khác không ngừng bấm niệm pháp quyết đánh vào trong, sau đó hai ngón khẽ dẫn. Long cong! Kiếm hạp mở rộng ra, vô số ngân quang bắn ra, kiếm khí trùng thiên mà đi. Rầm 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 phanh! Toàn bộ bàn tay lớn màu đen lập tức bị xỏ xuyên, một đạo kiếm phủ hóa ra trên không trung, ngưng tụ thành kiếm khí chi hải, xua tan toàn bộ hắc khí. Trong kiếm trận, một chỗ không gian bị xoắn thành mảnh nhỏ, thân ảnh Phỉ Hoàng lộ ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tha mạng, Vân Tiêu đại nhân tha mạng a, ta biết sai rồi. Hắn không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng khí thế trên người càng ngày càng mạnh, hiển nhiên đang tụ lực muốn phá tan kiếm trận. Hừ, Lý Vân Tiêu kéo lấy kiếm hạp tức giận hừ một tiếng, kiếm quyết biến đổi, lập tức kiếm thế nổi lên. Đừng mà, Phỉ Hoàng hét lớn một tiếng hoảng sợ. Tiềm lực suốt đời lập tức bộc phát, thoáng cái chống lại kiếm thế, muốn hóa thành độn quang thoát đi. Nhưng trên mái vòm đại điện đột nhiên tối sầm lại, sau đó bị ánh sáng màu xanh tràn ngập. Ba đầu Lý Vân Tiêu tràn đầy mỉa mai, một tay bắt lấy cái búa, một tay đơn kháp lôi quyết, đã sớm xúc thế xong. Ầm ầm, một búa đánh xuống, lôi quang rơi vào lên kiếm thế, đánh tan đế khí toàn thân Phỉ Hoàng,
trực tiếp đánh vào đỉnh đầu hắn, sinh cơ đoạn tuyệt. Lý Vân Tiêu kêu rên một tiếng, thu lại huyền khí và pháp tướng, sắc mặt cũng trắng lại. Tam sắc thần sơn rốt cục bị thu vào trong giới thần bi, mặt hắn lộ vẻ vui mừng, lăng không khẽ vẫy, bắt giới thần bi về. Tinh tế cảm giác qua, này tòa thần sơn kia đang lơ lửng trong giới thần bi, bất động, giống như yên tĩnh trở lại. Hắn vẫn có chút không yên lòng, phân ra một đạo thần niệm hóa ảnh ra, thủ hộ ở trên thần sơn, để ngừa nó phá giới mà đi. Làm xong tất cả, hắn mới lấy ra một ít đan dược ăn. Đánh chết phỉ hoàng cũng không hao phí lực lượng gì, mấu chốt là bị thổ nguyên tố chi lực chấn bị thương nội phủ, tăng thêm phá vỡ kết giới và thu thần sơn cũng hao tổn thật lớn. Hơi chút điều tức nguyên lực, khôi phục thất thất bát bát hắn liền hóa thành ánh sáng màu xanh bay ra bảo quang điện. Ngoài bảo quang điện, hơn 10 tên võ giả còn đang chờ đợi trông xem thế nào, vừa thấy Lý Vân Tiêu bình yên đi ra, liền biết rõ bảo vật không còn nữa, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Lý Vân Tiêu quét qua mọi người, liền hóa thành một đạo quang mang lao tới chủ điện. Những võ giả lập tức dũng mãnh vào trong bảo quang điện, muốn xem thử có còn chút canh nào để hút không, vừa thấy được thi thể phi hoàng nằm trên mặt đất, chợt dâng lên một loại khoái cảm trả thù. Lý Vân Tiêu bước vào trong chủ điện, chỉ có vài tên võ giả thưa thớt, kém xa với hàng trăm hàng ngàn người xông tới ban nãy. Trong đại điện bày ra một trận pháp màu, đúng là dùng để truyền tống. Lý Vân Tiêu trong lòng hơi kinh, toàn bộ tinh cung này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, nhất định là không cần dùng đến truyền tống trận. Chủ điện này tương liên với tế đàn ba tiểu tinh vực kia, hơn phân nửa là truyền tống đến trong không gian trọng điệp kia rồi. Vài tên võ giả bên cạnh trận pháp vẫn còn do dự, Lý Vân Tiêu bước vào trong đó, bắt đầu đánh ra đạo đạo bí quyết ấn, mở trận pháp ra. Đột nhiên ngoài điện bay tới mấy đạo quang mang, cũng thoáng cái rơi vào trong trận. Tổng cộng hơn 10 người, đều biến mất trong truyền tống chi quang. Sau một khắc, trong một mảnh không gian hắc mông, hào quang lóe lên, hiện ra mấy người. Ân, xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu lộ ra dị sắc, trong phiến không gian đen xì này, không thấy một người một vật, chỉ có 17 cánh cửa rộng mở ra trước mắt mọi người. Hơn nữa phương thức xếp đặt của 17 cánh cửa này đúng là 17 ngôi sao trong huyền vũ tinh vực, tạo thành hình quy xà chi vĩ. Rất đơn giản, trong 17 cánh cửa này tất nhiên 16 p cái là tử môn, chỉ có một cái là sinh môn. Trước kia người đến đây, sợ rằng chỉ có một phần 17 người sống tiến vào được. Một người lạnh như băng nói, giọng nói kia mang theo vẻ đùa giỡn, đúng là Tiêu Hạo của Bắc Minh thế gia, hắn vẫn một mực nhìn Lý Vân Tiêu không vừa mắt. 6 người còn lại cũng là cường giả Bắc Minh thế gia, 7 người bọn hắn ở trong thiên địa phụ cận không thu hoạch được gì, lúc này mới chạy tới chủ điện. Vừa vặn truyền tống đến cùng Lý Vân Tiêu. Về phần 3 người còn lại là võ giả không chút quan hệ, cũng là thấy nhiều người nên mới cùng tới theo. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ngươi khẳng định. Tiêu Hạo cười lạnh nói. Đoán thôi. Lý Vân Tiêu nói. Ta nói sao, tinh cung chi chủ làm sao có thể bày xuống ván cục nhược trí như vậy chứ? Lý Vân Tiêu, gan chó ngươi thật lớn đấy. Tiêu Hạo sắc mặt phát lạnh, khiển trách quát mắng. Hiện giờ chỉ có mấy người chúng ta, ngươi cho rằng sẽ còn có người tới cứu ngươi sao? 6 người khác của Bắc Minh thế gia thân ảnh nhoáng cái chớp động, vây quanh lấy Lý Vân Tiêu. 3 người còn lại thì biến sắc, cảnh giác dựa vào cùng một chỗ, cùng 8 người bảo trì ra khoảng cách nhất định. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Tình huống nơi này vẫn chưa rõ ràng, người đã mạo muội trở mặt động thủ, không biết là đã có cân nhắc qua chưa? Hừ! Bắt lấy ngươi chỉ là chuyện một phút đồng hồ, lại cẩn thận nghiên cứu tình huống nơi đây cung không muộn, lên. Tiêu Hạo vung tay lên, khí tức trên thân cũng nổ bung, từ trong đen kịt rút ra một cây roi xương, không biết là do xương sống của yêu thú gì luyện thành, từng tiết đều chớp động lên hắc mang. Cự nha phá địa. Roi xương màu đen run lên, thoáng cái hóa ra vô số bóng roi, lộ ra xương cốt nối tiếp, nương theo trận trận tiếng sấm nổ mạnh, âm trầm đến khủng bố. 6 người khác làm thành trận thế, cùng nhau liên thủ tiến đến. Trước kia Lý Vân Tiêu từng có giao phong với Bắc Minh Nguyên Hải, mọi người cũng không dám khinh thường hắn, vừa lên đến đã dốc hết toàn lực. 6 người liên thủ, kết thành một đạo quang hoàn cự đại, hoàn toàn bao lấy Lý Vân Tiêu vào trong. Trong quang hoàn càng bay lên vô số tiểu hòn ân, tầng tầng lớp lớp thoáng cái đều bao lấy hắn, không cách nào nhúc nhích. Làm tốt lắm.
Tiêu Hạo cuồng tiếu không thôi, bọn hắn đã sớm âm thầm ước hẹn, 6 người ra tay chỉ phụ trách áp chế là được, công kích thì toàn bộ dựa vào trường tiên của hắn. Vô số quang hoàn kia không chỉ phong tỏa không gian và hành động, càng có thể khóa lại nguyên lực. Rầm rầm rầm, vô số bóng roi vang lên tiếng, mỗi một đạo đều quất lên trên người Lý Vân Tiêu, tuôn ra từng đoàn hắc khí. Lực lượng kinh khủng kia càng tách ra bốn phía, 6 người chung quanh sắc mặt đột biến, cảm nhận được lực lượng đập vào mặt, một người trong đó quát. Rút lui, nguyên lực C toàn thân Lý Vân Tiêu bị khóa, vào cây hắc tiên kia đánh chúng thì cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, 6 người lập tức thu lại nguyên công, khinh thân lui về phía sau, tránh đi lực trùng kích của trường tiên kia. Đánh xong rồi sao? Hắc khí bao quanh dần dần tiêu tán, thân khí Lý Vân Tiêu lộ ra, mặt mũi tràn đầy vẻ đùa giỡn. Hắn đứng nguyên tại chỗ, thậm chí còn chưa hề động đậy. À, cái gì? 7 người Bắc Minh Huyền Cung toàn thân đại chấn, không thể tin chừng to mắt, một loại cảm giác xấu lan tràn trong lòng mỗi người. Đặc biệt là Tiêu Hạo, toàn thân chảy xuống mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt lập tức phát trắng nói. Ngươi, làm sao có thể? Trong mắt Lý Vân Tiêu xẹt qua một tia khinh miệt, thuấn di một cái liền trực tiếp xuất hiện trước mắt hắn, giơ lên nắm đấm, dưới một mảnh kim quang lập lòe đánh tới trước. Phanh! Nắm đấm trực tiếp đánh vào lồng ngực đối phương, đột nhiên nổ bung. Tiêu Hạo muốn tránh lại phát hiện mình không thể nhúc nhích được, trơ mắt éch ra nhìn nắm đấm kim quang kia đánh vào lồng ngực mình, sau đó lại trơ mắt éch ra nhìn trên lồng ngực thủng ra một cái động lớn. Lực lượng thân thể Lý Vân Tiêu mặc dù là võ đế cửu tinh cũng có thể tay không xé nát, Tiêu Hạo chẳng qua chỉ là võ đế bát tinh, lập tức bị miểu sát tại chỗ. 6 người khác, còn có 3 người không quan hệ kia đều kinh hãi tột đỉnh, trong mắt lộ ra hoảng sợ cực độ. Lý Vân Tiêu chỉ vào 6 người kia nói. Muốn chết hay muốn sống? 6 người kia sửng sốt một chút, một người trong đó cố lấy dũng khí nói. Ngươi chịu buông tha chúng ta. Nói hết lời, trán của hắn đã che kín mồ hôi lạnh, cơ hồ như kết băng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Tự nhiên buông tha phải có điều kiện. 17 cánh cửa này, các ngươi mở ra đi. À, đây không phải để cho chúng ta chịu chết sao? Người nọ trở nên gấp gáp. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát. Không đánh bạc mệnh, hiện giờ sẽ chết. 6 người biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ oán độc, nhưng không ai có cách nào cả. 6 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám tiến lên cả. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Dày vò khốn khổ, ngươi đi. Hắn tiện tay chỉ một người. Tên bị chỉ trúng sắc mặt lập tức trắng bệch, cắn răng bay đi, nhìn 17 cánh cửa một chút, tùy tiện nhắm mắt lại tính toán một chút, mới đi đến trước một cánh cửa, mở nó ra. Oanh! Một cổ sức lực lớn vọt ra ngoài như con mãnh thú và dòng nước lũ, lập tức đánh cho hắn phấn thân toái cốt. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên. Toàn thân mọi người run rẩy thoáng một phát, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, sợ tới mức phát run. Sau khi cánh cửa kia mở ra, thời gian dần qua liền biến mất, chỉ còn lại có 16 phiến. Ồ, thật đúng như người kia nói, 16 đạo tử môn, một đạo sinh môn. Lý Vân Tiêu nâng cầm lên, nháy mắt, nói. Như thế cũng bớt phiền toái, thử từng cái là được. Sớm biết như vậy đã lưu cho tên kia một mạng, nếu vậy có thể triệt tiêu một tử môn rồi. 5 người còn lại của Bắc Minh Huyền Cung toàn thân đều run lên, run rẩy cực kỳ lợi hại, mỗi người mặt xám như cho. Lý Vân Tiêu quát. Đừng dày vò khốn khổ nữa, ngươi. Hắn tiện tay chỉ một cái. Người bị chỉ kia tay mắt lanh lẹ, thoáng cái đã tránh ra, lập tức chỉ đến một người ở sau lưng. À, người bị ngón tay chỉ trúng há to mồm. Sau đó phẫn nộ nhìn qua đồng bạn né tránh, trong đôi mắt phun ra lửa. Tên kia đồng bạn trực tiếp quay đầu đi. Dịch Phong, ta nếu không chết, đời này không để yên cho ngươi đâu. Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, liền hất ống tay áo, lao tới một cánh cửa, hung hăng đẩy ra. Phanh, tay của hắn vừa mới chạm được cánh cửa kia, đã có một tiếng nổ tung kinh thiên, không gian chỗ cánh cửa từ bốn phía sụp xuống ở trung ương. Người nọ thoáng cái bị hút vào lỗ đen, cuối cùng hóa thành một cái kỳ điểm, biến mất trong đêm tối. 4 người còn lại mặt không có chút máu, loại cảm giác chờ đợi tử vong này như dùng dao găm cắt thịt, còn khó chịu hơn cả trực tiếp giết chết bọn hắn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đây chính là kết cục vì các ngươi ra tay với ta,
ít nhất ta cũng lưu cho các ngươi một đường sinh cơ. Chúng ta hiểu rõ, đa tạ Vân Tiêu công tử. Một người trong đó thở dài một tiếng, chủ động bay lên chọn một cánh cửa, kết quả vẫn là bị diệt trong nháy mắt. Hai người còn lại mặt cũng lộ vẻ tuyệt vọng, nhao nhao bay lên, phân biệt chọn hai cánh cửa một đầu một cuối. Rầm rầm, hai tiếng nổ tung vang lên, thi cốt đều không còn. Tên Dịch Phong còn lại sắc mặt khó coi như gan heo, cơ hồ mang theo khóc nức nở nói. Vân Tiêu đại nhân, van cầu người bỏ qua cho ta đi, ta thực không muốn chết a, ô ô. Ba người không quan hệ khác lạnh lùng nhìn hắn, tuy rằng ánh mắt lộ ra trơ trẽn, nhưng cũng không có quá nhiều trào phúng, dù sao sống chết trước mắt, ai cũng sợ hãi cả. Lý Vân Tiêu mỉa mai nói. Người ngoại trừ đi thử cửa ra, giữ lại ngươi làm được gì? Chẳng lẽ ta lại tự mình mạo hiểm đi thử sao? Dịch Phong khóc tang nói. Chỉ cần đại nhân buông tha ta, tại hạ nguyện ý làm trâu làm ngựa đi theo bên người đại nhân. Lý Vân Tiêu khô tay nói. Ta không cần rác rưởi, ngươi là đi thử cửa hay là giờ chết? Cho ngươi ba tức thời gian để cân nhắc. Đại nhân ta còn có giá trị. Dịch Phong tựa hồ nhớ ra gì đó, nhưng cảnh giác liếc nhìn ba người khác, liền khẽ nhúc nhích bờ môi, bắt đầu truyền âm lấy. Lý Vân Tiêu biến sắc, lộ ra vẻ trầm tư, sau đó cười lạnh nói. Tốt, liền tha cho ngươi một mạng nhưng bản thiếu gia đối với ngươi vẫn còn lo lắng đấy, tiểu tử ngươi thân thủ vô cùng nhanh nhẹn a. Dịch Phong trên mặt đỏ bừng, xấu hổ nói không nên lời. Nhưng biết rõ mình có thể bảo vệ tánh mạng rồi, hơn nữa còn kinh hỉ hưng phấn, vội khúm núm nói. Đa tạ Vân Tiêu đại nhân ân không giết, suốt đời khó quên, cả đời khó quên. Tốt rồi, Lý Vân Tiêu chẳng muốn nghe hắn vuốt mông ngựa, trực tiếp lăng không kháp ra một đạo quyết ấn, lập tức vỗ xuống trên người Dịch Phong. Rầm rầm rầm, ba tiếng xé gió vang lên. Dịch Phong kêu rên một tiếng, khóe miệng chảy xuống máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta đã giao xuống lạc ấn trên người của ngươi, đợi sau chuyện này sẽ đi tìm ngươi, lạc ấn này có tác dụng gì ta cũng lười phải nói, ngươi có thể thử phản bội ta xem. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Không dám. Dịch Phong nói gấp, hơi chút vận chuyển nguyên lực, cũng không có phát hiện dị thường, lập tức lòng trầm xuống. Cấm chế càng nhìn như không có vấn đề thì lại càng thêm lợi hại. Nhưng hắn đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu Lý Vân Tiêu đã chịu hạ lạc ấn, vậy chứng minh đích thật đã bỏ qua cho hắn một mạng. Giờ phút này 17 cánh cửa còn thừa lại 12 cái, như 12 tòa mộ bia ngật đứng ở đó. Ba người kia cảm nhận được ánh mắt Lý Vân Tiêu, lập tức hít một hơi lạnh, thoáng cái thối lui ra trăm trượng, vạn phần cảnh giác. Một người trong đó kinh quát. Vân Tiêu đại nhân. Chúng ta không oán không cửu a. Lý Vân Tiêu nói. Ta biết rõ, nhưng còn thừa 12 cánh cửa, làm sao bây giờ đây? Không tìm được sinh lộ, sợ rằng phải vĩnh viễn chết chỗ này rồi. Sắc mặt ba người đều khó coi đến cực điểm, một người trong đó có đôi mắt tam giác, mũi tẹt miệng méo, mở miệng nói. Ta có một cách, không biết có thể được không? Hai người khác đều nhìn hắn, lộ ra vẻ tha thiết. Người kia nói. Tại hạ là một thuần thú sư, trên người mang theo mấy đầu linh thú, có lẽ có thể thử cửa. Đại thiện, một người trong đó kinh hỉ nói. Có thứ này, vì sao không nói sớm? Người kia nói. Một mực không có cơ hội để cho ta nói a. Ặc, Dịch Phong như muốn cắn nát răng, sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, trong đôi mắt phun ra lửa, năm người Bắc Minh thế ra bọn hắn xem như chết vô ích rồi. Mắt tam giác kia lấy ra một cái bao tải ném lên không trung, sau đó đánh vài đạo quyết ấn vào trong. Dây thừng cột bao tải thoáng cái cởi ra, lập tức miệng túi trương to lên, từ bên trong chạy ra một đầu độc giác mã ra, sau đó một đầu vượn tay lớn, sau đó một con rết có cánh, lôi quang thử, cóc, cực lớn, con voi màu đỏ. Thoáng cái đi ra hơn 20 đầu động vật chạy loạn trên bầu trời. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Thuần thú sư không phải chỉ có thể thuần một đầu sao? Mắt tam giác nói. Đúng là như thế, mặc dù thuần thú sư cường đại thế nào nhiều nhất cũng chỉ chọn hai đầu yêu thú, nếu không tu vị bản thân rất khó hơn tiến. Mà tại hạ chính là loại thuần thú sư không còn cầu tấn cấp, cho nên nhàn rỗi không có việc gì liên thuần nhiều hơn một chút, lực khống chế lực với mấy yêu thú này cũng không được, nhưng nếu chỉ để chúng nó đi mở cửa thì khẳng định không có vấn đề. Lý Vân Tiêu gật đầu cười nói. Đúng vậy,
năng lực này của ngươi xem như là khắc tinh của phương bố cục này rồi. Mắt Tam Giác nở nụ cười xấu hổ, liền hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, đồng thời miệng phun ra từng đạo âm phù cổ quái. Những yêu thú kia thoáng cái yên tĩnh trở lại, thành thành thật thật xếp thành hàng, bắt đầu xông lên mở cửa ra. Oanh! 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 Từng con yêu thú tan thành mây khói, trên trán Mắt Tam Giác chảy ra đổ mồ hôi ra, nhưng đa số vẫn là thịt đau. Rất nhanh, dưới vẻ kinh ngạc của mấy người, 16 cánh cửa đều mất hết, chỉ còn thừa cái cuối cùng lẻ loi ngật đứng ở đó. Cái này! Mắt Tam Giác cũng chóng mặt, kêu lên. Vận khí sẽ không kém vậy chứ? Lý Vân Tiêu nói. Không phải vận khí vấn đề, hẳn là bố cục vốn là như thế, bất luận ngươi mở cửa thế nào, 16 cái trước tất nhiên đều là tử cục. Ai nha nha, một thiết kế thật độc nha, nếu nhân số một lần truyền tống không đủ 17 người, vậy không phải đều sẽ toàn diệt sao? Mắt Tam Giác lau mồ hôi lạnh, sợ hãi nói. Mặc dù truyền tống một số đông người tới, cũng ít nhất phải chết 16 người mới có thể đi qua. Lý Vân Tiêu cười nói. Cái này cũng chưa chắc, nếu là cấm chế, vậy tất nhiên có cách phá cấm, chỉ để nguyên một đám lên thử sẽ dễ dàng hơn mà thôi. Dù sao chỉ dùng người Bắc Minh Huyền Cung đi thử, cũng không đau lòng. Trên trán Dịch Phong chảy ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm. Trong mắt của hắn âm độc liếc nhìn ba người kia, nhớ kỹ tướng mạo bọn hắn trong lòng. Ba người này trong lòng hắn đã bị phán quyết tử hình, nếu không bọn hắn truyền chuyện mình sợ chết cầu xin tha thứ đi, vậy thì triệt để không cách nào làm người rồi, thậm chí còn khả năng bị Bắc Minh Huyền Cung nghiền xương thành cho nữa. Mắt Tam Giác đã khống chế một con quái vật đầu người thân rắn, thoáng cái quấn quanh lên tay cầm cánh cửa kia, dùng sức mở ra. Lập tức một đạo hào quang bạch sắc chiếu rọi ra, khiến cả không gian bị chiếu đến sáng trưng. Cảnh vật bốn phía thoáng cái biển ảo, trong không gian trắng xóa truyền đến tiếng kim loại loảng xoảng. Liên tục không dứt, mỗi một cái đều chấn động nhân tâm. Đây là... Mấy người ngưng mắt nhìn lại, bạch mang chi vụ dần dần hóa khai, trước mắt xuất hiện một bộ chuông nhạc phức tạp. Đưa mắt nhìn lại, có tất cả 13 khẩu đại chung, chung chung 33 khẩu, tiểu chung 72 khẩu, trong đó 13 khẩu đại chung ở đằng kia chấn động rất nhỏ, loảng xoảng chi âm bắt đầu từ trong đó truyền ra. Một hồi gió nhẹ di động, 33 khẩu chung chung kia cũng bắt đầu lắc lư lên. Âm thanh trở nên phức tạp, sau đó 72 tiểu chung cũng theo đó vang lên, một mảnh liên tục, khí thế rộng rãi, rung động nhân tâm. Mấy người đều lộ ra kinh hãi, chỉ cảm thấy dưới âm luật nơi an nì trùng kích, có loại cảm giác hiểu hiểu tối tăm, tâm thần bất định, trong lúc nhất thời vậy mà trăm chuyện ập đến. Nghĩ thầm chuyện gì, chuyện lạ tức đến. Rất nhanh, trên mặt mấy người đều xuất hiện vẻ mơ tưởng, chợt vui chợt buồn, chợt mê chợt tỉnh, Mắt Tam Giác kia càng rực tiếp lăng không ngồi xuống, khóc lớn lên. Hai mắt Lý Vân Tiêu cũng đục ngầu, sắc mặt thê lương. Đột nhiên hắn giật mình một cái, lập tức thanh tỉnh lại, trong hai tròng mắt khôi phục thanh minh. Loạt tiếng chuông kia trong mắt hắn đã ngừng lại, im im lặng lặng lơ lửng giữa không trung, lại không bất cứ ba động gì cả. Nhưng bọn người Dịch Phong vẫn ở trong ảo cảnh không thể tự thoát ra được, tựa hồ mê âm trong lòng bọn hắn vĩnh viễn không dừng lại vậy. Lý Vân Tiêu vươn tay đẩy Dịch Phong ra, muốn hắn thoát ra khỏi ảo cảnh, nhưng cảnh sắc bốn phía lại biến đổi. Chỉ thấy thiên địa một mảnh trắng như tuyết, hắn một mình một người đứng ở trên đỉnh tuyết phong. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Từ khi sau khi từ chủ điện Huyền Vũ Tinh Cung truyền tống tới, cảnh thấy được đều rõ ràng chi tiết, nhưng phía sau hiển nhiên là các ảo cảnh nối tiếp nhau, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, bông tuyết kia phiêu vào tay hắn, lạnh buốt thấm người, thoải mái nói không nên lời. Hắn dùng tay vuốt phẳng một chút, quả thật không phải giả. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu một người đứng trên đỉnh núi trơ trọi, liếc nhìn lại, ngân trang tố khỏa, vạn dặm dáng hồng. Bỗng nhiên, tuyết bay đầy trời thoáng cái cứng lại. Rầm rầm rầm, vô số bông tuyết từng cái nổ bung, từng cái đều hóa thành viên hầu tay dài hung mãnh. Lông trên người dựng thẳng lên, răng nanh móng vuốt sắc bén, từ bốn phương tám hướng vọt mạnh tới. Cái gì? Lý Vân Tiêu sợ hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt. Vượn quân thiên thiên vạn vạn, rậm rạp chằng chịt kia không chỉ khiến nhân tâm phát lạnh, mà da đầu càng run lên. Cảnh tượng rất giống với tát đậu thành binh của Mục Nhất Quân lúc trước.
không có khả năng. Trên trán hắn chảy ra mồ hôi lạnh, hai con người thoáng cái ngưng tụ, hung quang bắn ra, hóa thành huyết đồng tinh hồng sắc. Một cổ lực lượng cổ quái từ trong hai đồng tử hắn nhộn nhạo ra, nơi nhìn tới, hung vượn chợt biến mất từng phiến. Lý Vân Tiêu đã có thể hoàn toàn kết luận, từ sau khi truyền tống khỏi chủ điện đã lâm vào một cái ảo cảnh cự đại, 17 cánh cửa lúc ban đầu cũng có thể là giả dối. Mà những người Bắc Minh Huyền Cung kia, chết trong hoàn cảnh 17 cánh cửa chính là chết thật sự. Dù hiện giờ hắn bị hung vượn xé rách, cũng là kết cục đã chết. Trúc ngoại khuy âm, thụ ngoại khuy thủy, phong ngoại khuy vân, nan đạo ngã hữu ý vô ý. Thần dịch lực trong người thoáng cái kích động ra, lập tức tràn ngập toàn thân, một loại khí thần thánh trang nghiêm túc mục hiện lên trên mặt hắn. Dưới khuôn mặt, một tay bấm niệm pháp quyết trước người, vẫn không nhúc nhích. Trong đôi mắt con người ngưng tụ thành hình thái cổ quái, như một tòa trận pháp loại nhỏ, một mắt nhìn qua, phảng phất xuyên qua thời không, kéo dài qua từ cổ chí kim. Điều lai khuy nhân, nguyệt lai khuy tử, tuyết lai khuy thư, khước khán tha hữu tình vô tình. Nguyệt đồng chi lực đột nhiên mở ra, nơi nhìn tới tất cả đều quy vô. Liếc phù vân tán, vạn pháp đều thành không. Cảnh tượng bên cạnh hắn không ngừng thối lui, dưới nguyệt đồng thần kỹ chợt nhao nhao hỗn loạn, đều thành không tương. Hô, rốt cục đi ra sao? Cảnh tuyết vừa lui, hắn nhắm hai mắt lại, đỏ ửng trên mặt cũng lui đi, trở nên tái nhợt. Lần nữa mở ra thì bản thân đang lơ lửng trên một phiến hải vực. Trên mặt biển đứng sừng sững lấy 18 cây cột đá, trên mỗi một cây đều đứng một người, đúng là đám Bắc Minh Nguyên Hải và Đoan Mộc Thương, nguyên một đám sắc mặt cổ quái nhìn qua hắn. Người đã đến rồi. Đoan Mộc Thương nhìn Lý Vân Tiêu, mỉm cười cho mười, tựa hồ tuyệt không có gì ngoài ý muốn. Lý Vân Tiêu nhìn xuống, tổng cộng 15 người, còn có 3 cột đá chưa có người, hắn thoáng cái bay thấp xuống, chiếm cứ một căn, kinh ngạc nói. Hơn ngàn người chỉ thừa lại 15 người các ngươi sao? Đoan Mộc Thương nói, chúng ta là từng nhóm vào, những người khác có lẽ còn bị vây một chỗ a. Lý Vân Tiêu suy nghĩ cũng đúng, loại đại ảo cảnh kia, có trời mới biết muốn khốn bao nhiêu người, hắn có chút giật mình nói. Chẳng lẽ nơi này vẫn là ảo cảnh, chẳng lẽ chư vị cũng bị chế trụ rồi xoa? Liếc nhìn 15 người ở đây, thực lực yếu nhất cũng là võ đế thất tinh đỉnh phong, muốn nói có thể ngăn bọn hắn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đoan Mộc Thương cười nói. Nơi này cũng không phải là ảo cảnh, mà là trung tâm Thiên Mê Cung, đích thật là một không gian hải vực. Thiên Mê Cung, chẳng lẽ chính là đại ảo cảnh trước kia? Lý Vân Tiêu hỏi. Thái Thúc Tà Đình cười nói. Đúng vậy, toàn bộ dưới chủ điện Huyền Vũ Tinh Cung chính là phương đại ảo cảnh này, tổng cộng có ngàn loại biến hóa, kinh nghiệm mỗi người đều không giống nhau. Vân Thiếu có thể thoát khỏi đó, đủ thấy thực lực phi phàm. Đoan Mộc Thương nháy mắt, cười nói. Muốn phá Thiên Mê Cung có hai loại khả năng, một là trải qua tam kiếm không chết, hai là dùng thần thông to lớn phá huyễn mà ra. Mà trình độ khó dễ của tam kiếp đều trực tiếp tương quan với thực lực bản thân người lịch kiếp, đặc biệt là một kiếp cuối cùng, rất có khả năng mất đi tánh mạng. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ nghĩ mà sợ, một kiếp cuối cùng tát đậu thành binh, vô số hung vượn kia, nếu không phải mình mở ra thần kỹ, bị quấn vào thì phiền toái sẽ rất lớn. Thần sắc trên mặt hắn hơi chút hồng nhuận, nhưng vận dụng thần dịch lực thi triển đồng thuật quả thật hao tổn rất lớn. Hắn hỏi, vậy tình huống nơi này thế nào? Xem bộ dạng chư vị, tựa hồ đang chờ gì đó sao? Mục Trinh cũng mở miệng nói ra. Hắc hắc, ngươi nói không sai. Nơi đây đã không cách nào tiến lên nữa, chỉ có thể đợi thôi. Đợi. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khó hiểu. Mục Trinh cười hắc hắc nói. Bố trí nơi này cực kỳ đơn giản, nhưng khó thông qua nhất, trong phiến huyễn cảnh hải vực có một loại cấm chế cực trị xúc phát. Lý Vân Tiêu nói. Cực trị xúc phát,